Kiếm Thần Trọng Sinh Tập 67, Tu La Đoàn Trường, Ngạc Mộng Chi Thủy chuyện được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đối với cái thứ dung hồn chi hoa này, Thạch Phong cũng biết một chút. Đó chính là tài liệu cấp sử thi rất hiếm có, là tài liệu chủ để luyện chế Minh Tưởng Dược Tề cấp Đại Sư, là một trong số rất ít dược tề cực phẩm có thể giúp người chơi học tập chiến kỹ. Chỉ cần uống vào Minh Tưởng Dược Tề cấp Đại Sư, sau đó học tập chiến kỹ, Minh Tưởng Dược Tề sẽ chỉ dẫn người chơi học tập, giúp người chơi rất nhanh có thể nắm giữ được chiến kỹ có thể nói là vật phẩm mà các thế lực lớn đều vô cùng thèm khát dẫu sao chiến kỹ không như kỹ năng ma pháp là kỹ xảo cần người chơi tự mình học tập phải vất vả luyện tập mới có khả năng học được cho dù là người chơi cao thủ học tập chiến kỹ cơ bản cũng vô cùng vất vả mà chiến kỹ cao cấp thậm chí là chiến kỹ cấp thanh đồng cũng càng không cần phải nói không cần nghĩ cũng biết giá trị của dung hồn chi hoa là cao bao nhiêu ở trên thị trường chỉ là một đóa dung hồn chi hoa đã được bán với giá 300 kim tệ đã vậy lại không có ai nguyện ý bán ra đều coi là bảo vật để lưu trữ cho dù là trong tay có thế lực siêu cấp cũng không có bao nhiêu, tất cả đều là vì cái thứ dung hồn chi hoa này không tồn tại trên thần vực đại lục, chỉ tồn tại ở dị thế giới và vị diện cao cấp, muốn có được là vô cùng khó. Mà nhiệm vụ lần này thì ngược lại, một hơi đòi hai mươi đóa, đây căn bản chính là miệng sư tử. Lúc này Thạch Phong mới hiểu được vì sao hiền giả chi thủ lại xuất hiện muộn như vậy. Lúc ấy cấp bậc của người chơi chủ lưu đều đã đạt tới hơn cấp tám mươi, thông đạo của dị thế giới cũng được mở ra một số. Chỉ sợ cũng chính là lúc đó, Vương quốc chi kiếm mới có được hai mươi đóa dung hồn chi hoa. Xem ra cần thiết phải tới Băng Tinh Thế Giới một chuyến, Thạch Phong nghĩ đến đây, nơi duy nhất mà hắn có thể ra vào tự do chính là Băng Tinh Thế Giới, tuy hắn cũng có thể tới vị diện cao cấp, nhưng một mình hắn thu thập dung hồn chi hoa không biết phải mất bao lâu, ngược lại người chơi ở Băng Tinh Thế Giới rất nhiều, sẽ thu thập dung hồn chi hoa hơn, nghĩ đến đây, Thạch Phong lập tức liên hệ với đám người kinh vô mệnh, sau khi tập hợp ở Bạch Hà Thành, trực tiếp trực tiếp Băng Tinh Thế Giới, Băng Tinh Thế Giới, cấm địa sinh mệnh băng tuyết đại liệt cốc, trong sơn cốc tuyết trắng phao phao, gió lạnh như băng tùy ý thổi quét nếu người chơi không có kháng băng người chơi chỉ là gió lạnh cũng đủ để chết người rồi cho dù kháng băng đủ cao nhưng chiến đấu ở đây tiêu hao thể lực của người chơi là gấp mấy lần ngoại giới có điều lúc này số lượng người chơi trong băng tuyết đại liệt cốc lại rất nhiều ở trên đỉnh núi nhìn lại có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi đang quét quái chiến đấu ở đây giống như sớm đã quen chiến đấu ở nơi này chúng ta mới có một đoạn thời gian không trở về không ngờ lại có nhiều người như vậy đều tới đây quét quái thăng cấp nhà á tay cầm pháp trượng thủy tinh xanh biếc mặc pháp bào màu lam tinh xảo nhìn người đang chiến đấu dưới núi hơi cảm thấy líu lưỡi lúc này người chơi thăng cấp ở đây cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 50, phổ biến đều là cấp 51, trong đó một số người chơi chỉ huy chiến đấu cấp bậc không ngờ có thể cao tới cấp 52. cấp bậc này cho dù là đặt vào trong một đế quốc cũng đủ để xếp vào top 30, nhưng số lượng người chơi đạt tới cấp 52 ở đây lại vượt quá 30 người phải biết rằng bọn họ một mực lang bạt trong thần vực lúc trước lại có thạch phong dẫn theo thăng cấp đến hiện tại cũng chỉ mới cấp 54 mà thôi nhưng trước mắt lại có nhiều cao thủ tự do cấp bậc đạt tới 52, ở trong băng tinh thế giới có khá nhiều quái vật cường đại, điểm kinh nghiệm cũng rất dài, cho nên tốc độ thăng cấp cũng cao hơn thần vực một đoạn. Hiện tại cấp bậc chủ lưu của các công hội lớn đều tiếp cận cấp 50, cấp bậc chủ lưu của người chơi nơi này đạt tới cấp 51 và cấp 52 cũng coi như rất bình thường. Thạch Phong cười cười, không cảm thấy bất ngờ đối với điều này. Lúc trước khi hắn tới băng tinh thế giới, cấp bậc của người chơi băng tinh thế giới phổ biến khá cao, hiện tại cấp bậc của người chơi thần vực đã sắp tiếp cận cấp 50 cấp bậc chủ lưu nơi này tất nhiên sẽ vượt quá cấp 50. Có điều thực sự khiến Thạch Phong cảm thấy bất ngờ vẫn là trang bị trên người bọn họ. Xác suất rơi ra vũ khí trang bị ở băng tinh thế giới là cực thấp, bình thường đều rơi ra tài liệu, chủ yếu dựa vào người chơi sinh hoạt để chế tác các loại vũ khí trang bị. Cho nên trên vũ khí trang bị là lạc hậu hơn thần vực đại lục không ít, nhưng trình độ của người chơi sinh hoạt lại cao hơn một đoạn. Hiện giờ trong những người chơi cấp 50 này, không thiếu người mặc trang bị huyền thiết cấp 50, thậm chí còn có người mặc trang bị bí ngân cấp 50 tiêu chuẩn trang bị là không thấp hơn thần vực hiện tại dẫu sao xác suất rơi ra vũ khí trang bị cấp 50 giảm xuống trên diện rộng phẩm chất rơi ra cũng giảm xuống theo phó bản đoàn đội 20 người cấp 50 là mục tiêu khai hoang của người chơi tự do trước mắt trang bị tốt nhất rơi ra trong loại phó bản đoàn đội cũng chỉ là bí ngân cấp 50, nhưng xác suất rơi ra lại cực thấp cũng chỉ có độ khó cấp địa ngục mới tương đối cao hơn một chút có điều phó bản đoàn đội 20 người độ khó cấp địa ngục đối với người chơi tự do hiện tại mà nói là quá miễn cưỡng cho nên trong rất nhiều người chơi lên tới cấp 50, mặc trang bị cấp 50 cũng chỉ là cấp huyền thiết mà thôi, ít có đạt tới cấp bí ngân. Về phần trang bị tinh kim cấp 50, đó là thứ mà chỉ có công hội lớn mới có khả năng có được, mà người chơi muốn chế tác trang bị cấp 50 phẩm chất cao cũng không dễ dàng. Cấp bậc của phẩm chất cao một khi đạt tới 50, độ khó chế tác sẽ để thăng trên diện rộng thì không nói, xác suất thành công xác suất thành công giảm xuống một đoạn, cũng chính bởi vì bản thân hắn đã đạt tới cấp đại sư, cộng thêm có một đống đạo cụ phụ trợ cực phẩm, mới chế tạo ra được không ít trang bị cấp 50 phẩm chất cao, rất khó tưởng tượng, người chơi sinh hoạt của Hàn Phong Thành lại có thể chế tạo ra vũ khí trang bị bí ngân cấp 50. Nếu thật sự đạt tới tiêu chuẩn này, như vậy trình độ rèn của Hàn Phong Thành hiện tại ít nhất cũng cao hơn Trúc Hỏa Thương Hành một tiêu chuẩn. Đừng nhìn chỉ cao hơn một tiêu chuẩn, Trúc Hỏa Thương Hành có không ít bí kỹ rèn, lại có ti tan thánh thành để đề, đề thăng trình độ của người chơi, cộng thêm hoàn cảnh ma lực cao của Linh Dược Thành, không hề kém hơn Hàn Phong Thành, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Như vậy Hàn Phong Thành vẫn có thể vượt qua Trúc Hỏa Thương Hành một bậc, sao có thể không khiến Thạch Phong cảm thấy kinh ngạc, đoàn trường. Bên kia hình như là người của đoàn mạo hiểm Tula chúng ta, Thuận chiến sĩ cô cửu cực ở bên cạnh chỉ về phía một đoàn đội năm mươi người đang chiến đấu với một con đại lĩnh chủ cấp 56 ở xa xa, khẽ cười nói, lúc này sáu gã MT cấp 51 đang chống chọi băng xương cự viên đại lĩnh chủ cấp 56, mỗi một kích của băng xương cự viên đều khiến ba gã MT liên hợp ngăn cản không nhịn được mà thối lui mấy bước, trên đầu bắn ra hơn vạn điểm thương tổn, sau đó ba MT còn lại lại đi ngăn cản công kích tiếp theo của băng xương cự viên, cứ như vậy luôn phiên qua lại, hơn một vạn điểm thương tổn. Đối với MT cấp 51 mà nói căn bản không tính là gì, thực sự phiền phức là hiệu quả đóng băng kèm theo đến từ công kích của băng xương cự viên chỉ cần bị đánh trúng, sẽ khiến thân thể bắt đầu biến thành hành động chậm chạp, số lần đánh trúng càng nhiều, tốc độ hành động lại càng chậm, đồng thời thương tổn phải chịu lại càng cao. Tuy thực lực của băng xương cự viên rất mạnh, nhưng đối mặt với 50 người của đoàn mạo hiểm Tu La, điểm sinh mệnh vẫn giảm bớt, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nghe thấy cô cửu cực nói như vậy, đám người nhạn á, kinh vô mệnh, mục tiêu tiêu. Ám dạ cuồng tưởng của đoàn mạo hiểm Tula đều nhìn tới, trong nhát thời đều cảm khái không thôi, hiện giờ thực lực và cấp bậc của thành viên đoàn mạo hiểm Tula đang chiến đấu đều không tồi, nhưng theo bọn họ vẫn rất non nớt, đây là sau khi bọn họ rời khỏi băng tinh thế giới mới hiểu được đạo lý này, có lẽ cấp bậc của người chơi ở băng tinh thế giới khá cao, nhưng trong thần vực đại lục, trình độ chiến đấu của người chơi không biết còn cao hơn bao nhiêu cấp bậc, giống như đoàn mạo hiểm Tula hiện tại, cần tới 50 người mới có thể áp chế được đại lĩnh chủ đại lĩnh chủ cấp 56, nhưng đạt vào các công hội lớn trong thần vực sợ rằng 20 người là đủ rồi, nhân lực tiết kiệm đều có thể đi đối phó boss khác. Ngay khi đám người cô cửu cực đang đàm luận về chiến đấu của đoàn mạo hiểm Tu La, trong khe núi đột nhiên có một số lớn người chơi đi tới, số lượng vượt quá 3.000, trang bị trên người đều như nhau, rõ ràng là trang bị chế thức người chơi chế tạo ra, đều là trang bị huyền thuyết cấp 50. Trên người đội trưởng lại có hơn 5 kiện trang bị cấp bí ngân, về phần trang bị trên người người dẫn đội chỉ huy đoàn trăm người thì quá nửa đều là cấp bí ngân, trang bị hoa lệ mà chỉnh tề, khiến mọi người ở đây là mà hâm mộ không thôi. Đồng thời cũng rất kiêng kỵ, mà trên người những người chơi này đều đeo dấu hiệu công hội một con sư tử đen, rõ ràng là người chơi công hội, nhìn những người chơi công hội này đi tới, các người chơi trong khe núi đều nghị luận, lợi hại quá, đây là Hắc Tạp Đế à, quả nhiên không phải công hội của Hàn Phong thành chúng ta có thể sánh bằng, chẳng trách ngay cả cái thế gia tộc cũng trực tiếp gia nhập Hắc Tạp Đế, mà Bách Thế Hoàng triều thì bị áp chế khắp nơi, cách giải tán chỉ sợ cũng không xa, thực sự rất muốn gia nhập Hắc Tạp Đế, nghe nói vũ khí trang bị trong công hội Hắc Tạp đến này rất nhiều trở thành tinh anh công hội là có tư cách đổi trang bị bí ngân cấp 50, đáng tiếc yêu cầu tuyển nhận của hắc tạp đế quá cao, bằng không ta cũng có thể đi đổi hai kiện trang bị bí ngân cấp 50 chơi một chút. Mọi người nhìn đại quân hắc tạp đế chậm rãi đi tới, trong ánh mắt đều đầy về khát khao, dẫu sao chỉ có vũ khí trang bị mới là thứ bọn họ hướng tới, nào cần như bây giờ, phải thu thập rất nhiều tài liệu hiếm có mới có thể tới công hội hắc tạp đế này để giao dịch một kiện trang bị bí ngân cấp 50 mà trở thành thành viên công hội của hắc tạp đế thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều công hội thanh trường Tất cả người không liên quan đều mau rời khỏi nơi này, nếu trong 5 phút không rời đi, chúng ta sẽ cưỡng chế chấp hành. Ngay khi mọi người đang nghị luận, đại quân Hắc Tạp Đế đi tới cũng lớn tiếng làm ra thông báo thanh trường với tất cả mọi người. Sao lại như vậy? Lúc trước Hắc Tạp Đế chiếm lĩnh mấy điểm thăng cấp tài nguyên cao thì cũng thôi, nơi này là khu vực thăng cấp chúng ta vất vả lắm mới tìm được, sao bọn họ còn muốn chiếm nữa? Đúng rồi, thật quá đáng, đã không có nơi này, chúng ta còn quét tài liệu hiếm có thế nào được? Trong nhất thời các người chơi tự do ở đây đều oán giận. Sao các ngươi có ý kiến à? Một nam tử dã man mặc áo giáp màu lam nhạt từ trong đám người của Hắc Tạp đế đi ra, trực tiếp liếc mọi người một cái, cười lạnh nói: "Có ý kiến phải không? Tới đây nói với ta này." Mọi người vừa nghe vậy đều ngậm miệng. Nam tử dã man trước mắt chính là đại danh lừng lẫy ở Hàn Phong thành, tên là Huyền Thương. Ngay đầu tiên đến Hàn Phong thành đã tiêu diệt hơn 30 cao thủ của Bách Thế hoàng triều, sau đó trong đại chiến công hội, liên tục tiêu diệt hơn trăm người thì không nói, còn chảm sát hội trưởng, bá đao trưởng không của Bách Thế hoàng triều lúc đó, bọn họ làm sao dám đi lên? lập tức tất cả mọi người yên lặng rời khỏi nơi này không dám nói gì nữa mà người của đoàn mạo hiểm tu la cuối cùng cũng tiêu diệt được băng xương cự viên chuẩn bị nhặt tài liệu rồi rời khỏi chờ một chút hiện tại nơi này đã thuộc về hắc tạp đế chúng ta cai quản các ngươi để lại tài liệu trên mặt đất sau đó có thể rời khỏi huyền thương nhìn về phía đoàn mạo hiểm tu la đang chuẩn bị nhặt tài liệu lớn tiếng nói huyền thương đây chính là boss chúng ta vất vả tiêu diệt đừng quá đáng lúc này cuồng chiến sĩ dẫn đội của đoàn mạo hiểm tu la nhìn huyền thương nói sao ngươi muốn đánh nhau à huyền thương cười nhạo tới đây các ngươi cùng tiến lên đi ai có thể tiêu diệt ta ta lập tức sẽ dẫn người rời khỏi khu vực này sao không dám à huyền thương vừa nói xong không khỏi bước ra khỏi đám người từng bước tiến tới phía trước đoàn mạo hiểm tu la khi thế lãnh liệt của huyền thương khiến thành viên đoàn mạo hiểm tu la ở đây đều không khỏi cảm thấy áp lực ai nấy đều không dám đáp lại bởi vì bọn họ biết quá rõ tính tình của huyền thương khi hắc tạp đế tới hàn phong thành từng xuất hiện chuyện như vậy một số đoàn mạo hiểm không phục cũng từng khiêu chiến huyền thương cho dù là đoàn trăm người kết quả cuối cùng cũng không có một ai sống sót tất cả đều bị huyền thương một mình làm thịt loại tranh lệch chiến lược này khiến hai bên bọn họ đã không phải cùng một cấp bậc nói đoàn mạo hiểm tu la các người trước kia từng là đoàn mạo hiểm số một ở hàn phong thành đoàn trường được gọi là quái vật sức của một người có thể lực ép hai công hội lớn khác của hàn phong thành trong đoàn đội lại cao thủ nhiều như mây sao hiện tại lại là trình độ như vậy huyền thương liếc người của đoàn mạo hiểm tu la đang trầm mặc xem ra lời đồn thủy chung chỉ là lời đồn ta tới hàn phong thành đã được một đoạn thời gian đến bây giờ vẫn chưa từng thấy đoàn trưởng của các ngươi xem ra đoàn trưởng của các ngươi cũng giống như các ngươi ai nấy đều bị dọa mà không dám đi ra đã vậy còn dám dưng là đoàn mạo hiểm số một của hàn phong thành quả thực quá khiến người ta thất vọng cũng đúng dẫu sao nơi ở nông thôn như hàn phong thành này sao có thể xuất hiện cao thủ gì chứ người của đoàn mạo hiểm tu la nghe vậy sắc mặt lại càng âm trầm đối với điều này bọn họ là không thể phản bác thực lực của bản thân huyền thương được mọi người công nhận trong toàn bộ hàn phong thành cũng là cao thủ số một số hai cho dù đoàn trưởng và cao thủ khác của đoàn mạo hiểm đều ở đây đối mặt với huyền thương hiện tại chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể thắng được để đổi lại nơi này chúng ta đi cuồng chiến sĩ dẫn đội của đoàn mạo hiểm tu la cắn răng lập tức phân phó chống lại huyền thương bọn họ căn bản không có bất kỳ nắm chắc gì nếu chỉ là vì vật phẩm rơi ra của băng xương cự viên mà bồi cả mạng của 50 người toàn đoàn vào làm người dẫn đội thì đây không phải là lựa chọn sáng suốt hơn nữa sau khi bọn họ chết còn có thể rơi ra trang bị tổn thất là vừa xa chút vật phẩm rơi ra này của băng xương cử viên sau đó cuồng chiến sĩ dẫn đội của đoàn mạo hiểm tu la dẫn theo mọi người xoay người rời khỏi chậm đã ai cho các ngươi đi huyền thương đột nhiên hô lên đồ chúng ta đã để lại rồi ngươi còn muốn thế nào nữa cuồng chiến sĩ dẫn đội phong nhiễm có chút tức giận nói ta thấy mấy kiện trang bị cấp bí ngân trên người các ngươi không tồi vừa hay hắc tạp đế chúng ta đang thiếu trang bị bí ngân cấp 50, ta đã tới rồi ngươi sẽ không để ta đi một chuyến tay không chứ huyền thương khẽ cười nói các ngươi giao ra năm kiện trang bị bí ngân coi như là phí vất vả của ta sau đó các ngươi có thể đi rồi Người của đoàn mạo hiểm Tu La vừa nghe vậy, trong ánh mắt đều ánh lên lửa giận, quả thực rất quá đáng, bọn họ đã lựa chọn nhượng bộ, nhưng hiện tại vẫn phải giao ra năm kiện trang bị bí ngân cấp 50, đây căn bản chính là muốn mạng của bọn họ. Hiện giờ cấp bậc người chơi chủ lưu của Hàn Phong thành đều ở cấp 50 thì không sai, nhưng trên trang bị cấp 50 lại rất thiếu thốn, chỉ là trang bị huyền thiết cấp 50 đã có giá trị liên thành, càng đừng nói là trang bị bí ngân chỉ là một kiện trang bị bí ngân cấp 50 đã đắt đỏ hơn vật phẩm rơi ra của băng xương cự viên rất nhiều giá trị của năm kiện trang bị bí ngân có thể so với đồ rơi ra của hơn 20 con băng xương cự viên cho dù đoàn mạo hiểm tu la bọn họ là đoàn mạo hiểm số 1 của hàn phong thành trang bị bí ngân hiện có cũng không nhiều về phần đoàn đội 50 người bọn họ tất cả trang bị bí ngân cấp 50 cộng lại cũng mới chỉ hơn 10 kiện kiện sao không muốn à vậy chính là muốn bức ta phải xuất thủ đúng không huyền thương nhìn lướt qua người của đoàn mạo hiểm tu la ánh mắt lạnh lùng mà bên đoàn mạo hiểm tu la đã lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm huyền thương phong nhiễm lão đại liều mạng với bọn họ đi cùng lắm thì chết thôi như vậy vẫn tốt hơn mất đi năm kiện trang bị bí ngân đúng 50 người chúng ta không tin không giết được một mình hắn người của đoàn mạo hiểm tu la đều tỏ vẻ oán giận trong trò chuyện đoàn đội cảm thấy cùng lắm thì đánh một trận với huyền thương chứ tuyệt không giao ra năm kiện trang bị bí ngân một cách bất lực tốt chúng ta toàn lực đánh một trận cho dù không giết được hắn chúng ta cũng phải đánh gãy mấy cái răng cửa của hắn cuồng chiến sĩ dẫn đội phong nhiễm nghĩ nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng nói như thế nào thì huyền thương cũng chỉ là cuồng chiến sĩ cấp 52 mà thôi cấp bậc giống hệt với hắn vũ khí trang bị của bọn họ đã mạnh hơn trước kia không ít không phải không thể đánh một trận với huyền thương hiện tại nói xong người của đoàn mạo hiểm tu la đều rút ra vũ khí tiến hành bao vây huyền thương muốn xuất thủ à huyền thương nhìn phong nhiễm chiến ý lên cao không khỏi cười nhạo nói vừa hay ta lấy các ngươi ra để luyện tập một chút nói xong huyền thương rút trường thương bạc ở sau lưng ra trực tiếp lao về phía người của đoàn mạo hiểm tu la nhanh quá phong nhiễm nhìn huyền thương chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh không khỏi cả kinh huyền thương rõ ràng là cuồng chiến sĩ nhưng tốc độ hiện tại ngay cả hắn cũng rất những hắn bắt giữ thậm chí cảm thấy hành động còn nhanh mạnh mau lẹ hơn cả những thích khách trong đoàn đội đoàn mạo hiểm tu la này đúng là xui xẻo lão đại vừa tấn thăng thành nghề nghiệp bậc hai đang lo không có đối tượng để luyện tập không ngờ bọn họ lại dám chủ động chịu chết lão đại đúng là châu tốc độ này quá nhanh trước kia lão đại nổi tiếng bởi lực lượng cuồng bạo có điều tốc độ không đủ hiện tại chuyển thành nghề nghiệp bậc hai bù đắp sở đoàn trên tốc độ giờ thì sợ rằng đã vô địch rồi người của hắc tạp đế nhìn huyền thương đã xông tới trước đoàn mạo hiểm tu la ai nấy đều không khỏi bật cười trước kia khi huyền thương còn là nghề nghiệp bậc một đã khiến cho bách thế hoàng triều long trời lỡ đất hiện giờ đã tấn thăng thành nghề nghiệp bậc hai ở toàn bộ hàn phong thành đã là vô địch đừng nói là 50 người của đoàn mạo hiểm tu la cho dù là 100 người kết quả cũng vẫn vậy đối mặt với tốc độ di chuyển khủng bố của huyền thương phong nhiễm cũng lập tức chỉ huy viễn trình bắt đầu phát động công kích sáu gã mở tây thì tận lực bao vây không cho Huyền Thương tiếp cận Viễn Trình và Trị Liệu, nhưng tốc độ của Huyền Thương quá nhanh, đối mặt với các loại phi đạn và mũi tên ma pháp, đều có thể dễ dàng né tránh, mà sáu gã MT thì giống như rùa vậy, rất nhanh đã bị Huyền Thương bỏ lại, trực tiếp vòng qua sáu gã MT, lao về phía nghề nghiệp Viễn Trình và Trị Liệu của đoàn mạo hiểm Tu La, đều biến mất đi. Huyền Thương vượt qua sự ngăn cản của nghề nghiệp cận chiến, đột nhiên nhảy lên không trung, trường thương trong tay xoay tròn, dần dần hình thành một bão táp, lập tức bổ trường thương về phía chỗ nghề nghiệp trị liệu kỹ năng bậc hai kiếm nhận phong bạo mắt thấy huyền thương ở trong không trung hạ xuống chỗ nghề nghiệp trị liệu đột nhiên trong không trung xuống bay ra xích măng xích măng giống như một viên thiên thạch dùng tốc độ cực nhanh lao về phía góc chết tầm nhìn của huyền thương uy lực khủng bố tới ngay cả không khí cũng đều bị đứt cháy thành hư vô có điều phản ứng của huyền thương rất nhanh lăng không vung trường thương thương thế xoay chuyển làm giá đoạn kiếm nhận phong bạo chuyển thành toàn phong trảm trực tiếp nhanh đón xích măng bay tới ầm uhm, theo một tiếng nổ vang lên hỏa quang bắn ra bốn phía một trận dao động từ trong không trung lan ra chỉ thấy huyền thương ở trong không trung giống như đạn pháo trong nháy mắt đã bay ra hơn 20 mét nặng nề ngã xuống đất liên tục lui năm sáu bước mới đứng vững mà mỗi khi lui một bước mặt đất dưới chân mặt đất để lại một dấu chân rất sâu cho tới khi đứng vững lại mặt đất dưới chân đã vỡ ra từng tấc hơn hai vạn hai nghìn điểm thương tổn từ trên đầu huyền thương bắn ra cuộc sinh bệnh giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chuyện gì thế có quái vật công kích à bất kể là người của đoàn mạo hiểm tu la hay là người của hắc tạp đế lúc này đều nhìn một màn này với vẻ không thể tin nổi nhất là người của hắc tập đế nhìn huyền thương điểm sinh mệnh trong nháy mắt đã mất đi hơn một phần ba bắt thiếu trước nữa thì nổi ra là ai vừa rồi rốt cuộc là ai công kích ta đánh lén thì tính là bản sự gì có bản lĩnh thì đứng ra đây huyền thương không khỏi giận dữ hét lên còn không chờ huyền thương nói xong lại thấy cách đó không xa mười người đi tới mỗi người đều mặc áo choàng đen nhưng không ẩn tàng dung mạo các ngươi là ai dám đánh lén ta chẳng lẽ các ngươi muốn đối địch với hắc tập đế chúng ta à Huyền Thương có chút kiên kỵ nhìn mười đạo thân ảnh đi tới, từ một kích vừa rồi, hắn đã hiểu được thực lực có người vừa tới tuyệt không đơn giản, chỉ luận lực lượng đã vượt trên hắn. Người nào á? Thạch Phong thản nhiên cười nói, không phải ngươi muốn gặp đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Tu La, à? chính người ta đây, ngươi là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Tu La. Huyền Thương nhìn Thạch Phong từng bước đi tới, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, sao có thể như vậy được? Sau khi hắn tới Hàn Phong Thành, đã nghe qua không ít chuyện có liên quan tới đoàn mạo hiểm Tu La, ngay cả hội trưởng và phó hội trưởng của cái thế gia tộc cũng phải kiêng kỵ không thôi vốn hắn vẫn muốn đối chiến một trận có điều biểu hiện của đoàn mạo hiểm tu la trong đoạn thời gian này thật sự khiến hắn thất vọng người chơi cao thủ của đoàn mạo hiểm tu la là không ít nhưng những người chơi cao thủ này theo hắn chỉ là mèo ba chân không đáng nhắc tới ngay cả cao thủ vốn xếp trong top 10 của hàn phong thành hắn cũng đều tiêu diệt mấy tên những cao thủ xếp trong top mười này cũng chỉ là mạnh hơn cao thủ bình thường khác một chút hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với hắn đối với đoàn mạo hiểm tu la này hắn cũng không để ở trong lòng thậm chí đệ nhất cao thủ của hàn phong thành đối với hắn mà nói căn bản chính là chuyện cười nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một người nói mình là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm tu la hơn nữa người này chỉ dùng ra một chiêu từ xa xa đã có thể đánh lui hắn điều này khiến hắn làm sao mà tin được đoàn trưởng đúng là đoàn trưởng rồi phó đoàn trưởng cũng ở đây người của đoàn mạo hiểm tu la nhìn thấy dung mạo của đám người thạch phong đều không khỏi trở nên kích động không ngờ đám người thạch phong đã thật sự trở lại hơn nữa còn lợi hại như vậy chỉ một kích mà thôi đã đánh lui cao thủ như huyền thương Hả? hắn chính là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Tula, không phải nói đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Tula đã dẫn theo một đám cao thủ đi khai hoang rồi à? Nói khai hoang chính là gạt người thôi, chắc là vì Hắc Tạp Đế chúng ta tới Hàn Phong thành, lấy cớ để tránh né. Lần này thì thú vị rồi, đoàn mạo hiểm Tula một mực cự tuyệt gia nhập Hắc Tạp Đế chúng ta, đang lo làm thế nào để tìm được đoàn trưởng này, hiện tại hắn không ngờ dám tự mình chạy ra, xem một lúc nữa Huyền Thương lão đại sẽ thu thập hắn thế nào. Có điều nhìn bộ dạng của đoàn trưởng đoàn mạo hiểm la này hình như rất mạnh không ngờ một chiêu lại có thể khiến cho huyền thương lão đại mất một phần ba điểm sinh mệnh đó chỉ là đánh lén chắc là dùng quyền trục ma pháp lợi hại gì đó đừng quên huyền thương lão đại chính là nghề nghiệp bậc hai nếu nghiêm túc lên thì ở trong toàn bộ hàn phong thành ai có thể là đối thủ mọi người nhìn đám người thạch phong chậm rãi đi tới mà đều không khỏi nghị luận đối với đoàn trưởng đoàn mạo hiểm tu la thạch phong này đều cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng phần lớn là vui sướng khi người khác gặp họa hiện giờ đoàn mạo hiểm tu la đã là mặt trời sắp lặn hoàn toàn dựa vào đoàn trưởng và rất nhiều cao thủ chưa trở về để chống đỡ hiện tại đoàn trường trở về, nếu như bị tiêu diệt, đoàn mạo hiểm Tula sẽ lập tức sụp đổ, dẫu sao đây cũng là tất cả niềm tin của tất cả thành viên trong đoàn mạo hiểm Tula. Ngay khi người của Hắc Tạp Đế đang nhỏ giọng đàm luận, Huyền Thương cũng từ trong ba lô lấy ra một bình dược tề trị liệu cao cấp uống vào, điểm sinh mệnh đột nhiên khôi phục, sau đó bắt đầu không ngừng khôi phục, chỉ một lát, điểm sinh mệnh đã tổn thất của Huyền Thương cũng khôi phục toàn bộ, thực sự không ngờ, lời đồn lại là sự thật, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Tu La ngươi quả nhiên cũng khá đấy, chẳng trách lại được xưng là đệ nhất cao thủ của hàn phong thành huyền thương bình phục lại rung động lúc trước nhìn về phía thạch phong chậm rãi nói ngươi đã có thực lực như vậy đích xác có tư cách làm đối thủ của ta đến đây đi chúng ta đánh một trận cho ta nhìn xem danh khí đệ nhất cao thủ hàn phong thành của ngươi có phải là thật hay không nói xong trong ánh mắt huyền thương giấy lên chiến ý ngút trời từ giao thủ lúc trước hắn đã biết lực lượng của thạch phong rất mạnh nhưng chiến đấu của người chơi không phải là dựa vào thuộc tính lực lượng thì có thể quyết định muốn xem thực lực của đoàn trường chúng ta á à, chỉ sợ ngươi chưa có tư cách này đâu mục tiêu tiêu nhìn huyền thương không khỏi bĩu môi ngươi muốn giao thủ với đoàn trường trước tiên phải qua được một cửa này của ta đã rồi tính nói xong mục tiêu tiêu từng bước tiến về phía huyền thương mục đội trưởng cẩn thận hắn là huyền thương của hắc tạp đế lúc trước mấy chục người bọn bá đao trường không đều bị một mình hắn tiêu diệt không thể đối kháng một mình được phong nhiễm cả kinh vội vàng nhắc nhở đối với thực lực của mục tiêu tiêu hắn biết rất rõ bởi vì hắn vốn cũng là thành viên của đoàn mạo hiểm lãng tâm sau đó theo đám người Mộc Tiêu Tiêu và Kinh Vô Mệnh cùng gia nhập đoàn mạo hiểm Tu La, bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Thực lực của Mộc Tiêu Tiêu rất mạnh thì không sai, nhưng so sánh với bá đao trường không của Bách Thế Hoàng Triều thì cũng chỉ là mạnh có hạn, mà lúc trước Huyền Thương chính là một mình một người chảm sát mấy chục cao thủ của Bách Thế Hoàng Triều, sau đó lại ở trước mắt bao người tiêu diệt bá đao trường không, phần thực lực này không phải là nói đùa. Loại chiến tích này, cho dù là đệ nhất cao thủ kinh vô mệnh của Hàn Phong thành lúc trước cũng không có. Hắn không cho rằng mục tiêu tiêu hiện tại có phần thắng, cũng chỉ có đoàn trưởng Thạch Phong sợ rằng mới có thể đánh một trận. Có điều nhắc nhở của Phong Nhiễm rõ ràng không có bất kỳ hiệu quả gì, mục tiêu tiêu vẫn từng bước tiến về phía Huyền Thương, giống như căn bản không nghe thấy lời khuyên giải của Phong Nhiễm. Phong Nhiễm vẫn muốn ngăn cản, có điều bị phó đoàn trưởng cô cửu cực ngăn lại, mà người khác cũng hoàn toàn không có ý ngăn cản, toàn là thái độ xem kịch, giống như chuyện này không liên quan gì tới bọn họ. Điên rồi, ai nấy đúng là điên rồi. Phong Nhiễm đã sắp nghẹn lời, rõ ràng hắn đã nói rất trắng trợn đây chính là cao thủ mà ngay cả bách thế hoàng triều cũng không làm gì được hiện tại để một mình mộc tiêu tiêu đi chiến đấu căn bản chính là để mộc tiêu tiêu đi chịu chết đừng nói phong nhiễm rất sốt ruột người khác của đoàn mạo hiểm tu la cũng rất lo lắng phong nhiễm lão đại giờ phải làm sao đây bọn đoàn trưởng cũng không nghe à huyền thương này nghe nói có đạo cụ đặc thù có thể khiến trừng phạt tử vong tăng gấp bội nếu huyền thương sử dụng đành chịu thôi nếu mộc tiêu tiêu không kháng được chúng ta cùng tiến lên phong nhiễm cắn răng hạ quyết tâm trong trò chuyện đoàn đội đoàn mạo hiểm tu la trước mắt đang tràn ngập nguy cơ cần rất nhiều cao thủ để chấn sân mà mộc tiêu tiêu lại là cao thủ xếp trong tóc 10 của đoàn mạo hiểm tu la không thể tùy tiện tổn thất người khác của đoàn mạo hiểm tu la cũng đều gật đầu mà khi mộc tiêu tiêu chậm rãi bước về phía huyền thương người của hắc tạp đế cũng bắt đầu kêu gào cái gì vậy không ngờ dám khiêu chiến huyền thương lão đại lão đại để chúng ta ra tay đi xem chúng ta thu thập cô gái nhỏ này thế nào người của đoàn mạo hiểm tu la này đúng là kiêu ngạo huyền thương lão đại chỉ là lịch sự một chút lại dám trèo mũi dẫm mặt đối với mục tiêu tiêu chủ động xuất chiến thay thạch phong khiến người của hắc tạp đế cảm thấy rất khó chịu hận không thể hiện tại xông lên đi làm thịt mục tiêu tiêu người muốn đánh với ta một trận à khẩu khí của người đúng là lớn tới kinh người huyền thương nhìn mục tiêu tiêu dáng người chắc tuyệt không khỏi cười nhạo nói ta biết ngươi ngươi từng xếp thứ sáu trên bảng cao thủ của hàn phong thành đáng tiếc người đứng trên ngươi ở trong tay ta cũng chỉ đỡ được mấy chiêu ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì được mấy chiêu đối với mục tiêu tiêu đang đi tới huyền thương là tràn ngập khinh thường trước khi hắn chưa tấn thăng thành nghề nghiệp bậc hai đã có thể thoải mái đánh bại cao thủ xếp trên mục tiêu tiêu hiện giờ đã tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 2, đối mặt với cao thủ lúc trước sợ rằng không cần hai ba chiêu là có thể thu phục dẫu sao tranh lệch cấp bậc không phải là nhỏ tí tẹo người lắm lời thế hay đây là di ngôn của người mục tiêu tiêu nhìn huyền thương có chức bực mình nói tự tìm chết huyền thương lập tức giận dữ trường thương trong tay trực tiếp vùng lên dùng một xung phong hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã đi tới cách mục tiêu tiêu hơn 20 mươi mét trường thương trong tay xoay chuyển trực tiếp hóa thành tám đạo ngân mang đâm thẳng tới góc chết phòng ngự của mộc tiêu tiêu kỹ năng bậc hai quán tinh lực lượng của bậc hai cộng thêm kỹ năng bậc hai khiến mỗi một đạo thương mang đều có lực lượng của đại lĩnh chủ cùng cấp bậc mắt thấy tám đạo ngân mang sắp chạm đến mộc tiêu tiêu song kiếm trong tay mộc tiêu tiêu vung lên tức khắc kiếm quang lấp lánh kỹ năng bậc hai phân quang thiểm mục tiêu tiêu căn bản không né tránh song kiếm trong tay trực tiếp nghênh đón thương mang đâm tới kiếm thương va chạm tia lửa vang khắp nơi truyền ra từng trận tiếng nổ vang tám đạo thương mang toàn bộ đều bị ngăn cản thì không nói bản thân huyền thương cũng không khỏi lui về phía sau hai ba bước trên đầu bắn ra từng mấy trăm điểm thương tồn mục tiêu tiêu ngược lại không lui một chút nào hai bên chỉ mới giao thủ bước đầu nhưng trên lệch thực lực là cao thấp rõ ngay sao lực lượng của nàng lại mạnh như vậy huyền thương nhìn chằm chằm mục tiêu tiêu trong lòng đầy ngạc nhiên hắn chính là cùng chiến sĩ dùng lực lượng để nổi danh hơn nữa hắn đã chuyển chức thành nghề nghiệp bậc hai cho dù đối mặt với cùng là thuẫn chiến sĩ bậc hai hoặc là thủ hộ kỵ sĩ bậc hai hắn cũng có lòng tin dùng lực lượng để áp chế nhưng mộc tiêu tiêu chỉ là một kiếm sĩ mà thôi lúc này chỉ đọ một chiêu hắn không ngờ lại không phải là đối thủ mà huyền thương vẫn chưa hồi thần từ một thoáng kinh ngạc mộc tiêu tiêu đã lại phát động thế công truy phong kiếm cơ hồ là trong chớp mắt mộc tiêu tiêu đã xuất hiện cách trước người huyền thương hơn 10 mét song kiếm trong tay vặn vẹo như roi nhưng lại linh hoạt như sinh vật lại giống như một con rắn dài rào hoạt chỉ thấy hơn 10 xà ảnh lao về phía huyền thương chiến kỹ xạ ảnh những xạ ảnh đầy trời này đan vào nhau hoàn toàn khiến người ta không ứng phó nổi mà quỹ tích công kích lại phức tạp đa biến, hoàn toàn không trực lai trực vãng như công kích bình thường, không có bất kỳ biến hóa gì trên đường đi, những dạng ảnh này này cơ hồ là từng thời khắc đều đang biến hóa, cho dù một giây trước đã bắt giữ được quỹ tích công kích, nhưng một giây tiếp theo quỹ tích công kích lại xuất hiện thay đổi, khiến chuẩn bị chống đỡ toàn bộ đều uổng phí. Tuy mục tiêu tiêu cũng không thể khiến hơn 10 đạo xà ảnh đều đạt tới trình độ tùy thời biến hóa, nhưng cũng có thể khiến bốn đạo công kích trong đó thời khắc biến hóa, không thể dễ dàng nắm giữ quỹ tích công kích hơn 10 đạo xà ảnh trong nháy mắt đã đánh về phía huyền thương sắc mặt huyền thương tức khắc trở nên ngưng trọng bởi vì cho dù là hắn lúc này cũng không thể nắm giữ toàn bộ công kích của xà ảnh chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu loạn khí chảm để ứng đối căn bản không dám tiến hành đánh giáp lá cả bình thường tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang vọng xung quanh cho dù huyền thương dùng ra loạn khí chảm một lần có thể chém ra hơn 20 đạo công kích thậm chí lực lượng cũng có cường hóa sau một kích huyền thương và mộc tiêu tiêu đều không khỏi lui về phía sau hai ba bước sao có thể tất cả mọi người của hắc tạp đế đang quan chiến đều không khỏi há to miệng ở đây đều là tinh anh và cao thủ của hắc tạp đế đối với lần chủ động công kích này của mục tiêu tiêu nhìn thì huyền thương và mục tiêu tiêu là ngang tay nhưng bọn họ đều biết kỳ thật huyền thương đã rơi vào hạ phong bởi vì loạn khí chảm chính là kỹ năng tuyệt sát của cùng chiến sĩ dùng ra kỹ năng tuyệt sát vẫn chỉ có thể đánh ngang tay nếu đổi thành giao thủ bình thường kết quả là không cần nghĩ cũng biết điều này khiến người của hắc tạp đế nhìn mục tiêu tiêu mà trong lòng sợ hãi không sao diễn tả được Huyền Thương chính là cuồng chiến sĩ bậc hai hàng thật giá thật, trình độ chiến đấu tuyệt đối là đại cao thủ xếp hàng đầu ở Hắc Tạp Đế, hiện tại không ngờ lại bị một thành viên của đoàn mạo hiểm ở nông thôn áp chế. Loại chuyện này nếu để cao thủ khác của Hắc Tạp Đế biết, sợ rằng đều sẽ cho rằng bọn họ đang nói đùa. Lúc này đừng nói là người của Hắc Tạp Đế, ngay cả bản thân Huyền Thương cũng ngỡ ngàng, không rõ vì sao Mộc Tiêu Tiêu lại lợi hại như vậy. Sao có thể? Ta chính là cuồng chiến sĩ bậc hai. Lúc này Huyền Thương đối mặt với Mộc Tiêu Tiêu, trong ánh mắt không còn vẻ thong dong lúc trước, ngược lại đã cảm thấy uy hiếp tử vong nàng không phải là người sao thực lực xếp thứ sáu ở hàn phong thành ư xa trình độ chiến đấu lại cao như vậy được mà đám người đoàn mạo hiểm tu la ở cách đó không xa cũng đều trợn mắt há hốc mồm sao mộc tiêu tiêu có thể mạnh như vậy được phong nhiễm nhìn chằm chằm mộc tiêu tiêu không dụng lấy một sợi tóc thoải mái áp chế huyền thương hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật đối với thực lực của mộc tiêu tiêu hắn chính là biết rất rõ tuy mạnh hơn hắn một chút nhưng cũng mạnh rất có hạn nhưng mộc tiêu tiêu hiện tại lại hoàn toàn khác với mộc tiêu tiêu mà hắn biết sự nắm giữ của mộc tiêu tiêu đối với xa ảnh vẫn quá thô thiền nếu có thể nắm giữ hoàn toàn một kích vừa rồi ít nhất cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của huyền thương đó kinh vô mệnh không mạn không nhạt đánh giá một câu đám người cô cửu cực cũng đều gật đầu mục tiêu tiêu hiện tại mặc sáu trang tinh kim cấp 45 mươi trang tinh kim cấp 50 ma quang vũ khí trong tay một thanh là trường kiếm tinh kim cực phẩm cấp 50, một thanh là bảo kiếm sử thi trưởng thành cấp 50, so sánh với huyền thương chỉ mặc một thân trang bị bí ngân cấp 50, chính là vượt trên không chỉ một bậc chính diện áp chế huyền thương có thể nói là chuyện hết sức bình thường hơn nữa sau khi rời khỏi băng tinh thế giới mục tiêu tiêu cùng bọn họ một đường khiêu chiến các cao thủ của thần vực đại lục cộng thêm điều kiện huấn luyện linh dược công hội cung cấp mục tiêu tiêu vốn cách nửa bước nhập vi đã rất gần mà hiện tại đã hoàn toàn bước vào trình độ nhập vi so với loại lão thủ sớm đã bước vào nhập vi như huyền thương mà nói thì chỉ kém hơn một chút mà thôi nhưng ưu thế trên thuộc tính đủ để bù đắp chút tranh lệch này về phần chiến kỹ xả ảnh đó chính là một trong mấy bản chiến kỹ có được từ trong thần tích viễn cổ tuy chỉ là chiến kỹ cơ bản nhưng uy lực tuyệt đối là tiêu chuẩn đứng đầu trong chiến kỹ cơ bản thạch phong vì tăng cường thực lực của bọn họ đã cho bọn họ nợ điểm công hội để trực tiếp học tập nếu có thể hoàn toàn nắm giữ chiến kỹ xạ ảnh này cộng thêm thuộc tính cường đại của bản thân mộc tiêu tiêu một kích lấy nửa cái mạng của huyền thương không phải là chuyện không thể một kích lấy nửa cái mạng của huyền thương à phong nhiễm thấy đám người cô cửu cực đều rất đồng ý với lời nói của kinh phô mệnh cũng hoài nghi có phải mình bị huyện thính không đây chính là huyền thương lúc trước dựa vào sức của một người tiêu diệt mấy trăm cao thủ của bách thế hoàng triều cuối cùng chảm sát đại cao thủ bá đao trường không đó nhưng ở trong mắt đám người kinh vô mệnh cao thủ như vậy lại giống như người chơi có thể tùy tiện nhìn thấy trên đường ngay khi mọi người đang cảm thấy khiếp sợ trước thực lực mục tiêu tiêu thể hiện ra sau khi mục tiêu tiêu ổn định thân thể bộ pháp dưới chân lại biến đổi hóa thành từng đạo tàn ảnh giống như trong nháy mắt mục tiêu tiêu từ một người biến thành bốn năm người đồng thời lao về phía huyền thương chiến kỹ tàn tượng bộ tàn tượng bộ này cũng là chiến kỹ có được từ thần tích viễn cổ có thể thông qua phương thức di động đặc thù và biến hóa của và khí tức khiến kẻ địch nhìn thấy tàn ảnh từ đó mê hoặc kẻ địch không thể làm ra phán đoán chính xác sau đó giúp người chơi có thể thừa cơ công kích tuy loại chiến kỹ bộ pháp này không giống chiến kỹ công kích có thể đề thăng chiến lực của người chơi trên diện rộng nhưng luận về trình độ quý giá một quyển bộ pháp chiến kỹ cơ bản tương đương với một quyển chiến kỹ phòng ngự hoặc là công kích cao cấp bởi vì cái thứ bộ pháp này không chỉ có thể gia tăng năng lực giữ mạng cho người chơi đồng thời khi đối mặt với kẻ địch trình độ tương đương với mình cũng có thể nắm giữ quyền chủ động điều này đối với cao thủ mà nói là quan trọng nhất đối mặt với năm đạo tàn ảnh huyền thương trung quy chỉ là nhập phi cảnh không thể hoàn toàn nắm giữ hướng đi của năm đạo tàn ảnh chỉ có thể khi mộc tiêu tiêu tiếp cận tới thì dậm mạnh một cước lôi đình nhất kích tức khắc mặt đất dung chuyển sau đó thì sụp đổ khiến mộc tiêu tiêu không thể dùng ra tàn tượng bộ một cách bình thường trực tiếp lộ ra thân hình chết đi huyền thương biết đây là cơ hội lập tức dùng ra kỹ năng bậc hai mạnh nhất tử vong xung kích mà hắn nắm giữ ngay tức khắc cơ nhục toàn thân huyền thương phồng lên trong nháy mắt biến thành một cự nhân thân hình cao khoảng 3 mét lập tức sách thương bạc trong tay đột nhiên đâm về phía mộc tiêu tiêu tử vong xung kích là kỹ năng xả thân dùng bỏ ra 40% điểm sinh mệnh của bản thân làm cái giá tiến hành công kích va chạm phạm vi 50 mươi mét phía trước tốc độ đề thăng một trăm lực lượng đề thăng một trăm tạo thành 500% thương tổn chỉ thấy mặt đất vỡ vụn một đạo hắc ảnh trực tiếp đánh về phía mộc tiêu tiêu khí tức khủng bố khiến xung quanh dẫn tới một trận phong bạo mắt thấy huyền thương sắp xông tới trước người mộc tiêu tiêu mộc tiêu tiêu đột nhiên thu hồi trường kiếm tinh kim cấp 50 trên tay phải trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một thanh trường kiếm thần văn khắc thần văn màu bạc đột nhiên đâm về phía huyền thương đang xông tới đồng thời vào lúc mộc tiêu tiêu vung trường kiếm cũ nát thần văn bạc trên trường kiếm cũng đột nhiên sáng lên trực tiếp chém lên thương bạc trong tay huyền thương ầm uhm, theo một tiếng nổ vang vang lên mặt đất sụp đổ mục tiêu tiêu hoàn toàn không như tưởng tượng của mọi người trực tiếp bị đánh bay trái lại hành động của huyền thương đột ngột dừng lại không khỏi lui ba bước trường thương trong tay chấn động hoàn toàn rơi vào trạng thái cứng ngắc ngắn ngủi mà trong ánh mắt huyền thương cũng đầy vẻ khiếp sợ không rõ mộc tiêu tiêu đã làm gì không ngờ có thể phát huy ra lực lượng như vậy ngăn cản một kích mạnh nhất của hắn còn không chờ huyền thương giải phóng khỏi trạng thái cứng ngắc ngắn ngủi bảo kiếm trưởng thành cấp sử thi trên tay kia của mộc tiêu tiêu đã chém xuống kỹ năng bậc hai bạo phong cuồng kích một chiêu này cũng là kỹ năng bậc hai mạnh nhất mà mộc tiêu tiêu nắm giữ chỉ thấy vô số phong nhận thổi quét rồi huyền thương mà lúc này huyền thương căn bản đã không thể động đậy trực tiếp bị vô số phong nhận cắn nuốt điểm sinh mệnh giảm xuống từng đoạn cho tới khi huyền thương hồi phục khỏi cứng ngắc điểm sinh mệnh đã không còn lại đến một phần ba trực tiếp bị mục tiêu tiêu tiếp cận tới dùng hai cái lấy mạng trước mắt xám xịt ầm ầm ngã xuống đất trên bãi cỏ bị tuyết trắng bao phủ theo huyền thương hóa thành bạch quang dần dần tiêu tán rơi ra một kiện hộ thủ tinh xảo màu xám bạc còn không chờ mọi người hôi thần từ sự tử vong của huyền thương mục tiêu tiêu đã cất hộ thủ vào ba lô không gian lập tức ánh mắt nhìn về phía đại quân của hắc tạp đế các người ai còn muốn tới đây tỉ thí một chút không mục tiêu tiêu nhìn lướt qua người của hắc tạp đế thản nhiên cười nói tiêu diệt một người chơi có thể có được một kiện trang bị bí ngân cấp 50, cái này là còn nhanh hơn cả làm nhiệm vụ hạ phó bản đoàn đội người của hắc tạp đế nhìn mục tiêu tiêu nụ cười đáng yêu ai nấy đều không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh toát quá đáng sợ kích sát cao thủ bậc hay như huyền thương mục tiêu tiêu từ đầu tới cuối vẫn biểu hiện ra giống như đối phó tiểu quái ven đường thoải mái thích ý thì không nói còn trực tiếp thuấn sát huyền thương đây quả thực giống như đang nằm mơ vậy phải biết rằng đây chính là nghề nghiệp bậc hai cho dù thật sự có một chút tranh lệch trên thực lực nhưng cũng không đến nỗi tranh lệch nhiều như vậy hơn nữa cuồng chiến sĩ nghề nghiệp bậc hai luận điểm sinh mệnh thì cao hơn mt bậc một cùng cấp bậc vậy mà huyền thương vẫn bị miểu sát như vậy nếu mục tiêu tiêu muốn đối phó mt bậc một khác kết cục là không cần nghĩ cũng biết đối mặt với lực lượng như vậy ai mà đuổi kịp trong nhất thời người của hắc tạp đế đều trầm mặc mà người của đoàn bảo hiểm tu la sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi đều vui mừng khôn xiết lúc trước bọn họ ở hàn phong thành một mực bị hắc tạp đế áp chế hiện giờ mục tiêu tiêu kích sát huyền thương thực lực xếp hàng đầu trong hắc tạp đế thật sự là đại khoái nhân tâm đồng thời mọi người cũng kích động không thôi lợi hại quá đây là hiệu quả huấn luyện mà đoàn trưởng từng nói à phong nhiễm nhìn nhìn mục tiêu tiêu lập tức ánh mắt lại chuyển sang người thạch phong trong lòng rung động không thôi từ lúc thạch phong thành lập đoàn mạo hiểm tu la đã nói với bọn họ chỉ cần chịu nỗ lực sẽ giúp bọn họ biến thành mạnh hơn lúc trước hắn cho rằng đây chỉ là thạch phong thuận miệng nói ra mà thôi nhưng hiện tại xem ra chuyện này không ngờ là thật thạch phong thật sự có thể khiến bọn họ trở nên mạnh hơn hơn nữa còn không phải một chút hoàn toàn có thể nói là như hai người khác nhau để hình dung loại cường đại này không chỉ là là cường đại trên thuộc tính đồng thời cũng có biến đổi về chất trên trình độ kỹ thuật bởi vì lúc này nhìn mộc tiêu tiêu luôn có một loại cảm giác áp bức giống như lúc trước đối mặt với kinh vô mệnh chỉ là loại cảm giác áp bức này không mãnh liệt như kinh vô mệnh mà thôi vừa nghĩ tới thực lực có thể để thăng tới loại trình độ này khiến cho trong lòng phong nhiễm là một mảng lửa nóng và chờ mong hắn biết rất rõ thực lực như huyền thương địa vị trong hắc tạp đấy là không thấp hắn không cầu có thể đạt tới loại trình độ này của mục tiêu tiêu nhưng chỉ cần đạt tới trình độ của huyền thương đã đủ cho hắn ngạo thì các công hội lớn rồi mà các người chơi tự do quan chiến ở xa xa hiện giờ thấy một màn này miệng đều không khỏi há to chết rồi huyền thương đó không ngờ thật sự chết rồi nếu từ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy ta nhận ra nàng ta trước kia nàng ta chính là mục tiêu tiêu thực lực xếp thứ sáu ở hàn phong thành chúng ta thực lực của hàn phong thành chỉ xếp thứ sáu nói đùa à lúc trước huyền thương chính là dựa vào sức của một người tiêu diệt người chơi xếp trên mục tiêu tiêu cho dù thực lực của mục tiêu tiêu tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể thoải mái kích sát huyền thương được mọi người nhìn mục tiêu tiêu ai nấy đều bắt đầu tra xét thân phận của mục tiêu tiêu trong lòng không nén được tò mò không tra không biết vừa tra một cái liền sợ tới nhảy rừng huyền thương là cuồng chiến sĩ mục tiêu tiêu chỉ là kiếm sĩ nếu hai bên tiến hành đánh giáp lá cả kiếm sĩ chú trọng tốc độ và lực lượng gặp phải chiến sĩ cùng cấp bậc đơn thuần luận lực lượng cuồng chiến sĩ tuyệt đối chiếm thượng phong về phần đánh giáp lá cả, sức đối chiến chính diện của cuồng chiến sĩ là cường đại hơn kiếm sĩ mà mục tiêu tiêu chiến đấu với huyền thương từ đầu tới cuối đều là mục tiêu tiêu áp chế huyền thương chứng tỏ chất lượng trang bị của mục tiêu tiêu là mạnh hơn xa huyền thương có điều khiến họ kinh ngạc hơn vẫn là tốc độ tiến bộ của mục tiêu tiêu rõ ràng trước khi gia nhập đoàn mạo hiểm tu la trình độ chiến đấu thể hiện ra không cao hơn bọn họ là mấy nhưng hiện tại trình độ chiến đấu của mục tiêu tiêu đã vượt xa bọn họ mấy trình độ nhất là kỹ xảo chiến đấu mục tiêu tiêu dùng ra qua thực thần kỳ giống như đang sử dụng kỹ năng ma pháp bọn họ thực sự là chưa từng thấy nếu nói lúc trước mộc tiêu tiêu ẩn tàng thực lực loại chuyện này có quỷ cũng không tin dẫu sao trước khi gia nhập đoàn mạo hiểm tu la mộc tiêu tiêu đang một mực cạnh tranh với kinh vô mệnh muốn chiếm lấy bảo tọa số một sao có thể giữ lại thực lực gì cách giải thích duy nhất đó chính là mộc tiêu tiêu gia nhập đoàn mạo hiểm tu la trong đoạn thời gian biến mất này trong đoạn thời gian này điên cuồng đề thăng bằng không căn bản không thể giải thích được trong nhất thời người chơi tự do quan chiến ở xa xa đều tràn ngập hứng thú với đoàn mạo hiểm tu la muốn gia nhập đoàn mạo hiểm tu la bên kia trong đại quân hắc tạp đế đã lâm vào yên lặng mọi người nhìn chằm chằm mục tiêu tiêu hay cho một đoàn mạo hiểm tu la không ngờ dám giết người của hắc tạp đế chúng ta các ngươi là không muốn sống nữa rồi phó chỉ huy trầm phủ nhất thu đột nhiên đứng dậy nhìn đám người mục tiêu tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh vừa hay hôm nay cho các người biết một chút ai mới là lão đại chân chính trong hàn phong thành tất cả mọi người lên cho ta sự tử vong của Huyền Thương đích xác khiến bọn họ rất kinh ngạc, không ngờ trong đoàn mạo hiểm tu la còn có cao thủ như vậy. Nếu đổi thành bình thường, bọn họ gặp phải cao thủ như Mộc Tiêu Tiêu thì cũng thôi, nhưng hiện tại bên bọn họ có 3000 đại quân, rất nhiều đều là người chơi cao thủ, cộng thêm Huyền Thương đã khiến công hội mất mặt, tất nhiên phải lập tức đòi lại. Hèn hạ, Phong Nhiễm nhìn đại quân Hắc Tạp Đế lao thẳng tới, không khỏi ra đầu ngứa gian, hoàn toàn không ngờ Hắc Tạp Đế lại giờ trò này, không để ý tới lời hứa lúc trước, chỉ muốn bóp chết đoàn mạo hiểm tu la bọn họ từ trong trứng nước. 60 người đối phó 3.000 người, con số này bất kể nhìn thế nào cũng đều là tuyệt vọng, càng đừng nói người bên hắc tạp đế không phải tinh anh thì chính là cao thủ, bọn họ sợ rằng ngay cả hy vọng trốn thoát cũng không có. Đoàn trường, các ngươi đi trước, chúng ta đoạn hậu, chỉ cần các ngươi không chết, cho dù hắc tạp đế sau này muốn nhắm vào đoàn mạo hiểm tu la, cũng không dễ dàng, phong nhiễm vội vàng nói, bất kể là đoàn trưởng thạch phong hay là một tư tiêu, hiện tại tuyệt đối là tinh thần tinh thần của đoàn mạo hiểm tu la, nếu bị người của hắc tạp đế tiêu diệt ở đây danh khí của đoàn mạo hiểm tu la khẳng định sẽ xuống dốc không phanh muốn phát triển là rất khó khăn có điều phong nhiễm vừa nói xong một giây tiếp theo lại thấy thạch phong dẫn theo đám người kinh vô mệnh từng bước tiến về phía người hắc tạp đế đang xông tới đoàn trường các người muốn làm gì vậy phong nhiễm nhìn đám người thạch phong kỳ quái hỏi cái này còn cần phải nói à đương nhiên là muốn khởi công rồi thạch phong cười cười 50 người các người kết thành trận hình phòng ngự chú ý né tránh ma pháp quần công đừng để bị đánh tới việc còn lại cứ giao cho chúng ta là được đi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể hoạt động thân thể một chút rồi đám người kinh vô mệnh cũng đều nhìn nhau cười lập tức lao về phía đại quân hắc tạp đế giống như đại quân người chơi trước mắt chỉ là một đống tiểu quái căn bản không đáng nhắc tới mà đám người phong nhiễm nhìn đám người thạch phong sông lên đều không khỏi sững sờ đây là tình huống gì mười người muốn đối phó ba ngàn đại quân tinh anh nhưng không chờ phong nhiễm từ khiếp sợ trong hồi thần lại thạch phong lập tức dùng ra liệt diễm lĩnh vực một cột lửa từ trong đám người hắc tạp đế bắn ra cho dù là người chơi tự do ở cách ngoài ngàn mét cũng đều chỉ một chiêu mà thôi cả mấy trăm người trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi rơi ra vũ khí trang bị đầy đất trên bình nguyên băng thiên tuyết địa theo cột lửa tiêu tán mặt đất là một mảng cháy đen nhiệt độ nóng rực khiến người chơi cho dù ở cách 20 30 m cũng có thể cảm nhận được rõ ràng phạm vi 70 x 70 m đều hóa thành địa ngục nham thạch nóng chảy trên mặt đất trừ vũ khí trang bị rơi ra thì không còn lại gì mà phát hủy diệt cỡ lớn trầm phù nhất thu nhìn địa ngục nham thạch nóng chảy sắc mặt xanh mét tuy hắn đã khiến vị trí đứng của mọi người tương đối phân tán nhưng dưới hủy diệt cỡ lớn quy mô như vậy, vẫn hay là bị tiêu diệt hơn 300 người, tương đương với một phần 10 tổng nhân số. Đây đều là tinh anh và cao thủ của hắc tạp đế bọn họ, tổn thất trầm trọng như vậy. Chính là lần đầu sau khi đến Hàn Phong thành tiến hành đại chiến công hội với Bách Thế Hoàng Triều, tổn thất lớn như vậy không biết phải mất bao nhiêu tài nguyên mới có thể bù đắp lại, mà hắn cũng sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề. Chết đi, ta muốn tất cả bọn họ đều phải chết. Trầm phù nhất thu quay đầu nhìn về phía thạch phong thi triển ma pháp, lửa giận ngút trời hô lớn lúc này chỉ có dùng máu của đoàn mạo hiểm tu la để rửa sạch tổn thất lần này bằng không hắn tuyệt đối sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của công hội mà người của hắc tạp đế cũng từ trong rung động trước liệt diễm lĩnh vực hồi thần lại tuy có một chút kiên kỵ đối với đám người thạch phong lo lắng vẫn còn có thể có ma pháp hủy diệt cỡ lớn nữa có điều bên bọn họ vẫn có hơn hai nghìn sáu trăm người dựa vào sáu mươi người của đoàn mạo hiểm tu la thì làm sao có thể ngăn cản được lập tức ai nấy giống như sói đói lao về phía người của đoàn mạo hiểm tu la tuy giống như sói đói nhưng người của hắc tạp đế rõ ràng đều được huấn luyện bài bản vô cùng quen thuộc với bk đoàn thể không lập tức ùa lên mà là chia ra là mấy chục tiểu đội đối phó với 10 người bọn thạch phong mỗi một tiểu đội 50 người sẽ đối phó một người như vậy mt sẽ cầm chân cận chiến và viễn chỉnh khác thừa cơ đánh lén và hạn chế trị liệu thì cộng máu cho mt dùng mô thức giống như đối phó quái vật để đối phó đám người thạch phong căn bản không cho đám người thạch phong cơ hội để bắt lấy mà đối mặt với đại quân tinh anh mấy nghìn người vây tới sắc mặt đám người phong nhiệm rất ngưng trọng vô cùng khẩn trương. Tuy bọn họ cũng trải qua không ít lần đoàn chiến cỡ nhỏ, nhưng đại chiến hơn ngàn người như vậy tuyệt đối là lần đầu, chỉ thấy một mảng người chơi đông nghìn nghìn sông lên một cách ngay ngắn trật tự, loại cảm giác áp bức khiến người ta hít thở không thông này thiếu chút nữa khiến hắn có chút không thở được. Ưu thế nhân số của Hắc Tạp Đế là gấp mấy chục lần bọn họ, loại ưu thế áp đảo này, căn bản không phải là Thạch Phong dựa vào một lần ma pháp hủy diệt cỡ lớn thì có thể thay đổi được. Lần này đoàn mạo hiểm tu la xem như xong rồi, biết làm sao được, Hắc Tạp Đế chính là bá chủ của Hàn Phong thành hiện tại sao có thể là một đoàn mạo hiểm có thể tùy tiện chống lại người chơi tự do ở xa xa đang chuẩn bị rời khỏi nhìn chiến trường dưới sân cốc trong lòng đều cảm khái không thôi đây là chênh lệch to lớn giữa công hội và đoàn mạo hiểm cho dù đoàn mạo hiểm lợi hại tới mấy đối mặt với công hội bình thường thì còn được như bách thế hoàng triều hoặc là cái thế gia tộc của hàn phong thành đều không có vấn đề gì nhưng đối mặt với loại công hội lớn hùng bá một phương như hắc tập đế đoàn mạo hiểm hơn ngàn người căn bản chính là chuyện cười ngay khi đại quân hắc tạp đế đang ngay ngắn trật tự tiếp cận đám người thạch phong đám người cô cửu cực và kinh vô mệnh ở bên cạnh đều nhìn nhau cười nhìn về phía thạch phong đoàn trường chờ lát nữa ngươi đừng cướp với chúng ta vất vả lắm mới có một lần hoàn toàn thể hiện ra thành quả học tập sau này muốn gặp được chính là rất khó kinh vô mệnh nói đúng rồi đoàn trường nếu ngươi xuất thủ chúng ta sẽ không chơi nữa mục tiêu tiêu cũng đi tới gật đầu người khác cũng gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý đối với sự cường đại của thạch phong bọn họ là biết rất rõ nhất là sau khi tham dự tranh đoạt chiến ở thiên lôi đảo khiến bọn họ biết được thế giới này có bao lớn người ở thiên lôi đảo đều là cao thủ trong cao thủ cao thủ nhập vi cũng rất bình thường nhưng thạch phong vẫn có thể đại sát tứ phương trong đống cao thủ như vậy chỉ là mấy ngàn người chơi tinh anh thế này căn bản không đáng nhắc tới hiện tại bọn họ vất vả lắm mới hoàn thành truyền chức bậc hai chưa được thử thân thủ mà loại đoàn chiến mấy nghìn người này có thể nói là sân luyện tập tốt nhất được ta sẽ không chủ động xông lên có điều các người tốt nhất hãy tốc chiến tốc thắng bằng không bên bọn phong nhiễm sẽ không chống đỡ được thạch phong thở dài vốn hắn muốn thể hiện ra lực lượng có tính áp đảo với hắc tạp đế sau này cũng tiện mở rộng đoàn mạo hiểm tu la ở hàn phong thành như vậy có đủ nhân thủ hắn làm nhiệm vụ cũng thoải mái hơn một chút dẫu sao dung hồn chi hoa hắn muốn thu thập cũng vô cùng quý giá nếu người quá ít sợ rằng là không thu thập được bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim đoàn trường người cứ yên tâm đi chúng ta khẳng định sẽ kết thúc chiến đấu trước khi bọn phong nhiễm không chống đỡ được kinh vô mệnh liếm liếm khóe miệng quay đầu nhìn người của hắc tạp đế đang rông lên hai mắt không khỏi tỏa sáng. Sau khi hắn tấn thăng nghề nghiệp bậc 2, Thạch Phong gọi bọn họ đột nhiên tập hợp, hắn cũng chưa được cảm nhận sự lợi hại của nghề nghiệp bậc 2. Nghề nghiệp bậc 2 khác với nghề nghiệp bậc 1, trên tố chất thân thể có một lần đề thăng trên diện rộng. Điều này đối với sử dụng kỹ năng và chiến kỹ đều sẽ tạo thành một số ảnh hưởng. Cái này là cần thông qua rất nhiều chiến đấu để chậm rãi tu chỉnh loại cảm giác này, đồng thời tìm kiếm phương thức chiến đấu mới, bởi vì sau khi tố chất thân thể đề thăng, động tác trước kia không thể làm được, hiện tại lại biến thành có thể làm được chẳng khác nào nói tính lựa chọn chiến đấu cũng có được đề thăng trên diện rộng nói xong kinh vô mệnh không nhịn được mà sách trường thương trực tiếp chủ động lao về phía đại quân hắc tạp đến ngoài 100 trăm mét mà người khác cũng đều phân biệt hành động hoàn toàn không có ý định muốn hợp tác chiến đấu ai nấy đều mạnh ai nấy chiến đây là bọn họ muốn làm gì phong nhiễm nhìn đám người kinh vô mệnh mạnh ai nấy chiến cảm thấy tinh thần sắp sụp đổ rồi đối mặt với ba ngàn đại quân tinh anh lúc này còn chưa trò đơn đả độc đấu mà bên kia trầm phủ nhất thu trong nhất thời cũng sững sờ những người này đều sợ tới choáng váng rồi à trầm phù nhất thu nhìn kinh vô mệnh sông tới không khỏi dụi dụi hai mắt của mình cho rằng nhìn nhầm bên bọn họ có mấy nghìn người hơn nữa đều là thành viên công hội tinh anh trở lên cho dù là huyền thương cũng không dám tùy tiện sông tới chỉ có thể tiến hành chiến đấu vô hồi nhưng kinh vô mệnh hiện tại lại giống như phát điên sông lên trình độ ngu xuẩn này chỉ sợ ngay cả diêm vương thấy cũng sẽ cười to tốt bọn họ đã muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn cho bọn họ bộ đội viễn trình chuẩn bị vừa đến cự ly công kích 50 mươi có thể lập tức phát động công kích bán bọn họ thành bã cho ta trầm phủ nhất thu lập tức ra lệnh theo trầm phủ nhất thu hạ xong mệnh lệnh lập tức bộ đội viễn trình từ hàng sau đi tới cũng bắt đầu ngâm sướng chúng ngữ chỉ chờ kinh vô mệnh tiếp cận sẽ lập tức phát động công kích 90 mươi m tám mươi m sáu m mắt thấy kinh vô mệnh đã bước vào phạm vi 50 m bộ đội viễn trình của hắc tạp đế đồng thời phóng ra từng đạo ma pháp và mũi tên tức khắc lại thấy trên bầu trời phủ kín ma pháp và mũi tên giống như một vách tường ép xuống tùy thời đều có thể ép nát người ta tới hay lắm kinh vô mệnh không khỏi cười to trường thương trong tay chuyển động trực tiếp bổ về phía vô số ma pháp và mũi tên đang bắn tới kỹ năng bậc hai kiếm nhận phong bạo chỉ nhẹ nhàng với một cái tức khắc xung quanh kinh vô mệnh hình thành một cỗ bão táp bão táp mãnh liệt giống như một tấm chắn bằng gió trực tiếp cản tất cả ma pháp và mũi tên của hắc tạp đế ở bên ngoài không có một đạo công kích nào xuyên qua được tấm chắn gió sao có thể người của hắc tạp đế nhìn kinh vô mệnh không dụng lấy một sợi tóc mà đờ đẫn bọn họ hoàn toàn không ngờ kỹ năng ma pháp còn có thể sử dụng như vậy dùng kỹ năng ma pháp để triệt tiêu kỹ năng ma pháp một kỹ năng công kích lại biến thành kỹ năng phòng ngự kiếm nhận phong bạo một mực kéo dài 3 giây khiến kinh vô mệnh trực tiếp xông tới trước bộ đội cận chiến của hắc tập đế tức khắc bảy tám gã mờ tây xét thuẫn bài vây tới nhưng trường thương trong tay kinh vô mệnh lại vung ra kỹ năng bậc một toàn phong tràm âm um, theo một tiếng nổ vang lên tất cả mờ tây xông lên đều bị đánh bay điểm sinh mệnh đột nhiên giảm một đoạn kinh vô mệnh lập tức bước ra một bước đi tới trước người một cận chiến khác trường thương hóa thành hơn 10 đạo thương ảnh mấy tên người chơi cận chiến muốn ngăn cản nhưng những thương ảnh này đều công kích tới góc chết phòng ngự của bọn họ tốc độ cực nhanh khiến bọn họ căn bản không kịp phản ứng đã bị đánh trúng trực tiếp hóa thành từng đạo bạch mang rồi tiêu tán công kích của người chơi viễn trình đối với kinh vô mệnh ở trong đám người là hoàn toàn vô dụng tiếp theo lại chạy trong đám người tốc độ nhanh tới mức khiến người ta căn bản không thể bắt giữ nơi đi qua đều là người chơi lần lượt bị tiêu diệt hành động càng lúc càng mau lẹ lúc này đám người cô cửu cực cũng xông vào trong đám người tuy không hùng mãnh bằng cuồng chiến sĩ như kinh vô mệnh nhưng cũng ra vào như chỗ không người một kỹ năng bậc hai có thể trực tiếp miểu sát hơn 10 người tuy một số công kích cũng có thể đánh trúng đám người cô cửu cực nhưng đám người cô cửu cực trực tiếp lấy ra một bình dược tề trị liệu cao cấp rồi uống vào điểm sinh mệnh lại hồi phục mà thành viên hắc tạp đế lao về phía thạch phong càng bi kịch hơn phong trực tiếp mở ra ngự kiếm hồi thiên khiến cự ly công kích để thao một đoạn lớn chỉ thoải mái vung trường kiếm trong tay là được nghề nghiệp bậc một đối mặt với lực lượng của đại lĩnh chủ bậc ba cùng cấp bậc chống đỡ được thì còn có thể sống sót nếu không ngăn cản trực tiếp chết ngay tại chỗ có điều cho dù là bị ngăn cản cũng sẽ lâm vào trạng thái cứng ngắc ngắn ngủi căn bản không cản được công kích tiếp theo trên lệch cấp bậc và thuộc tính lúc này đã lộ rõ hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc tại sao lại như vậy trầm phù nhất thu nhìn chằm chằm tất cả trong ánh mắt đầy vẻ ngưỡng hàng chỉ là 10 người mà thôi không ngờ lại khiến đại quân ba ngàn người của bọn họ không làm gì được bọn họ rốt cuộc là ai chiến dấu không quá một phút ngắn ngủi thành viên của hắc tạp đế đã bị tiêu diệt bảy tám người bên kinh vô mệnh thì một người cũng không chết tranh lệch sức chiến đấu giữa hai bên quả thực chính là hai thế giới cũng tới lúc nên kết thúc chiến đấu rồi thạch phong nhìn người hắc tạp đế khí thế đã giảm mạnh lập tức lấy ra hắc ám chi thư ngâm sướng chú văn lập tức một cánh cửa bằng xương trắng cao lớn hạ xuống một con ác mà hai sừng đen xì hình thể cao bốn năm mét từ trong cửa đi ra cửa lớn xuất hiện vốn đã dẫn tới sự chú ý của tất cả người ở đây khi cửa ầm ầm mở ra một cỗ hắc ám chi lực khủng bố từ trong cửa tràn ra mà đất bị băng tuyết bao phủ trong nháy mắt đã hóa thành một mảng hoang vu mà khi một con ác ma hình thể cao bốn năm mét có bốn cánh tay mỗi cánh tay đều cầm bạch cốt trưởng kiếm trên đầu mọc hai sừng đỏ rực từ bên trong đi ra mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh ác ma rất lục giả ác ma đại lĩnh chủ cấp 81, điểm sinh mệnh ba nghìn vạn đại lĩnh chủ cấp 81, không tốt bọn họ có thể kêu gọi quái vật bậc ba người của hắc tạp đế nhìn chằm chăm ác ma sát lục giả trong lòng không sao diễn tả được không sao diễn tả được nếu chỉ là đại lĩnh chủ cấp 50, 60 thì cũng thôi, nhưng trước mắt là một con đại lĩnh chủ cấp 81, cấp bậc vượt xa bọn họ, tuy thần vực trước mắt bởi vì cấp bậc của người chơi đề thăng, áp chế cấp bậc cũng giảm xuống không ít, nhưng chênh lệch lên tới 30 cấp, không phải là dễ bù đắp như vậy, mà đại lĩnh chủ cấp 81 thuộc tính thì còn mạnh hơn đại lĩnh chủ cao cấp cấp 50 không ít, bình thường đối phó đại lĩnh chủ cao cấp cấp 50, đoàn tinh anh trăm người chơi chắc đã có thể đối phó, càng đừng nói là đối phó quái vật do người chơi khống chế, đó quả thực chính là ác mộng chỉ thấy hai cánh đen xì của ác ma sát lục giả chấn động trong giây lát đã xuất hiện ở trong đám người giống như là thuấn di vậy một chiêu này chính là kỹ năng bậc hai không gian khiêu dừa của ác ma sát lục giả cự ly so với thuấn di thì xa hơn rất nhiều tối đa có thể di động phạm vi 400 trăm lập tức bốn bạch cốt trưởng kiếm trong tay ác ma sát lục giả đột nhiên bốc cháy lên hỏa giữa màu xanh biếc đâm xuống mặt đất dưới chân ầm uhm. lấy ác ma sát lục giả làm trung tâm từng đạo hỏa giữa màu xanh biếc điên cuồng cháy lan ra bốn phương tám hướng một mực lan tới chỗ 50 mươi mới dừng lại kỹ năng bậc ba đốt bốn phương tám hướng nơi hỏa diễm đi qua đều bị đốt thành hư vô cho dù là mt bậc một cấp 52 dùng ra kỹ năng giữ mạng trong nháy mắt cũng bị tiêu diệt chỉ một kích mà thôi hắc tạp đế lại bị tiêu diệt mấy trăm người một kích này khiến người hắc tạp đế vốn đã do dự bất an càng triệt để bị đánh vào tuyệt vọng rút tất cả mọi người mau rút lui trầm phù nhất thu nhìn ác ma sát lục giả lại có hành động vội vàng hô to trong trò chuyện đoàn đội vốn chiến lược mà đám người kinh vô mệnh thể hiện ra đã khiến hắn hoảng sợ không ngờ người chơi lại có thể mạnh đến loại trình độ này ai nấy giống như quái vật vậy nhất là kinh vô mệnh căn bản chính là hình người hung thú hình người mấy tên mờ tới cấp 50 trở lên liên thủ ở trước mặt kinh vô mệnh cũng ngay cả tư cách ngăn cản một lát cũng không có tùy tiện bị đánh bay nghề nghiệp bố giáp thì giống như ruồi nhặng bị đập nhất kích tất sát hiện tại xuất hiện một con đại lĩnh chủ cấp 81, hắn cảm thấy đây là hệ thống đang trêu đùa hắn tuy trầm phủ nhất thu đã hô lên mệnh lệnh lui lại nhưng ở trước mặt ác ma bậc ba hơn nữa là trước mặt ác ma sát lục giả sau khi trải qua sự cường hóa của ác ma chúa tể căn bản là không có ý nghĩa tốc độ di chuyển của ác ma sát lục giả quá nhanh đối phó với người chơi chạy trốn đều là một kiếm máy tên muốn trốn cũng không được tất cả đều bị hỏa diễm cốt kiếm màu xanh biết cắn nuốt mà đám người kinh vô mệnh cũng bởi vì đám người hắc tạp đế chạy trốn chiến đấu biến thành thoải mái hơn ngược lại tốc độ kích sát để thăng không ít trong tức khắc lại thấy chín người chơi và một con ác ma đuổi theo cả ngàn người chạy khắp nơi một màn bất khả tư nghị này khiến người chơi tự do chuẩn bị rời khỏi đều đờ đẫn hơn ngàn người đuổi giết mấy chục người thì bọn họ đã thấy nhiều rồi nhưng chưa từng thấy hình ảnh mấy người đuổi giết ngàn người, cảnh tượng rung động này khiến mọi người ở đây nhìn thấy mà hai mắt sáng lên, trong lòng kích động, thậm chí là nổi cả da gà. Hắc Tạp Đế ở Hàn Phong thành áp bức những người chơi tự do bọn họ khắp nơi, hiện giờ người của Hắc Tạp Đế bị tàn sát, có thể nói là đại khoái nhân tâm, nhưng thấy một màn này phần lớn cảm thấy hướng tới và hăng hái, cái gì là thực lực, cái gì là lực lượng, lúc này đều lộ hết trước mắt bọn họ, mấy người đuổi giết ngàn người chạy khắp nơi, loại sự tích rung động lòng người này chính là thứ bọn họ một mực muốn theo đuổi, quá mạnh. Tula vô địch, đây là lực lượng của đoàn mạo hiểm số 1 Hàn Phong Thành à. Mọi người lúc này đã có nhận thức mới đối với sự cường đại của đoàn mạo hiểm Tula, loại cường hãn này đã không phải là nhân số có thể tùy tiện bù đắp, chỉ cần đoàn mạo hiểm Tula có những cao thủ này tồn tại, đã định trước sẽ trở thành một đoạn thần thoại, hoặc là nói thần thoại của đoàn mạo hiểm Tula từ hôm nay sẽ bắt đầu ở Hàn Phong Thành, mà đám người phong nhiễm đang ngăn cản đại quân Hắc Tạp Đế, lúc này cũng nhìn mà máu nóng sôi trào, tự hào và kích động không sao diễn tả được, quá mạnh, bất kể là thủ tính cơ bản hay là trình độ chiến đấu đều khiến người ta thấy mà như say như mê vừa nghĩ tới thực lực đề thăng của đám người kinh vô mệnh đều có liên quan rất lớn tới đoàn trưởng thạch phong khiến trong lòng bọn họ lại càng nóng rực đám người kinh vô mệnh đã có thể đề thăng nhiều thực lực như vậy nếu bọn họ biểu hiện đủ tốt nói không chừng đoàn trưởng thạch phong cũng sẽ khiến thực lực của bọn họ tăng vọt cho dù không bằng đám người kinh vô mệnh hiện tại nhưng chỉ cần có năm thành trình độ bọn họ cũng thỏa mãn rồi mà đoàn mạo hiểm tu la đại chiến với hắc tạp đế cũng khiến không ít người chơi tự do ở đây đều ghi lại có người thậm chí bắt đầu livestream trực tiếp đưa lên trên diễn đàn của hàn phong thành bằng tuyết đại liệt cốc kinh hiện đại chiến hiện thế lúc ban đầu tiêu đề này không dẫn tới hứng thú của bao nhiêu chỉ thuận tay ấn vào có điều sau khi những người chơi và xem nhìn thấy nội dung của livestream mắt là không thể rời ra được tình huống gì thế mấy người đuổi giết hơn ngàn người đây không phải là diễn chứ đây là thật đó ta đang ở ngay hiện trường người không thấy cảnh tượng đó thôi mấy cao thủ của đoàn mạo hiểm tu la nhảy vào trong đám người hắc tạp đế đại sát tứ phương đối phó mở tới cấp 50 cũng là một phát một người. Đoàn mạo hiểm tu la từ lúc nào lại biến thành lợi hại như vậy? Ta cũng đang ở hiện trường, ta là thích khách, cách bọn họ khá gần, hình như là bởi vì đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm tu la đã trở lại, mấy cao thủ đó cũng đều là cao thủ lúc trước cao tu la đoàn trưởng cùng rời khỏi. Huyền thương của Hắc Tạp Đế lúc trước cũng bị mục tiêu tiêu của đoàn mạo hiểm tu la một mình thoải mái tiêu diệt, huyền thương cũng bị mục tiêu tiêu một mình làm thịt à? Ngươi đừng đùa ta, huyền thương là ai? Hắn chính là đệ nhất cao thủ của Hàn Phong thành hiện tại, mấy cao thủ xếp hạng cao ở hàn phong thành trước kia ở trước mặt hắn cũng không chống đỡ được mấy chiêu sao mộc tiêu tiêu có thể đánh bại hắn có chứng cớ đây từ các ngươi xem đi không thể nào không ngờ là thật đó chính là huyền thương mà trong nhất thời trận đánh kinh thiên của đoàn mạo hiểm tu la và hắc tạp đế đã thành tiêu điểm chú ý của tất cả người chơi ở hàn phong thành nhìn mấy người đuổi giết hơn ngàn thành viên tinh nhuệ của hắc tạp đế trong lòng mọi người rung động và kích động không sao diễn tả được ý kiến cái gì mà đoàn mạo hiểm tu la đã chỉ là quá khứ lúc này đã biến mất không còn sót lại chút gì Trải qua chiến dịch này, trong Hàn Phong Thành còn ai dám xem thường thực lực của Đoàn Mạo Hiểm Tula? Không thấy ngay cả công hội lớn như Hắc Tạp Đế cũng bị Đoàn Mạo Hiểm Tula thu thập cho dễ bảo à? Mà ở trong Hàn Phong Thành lại có thế lực nào có thể so sánh với Hắc Tạp Đế? Mà chiến đấu hôm nay, Đoàn Mạo Hiểm Tula đã định trước sẽ trở thành một đoạn lịch sử truyền kỳ của Hàn Phong Thành. Cho dù trải qua thời gian biến thiên, trận chiến này cũng sẽ được ghi vào trong hồ sơ, được tôn sùng là kinh điển. Ngay khi đám người chơi của Hàn Phong Thành đang đàm luận về Đoàn Mạo Hiểm Tula trong công hội chú địa của hắc tạp đế ở hàn phong thành cũng đột nhiên tập kết một đám cao tầng công hội của hắc tạp đế trong đại sảnh hội nghị uy nghiêm có hơn 10 người đang ngồi trên người mỗi người đều tỏa ra khi thế khiến người chơi bình thường cảm thấy sợ hãi có điều lúc này ai nấy đều im lặng bởi vì lúc này nam từ trẻ tuổi tuấn tú ngồi ở chủ tọa sắc mặt vô cùng âm trầm giống như nhiệt độ xung quanh đều bởi vì vẻ mặt âm trầm của hắn mà biến thành lạnh như băng vậy nói đi thế này là sao đoàn mạo hiểm tu la này rốt cuộc là thần thánh phương nào nam từ tuấn tú lạnh giọng quát trong đại sảnh yên tĩnh bởi vì tiếng quát lạnh của nam tử tuấn tú cao tầng của hắc tạp đế ở đây đều không khỏi cả người run lên tuy bọn họ đều là cao tầng của hắc tạp đế thực lực bản thân cũng rất mạnh nhưng đối mặt với nam tử tuấn tú trước mắt bọn họ là kính sợ từ bản năng bởi vì nam tử tuấn tú này không phải ai khác chính là phó hội trưởng của hắc tạp đế huyết quang có danh xưng địa ngục kỵ sĩ đừng nhìn huyết quang nhìn qua thì vô cùng trẻ tuổi kỳ thật đã hơn 40 rồi so với bọn họ ở đây đều lớn hơn không ít hơn nữa trước kia chính là song binh chiến trường được xưng là tử thần hắc tạp đế có thể có thành tựu hôm nay có thể nói là huyết quang có công lao rất lớn tổng huấn luyện viên huấn luyện nội bộ của hắc tạp đế bọn họ cũng chính là huyết quang trong bọn họ ở đây chính là có người do một tay huyết quang dạy dỗ đối với đoạn kinh lịch thống khổ đó thực sự có thể nói là giống như ở trong địa ngục huyền thương có thể có thực lực hôm nay cũng nhờ sự dạy dỗ của huyết quang đối với tính cách của huyết quang bọn họ có thể nói là biết rất rõ bình thường sẽ không tùy tiện tức giận nhưng chỉ cần là nổi giận đó chính là địa ngục hàng lâm lúc này bọn họ đã có thể cảm nhận được lửa giận của huyết quang có điều nghĩ một chút liền thấy cũng đúng cả ba ngàn cao thủ tinh anh của công hội kết quả hơn hai ngàn người bị tiêu diệt tổn thất như vậy ngay cả lúc trước đối phó bách thế hoàng triều cũng không bằng nhưng hiện tại lại bị mười người của đoàn mạo hiểm tu la giết trong một mảnh giáp cũng không còn cao thủ tinh anh đều là công hội tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên đà tạo ra lần này cao thủ bọn họ thông qua thông đạo đặc thù dẫn tới tổng cộng cũng chỉ một ngàn người sau khi đến hàn phong thành lại hấp thu tất cả lực lượng của cái thế gia tộc khiến nhân số thành viên công hội ở hàn phong thành tăng nhiều số lượng cao thủ tinh anh vượt trên vạn người mà trong 3.000 người huyền thương mang theo, cao thủ công hội có gần 400 người, hiện tại tổn thất hơn 2.000 người, cao thủ công hội bị tiêu diệt hơn 300 người, tương đương với 1 phần 3 tổng chiến lược cao thủ ở Hàn Phong Thành. Đây chính là tổn thất vô cùng nặng nề, cấp bậc của người chơi giảm xuống chỉ là thứ yếu, mấu chốt là vũ khí trang bị. Ở trong băng tinh thế giới, vũ khí trang bị của tinh anh và cao thủ công hội chủ yếu dựa vào người chơi chế tác, nhưng người chơi sinh hoạt có thể chế tác loại trang bị tiêu chuẩn này là vô cùng ít ỏi nhất là tài liệu chế tác vũ khí trang bị cấp bí ngân, đó chính là vô cùng quý giá, rất khó thu hoạch, nhưng sau trận đánh này, căn cứ vào thống kê sau trận chiến, bọn họ đã tổn thất hơn 200 kiện trang bị bí ngân cấp 50, phải biết rằng hiện tại muốn có được một kiện trang bị bí ngân cấp 50 cũng phải tiêu tốn không ít thời gian, càng đừng nói là hơn 200 kiện, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ khai hoang của băng tuyết đại liệt cốc. Phó hội trưởng, chúng ta đã điều tra cẩn thận rồi, lần này đối phó người của chúng ta đều là cao thủ đã biến mất của đoàn mạo hiểm Tu La lúc trước. Nghe nói những cao thủ này lúc trước đầu được đoàn trưởng của bọn họ dẫn đi làm nhiệm vụ khai hoang. Có điều có một điểm khiến người ta kỳ quái là thực lực trước kia của bọn họ vốn không mạnh như vậy, không biết vì nguyên nhân gì mới khiến bọn họ có chiến lược hiện tại. Nguyên tố sư cấp 52 ngồi ở bên cạnh cẩn thận báo cáo, đột nhiên trở nên mạnh hơn à. Huyết quang nhìn tư liệu chi tiết thủ hạ đưa qua, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Vậy cũng thú vị, một đám mãng phu sơn giã, không chỉ là thuộc tính cơ bản để thăng trên diện rộng, ngay cả trình độ chiến đấu cũng giống như biến thành một người khác xem ra bí mật của đoàn mạo hiểm tu la này là không nhỏ lập tức đi thăm dò cho ta không tức tất cả thủ đoạn nhất định phải biết được bí mật của đoàn mạo hiểm tu la này chỉ cần hắc tạp đế chúng ta có được bí mật này như vậy ngày hắc tạp đế chúng ta trở thành công hội số một của phương bắc cũng tới rồi đúng rồi thông chi cho tổng bộ sai thập nhị thiên sát đến hàn phong thành một chuyến huyết quang hạ xong mệnh lệnh mọi người lập tức cả kinh hoàn toàn không ngờ huyết quang lại muốn thập nhị thiên sát tới đây đó chính là chiến lược đỉnh phong của hắc tạp đế bọn họ ở trong hàn phong thành trừ huyết quang gia huyền thương là mạnh nhất nhưng cho dù là vậy huyền thương cũng không có tư cách tiến vào thập nhị thiên sát tối đa chỉ có thể xem như một quân dự bị mà thôi 12 cao thủ này bình thường đều phân tán trong các phân hội của hắc tạp đế nhưng hiện tại không ngờ tập kết cùng một chỗ chỉ là nghĩ một chút thôi cũng khiến người ta cảm thấy khủng bố rồi nhớ rõ lần trước khi tập kết còn là đối mặt với sự tấn công của đại quân công hội siêu nhất lưu cuối cùng khiến công hội siêu nhất lưu cũng không thể từ bỏ chấn nhỏ mà hắc tạp đế bọn họ đã chiếm hiện giờ chỉ đối phó với một đoàn mạo hiểm mà thôi không ngờ lại muốn 12 người đều tới, quả thực quá điên cuồng. Mà bên kia, Thạch Phong đã dẫn theo đám người kinh vô mệnh về tới Hàn Phong Thành. Lại trở lại Hàn Phong Thành, Hàn Phong Thành vẫn giống như trước kia, không có biến hóa gì. Số lượng người chơi trong thành thị không gia tăng bao nhiêu, tuyệt đại bộ phận đều là người chơi mới tiến vào thần vực, ngoài ra chính là thành viên công hội của Hắc Tạp Đế, không giống ở thần vực đại lục, giữa thành thị và thành thị là có thể tùy ý thông hành. Ở trong băng tinh thế giới, giữa thành thị và thành thị, cần đả thông cửa lớn của hai khu vực mới có thể qua lại với nhau. Đồng thời cũng có một số thông đạo đặc thù, có thể qua lại ở hai khu vực, nhưng loại thông đạo này mở ra là rất phiền, cũng có rất nhiều hạn chế, không thể cho người chơi bình thường tùy tiện qua lại. Lúc này trước chỗ ở của đoàn mạo hiểm Tula, hai bên đã vây đầy thành viên của đoàn mạo hiểm Tula, đang hoan nghênh đám người Thạch Phong trở về, là đoàn trưởng, đoàn trưởng trở lại rồi, đoàn trưởng Uy Vũ, Tula vô địch, người của đoàn mạo hiểm Tula nhìn Thạch Phong mà vô cùng kích động, thanh âm hô lớn của mấy nghìn người vang vọng toàn bộ đường cái của Hàn Phong thành khiến người chơi tự do tới góp vui cũng nghe mà máu nóng bởi vì đám người thạch phong sau trận đánh với hắc tạp đế hiện tại danh khí của đoàn mạo hiểm tu la ở trong hàn phong thành lại khôi phục tới đỉnh phong hoặc là nói còn hơn cả lúc trước thực lực cường đại đám người thạch phong thể hiện ra đã vô cùng hấp dẫn người chơi tự do đến hàn phong thành ai nấy đều muốn gia nhập đoàn trường lần này sợ rằng đoàn mạo hiểm tu la sẽ trở thành mục tiêu mà các công hội lớn của hàn phong thành đều muốn đối phó rồi cô cửu cực nhìn người chơi đầy đường không khỏi cười khổ nói Mục tiêu của công hội chính là thành thị NPC, mà thành thị NPC ở trong băng tinh thế giới là hơi khác với thần vực đại lục. Người chơi chỉ có thể nắm giữ một bộ phận nhỏ, mà điều này cần rất nhiều người chơi ủng hộ. Đồng thời hoàn thành một loạt cống hiến đối với thành thị mới được. Lần này sự cường đại của đoàn mạo hiểm Tula bọn họ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Lúc này trong người chơi trên đường, trừ người chơi của đoàn mạo hiểm Tula ra, còn có khoảng mấy chục vạn người chơi tự do. Có thể tưởng tượng uy thế và danh vọng của đoàn mạo hiểm Tula hiện tại ở Hàn Phong Thành là cao bao nhiêu, mà đạt tới trình độ loại này chỉ cần đoàn mạo hiểm Tula la hoàn thành một loạt cống hiến đối với thành thị là có thể nắm giữ hàn phong thành trở thành bá chủ chân chính trong hàn phong thành đối với điều này các công hội lớn của hàn phong thành sao có thể bỏ qua cho đoàn mạo hiểm tu la được tuyệt đối đều có đoàn mạo hiểm tu la là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt phải trở đi mới thống khoái không sao cả nếu bọn họ muốn đánh nhau chúng ta phục bồi Thành phong cười cười hờ hững nói hơn nữa mục tiêu của ta chính là nắm giữ hàn phong thành khiến hàn phong thành thành căn cơ của đoàn mạo hiểm tu la chúng ta đám người cô cực cực vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt vốn tưởng rằng mục tiêu của thạch phong là làm nhiệm vụ nhưng hiện tại xem ra mục tiêu của thạch phong còn lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều một đoàn mạo hiểm muốn nắm giữ một thành thị npc điều này quả thực quá điên cuồng hiện tại đã có nhiều người tới như vậy ta sẽ dùng thân phận đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm tu la tuyên bố một chút đoàn mạo hiểm tu la chúng ta muốn thành lập liên minh mạo hiểm giả hoan nghênh tất cả đoàn mạo hiểm và người chơi tự do gia nhập phàm là đoàn mạo hiểm và người chơi tự do gia nhập liên minh mạo hiểm giả đều sẽ được hưởng một bộ phận phúc lợi của đoàn mạo hiểm Tu La. Thạch Phong nhìn người chơi trên đường, lớn tiếng tuyên bố, trên đường cái của Hàn Phong thành đang tụ tập chừng mấy chục vạn người, bởi vì tuyên bố đột ngột của Thạch Phong, lập tức khiến toàn bộ đường cái đều biến thành yên tĩnh không tiếng động, giống như thời gian bị đóng băng, ai nấy đều nhìn Thạch Phong đứng trước đoàn mạo hiểm Tu La với vẻ không thể tin nổi, mà sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi là một mảng âm thanh ủng hộ và hoan hô, đoàn mạo hiểm Tu La uy vũ, không thể nào, đoàn mạo hiểm Tu La lại hào phóng như vậy à? đoàn mạo hiểm tu la cũng quá rộng rãi rồi đoàn mạo hiểm tu la là định nhất thống hàn phong thành sao mọi người đối với tuyên cáo đột nhiên của đoàn mạo hiểm tu la ai nấy đều bị đại động tác này khiến cho cả kinh mà một số các thành viên công hội lớn quan sát tình huống ở xa xa đều há to miệng mà đám người kinh vô mệnh và cô cửu cực của đoàn mạo hiểm tu la cũng đều mở to hai mắt nhìn thạch phong ở bên cạnh với vẻ không thể tin nổi cảm thấy thạch phong làm như vậy quả thực chính là điên cuồng đoàn mạo hiểm khác với công hội trói buộc cực nhỏ có một số đoàn mạo hiểm dứt khoát không có trói buộc gì chỉ là một đám người chơi cùng chung trí hướng tụ tập cùng một chỗ mà thôi mà đãi ngộ phúc lợi của đoàn mạo hiểm tu la bọn họ đã cực cao có thể thông qua điểm cống hiến của đoàn mạo hiểm đổi vũ khí trang bị và chiến kỹ cơ bản đãi ngộ này thậm chí là cao hơn cả một số công hội nhưng điều kiện để gia nhập đoàn mạo hiểm tu la cũng rất cao đối với sự phát triển của đoàn mạo hiểm mà nói cũng coi như không tồi dẫu sao đoàn mạo hiểm có nhiều cao thủ rồi cũng dễ có được nhiều tài nguyên tốt hơn tuyên bố như vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả người chơi tự do không phải vượt qua bậc cửa gì lại có được phúc lợi của đoàn mạo hiểm tu la nhưng tất cả tiêu tốn sẽ do đoàn mạo hiểm tu la bọn họ gánh vác đây căn bản chính là hành vi coi tiền như rác đoàn trưởng chúng ta phải làm như vậy à nhạn á nhìn thạch phong vội vàng hỏi cho dù bọn họ muốn có được hàn phong thành kỳ thật cũng cũng có rất nhiều thủ đoạn khác có thể làm được hoàn toàn không cần thiết phải lựa chọn một con đường gian nan như vậy để thu nạp lòng người ừm đây là quy tắc chi tiết chờ lát nữa sẽ tuyên bố với bên ngoài để tất cả mọi người đều rõ cái gì là liên minh mạo hiểm giả thạch phong gật đầu lập tức phát ra một số quy tắc chi tiết cho đám người nhạn á Đối với chuyện thành lập Liên minh Mạo hiểm giả, kỳ thật trước khi hắn đến băng tinh thế giới đã nghĩ tới rồi, mà tổ chức Liên minh Mạo hiểm giả ở đời trước cũng có người thành lập, là tổ chức chuyên môn phục vụ cho người chơi tự do, cũng chính là cung cấp một đình đài cho người chơi tự do, có thể tiến hành trao đổi vũ khí trang bị nội bộ, cùng nhau làm nhiệm vụ, đổi tài liệu, trao đổi tin tức vân vân, như vậy sẽ không bị công hội áp bức. Có điều khi đó cấp bậc người chơi chủ lưu của thần vực đại lục đã tới cấp 80, 90, có lẽ lúc ban đầu rất phí tài nguyên, đầu tư cũng không nhỏ nhưng theo dần dần trở nên chính quy, sức ảnh hưởng và thực lực của tổ chức cũng càng lúc càng mạnh, cuối cùng trở thành đoàn mạo hiểm xếp thứ nhất trong thần vực, hoặc là nói một trong những thế lực đứng đầu của thần vực. Phải biết rằng trong thần vực có rất nhiều thế lực siêu cấp, nhưng có thể vấn đỉnh thế lực siêu cấp lại chỉ có chừng ấy, mỗi một thế lực siêu cấp đều có bối cảnh đáng sợ, cao thủ vô số. Mà tổ chức liên minh mạo hiểm giả này, công hội siêu cấp bình thường căn bản là không dám trêu chọc, bởi vì số lượng người chơi của liên minh mạo hiểm giả quá khủng bố, không ít cao thủ đỉnh phong hàng đầu trong thần vực, Thậm chí là cao thủ thần cấp bậc 6 cũng là thành viên của Liên Minh Mạo Hiểm Giả. Tuy Liên Minh Mạo Hiểm Giả không có ước thúc gì đối với người chơi, nhưng lúc đó Liên Minh Mạo Hiểm Giả vì quan hệ với những cao thủ này này mà một người một tất cả đều vinh, chỉ cần công hội siêu cấp dám làm gì, những cao thủ đỉnh phong tự do hoặc là cao thủ thần cấp bậc 6 này đều sẽ ra tay. Chính bởi vì vậy, Liên Minh Mạo Hiểm Giả cũng thành một trong những thế lực đứng đầu của thần vực. Luận về năng lực thu thập tài liệu, cho dù là Thiên Cơ các lúc đó cũng kém xa, dẫu sao nhiều nhất trong thần vực chính là người chơi tự do đời này chưa có người thành lập tổ chức như vậy hắn tất nhiên cũng không khách khí mà mượn dùng dẫu sao ở trong thần vực tài liệu là rất quan trọng mà hắn muốn cấp tốc có được dung hồn chi hoa đây cũng là cách nhanh nhất thậm chí tương lai còn có thể có trợ giúp cực lớn đối với linh dược công hội phiền phức duy nhất chính là mở đầu rất khó đầu tư tiền kỳ quá nhiều nhất là kho vũ khí trang bị và kho tài nguyên ở sơ kỳ đồng thời cần rất nhiều nhân lực để tiến hành quản lý và vận hành tiếp theo chính là độ danh tiếng và độ tín nhiệm cho người chơi tự do cho nên muốn thành lập lên là vô cùng khó bạn đang xem Kiếm Thần Trọng Sinh được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Có điều thành lập liên minh mạo hiểm giả ở Hàn Phong Thành là địa điểm tốt nhất. Thứ nhất là Hàn Phong Thành không lớn, tổng cộng cũng chỉ hơn 200 vạn người chơi, không giống trong Thần Vực Đại Lục, giữa người chơi là quá dễ liên thông, quá nhiều người chơi gia nhập, đầu tư sơ kỳ cũng sẽ càng lớn, sợ rằng chưa hình thành quy mô đã sụp đổ. Lúc ấy liên minh mạo hiểm giả có thể thành công thành lập ở Thần Vực, nguyên nhân rất lớn là bởi vì phía sau liên minh mạo hiểm giả có mấy tập đoàn tài chính lớn chống đỡ tiêu tốn một cái giá khổng lồ mới hình thành được quy mô hoàn thiện, thứ hai chính là địa vị của đoàn mạo hiểm Tula trong người chơi tự do đã đủ cao, thứ ba là có thể thông qua thành lập liên minh mạo hiểm giả, dễ nắm giữ Hàn Phong thành hơn, sau này thông qua lợi nhuận của Hàn Phong thành để duy trì sự vận hành của liên minh mạo hiểm giả. Đám người nhạn á nhìn quy tắc chi tiết thạch phong lấy ra, lập tức mắt sáng rực lên, đã hiểu được vì sao phải làm loại chuyện tốn công mà không được lợi này, có lẽ đầu tư tiền kỳ là rất lớn. Nhưng khi người chơi tự do đã quen sử dụng điểm cống hiến của đoàn mạo hiểm Tula bọn họ, các loại tài nguyên và vũ khí trang bị sẽ không ngừng ùa tới, hơn nữa tuyển nhận cũng dễ hơn không ít. Lập tức đám người cô cửu cực đều hành động, bắt đầu chuyện thành lập liên minh mạo hiểm giả. Mà khi các công hội lớn trong Hàn Phong thành nhận được tin tức này, sắc mặt ai nấy đều xanh mét, hận không thể ăn sống nuốt Tề Thạch Phong, có điều thực lực của đoàn mạo hiểm Tula đã bày ra đó, bọn họ muốn dùng sức mạnh cũng không được, cho nên các công hội lớn liền đạt thành ý tưởng thống nhất, đó chính là gây trở ngại cho đoàn mạo hiểm Tula cố ý hạ thấp tiêu chuẩn tuyển nhận của công hội, đồng thời giảm bớt một số trói buộc đối với thành viên công hội, cố ý khiến nhiều người chơi tự do hơn tiến vào công hội. Dẫu sao phúc lợi của đoàn mạo hiểm so sánh với công hội, căn bản không tính là gì, đơn thuần luận về kho vũ khí trang bị, công hội hoàn toàn vượt xa đoàn mạo hiểm, càng đừng nói lăn lộn đến cao tầng, còn có thể có được một khoản thu nhập cách xù. Dã tâm của đoàn mạo hiểm Tu La này đúng là lớn thật. Trong công hội chú địa của Hắc Tạp Đế, sau khi huyết quang nhận được tin tức này cũng giật mình, không ngờ đoàn mạo hiểm Tu La lại có chủ ý như vậy có điều rất nhanh khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh đáng tiếc các người làm gì cũng ổn công thôi thông trì xuống sau này tỷ lệ đổi trang bị của hắc tạp đế chúng ta sẽ kiếm nhưng nếu là người chơi có liên quan tới đoàn mạo hiểm thu la đều phải đổi dựa theo giá gốc cùng lúc đó hắc tạp đế cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ khai hoang băng tuyết đại liệt cốc dẫu sao muốn trở thành bá chủ của hàn phong thành chỉ dựa vào số lượng người chơi thì vẫn không đủ cần đạt tới đủ cống hiến của hàn phong thành mới được mà bên kia thạch phong vì chuẩn bị chuyện thành lập liên minh mạo hiểm giả chuyên môn bắt đầu chế tác các loại vũ khí trang bị một đoạn thời gian chưa tới hàn phong thành đoàn mạo hiểm tu la đã tích lũy được không ít tài liệu hiếm có ngay cả băng tinh toái phiến cũng tích lũy được 45 viên tài liệu có được là không cần nghĩ cũng biết đối với người khác mà nói chế tác trang bị tinh kim và bí ngân cấp 50 là rất khó xác suất thành công rất thấp nhưng đối với thạch phong sớm đã trở thành đoán tạo đại sư mà nói lại không phải là vấn đề lớn gì chỉ là dựa vào dị hỏa bậc ba cũng có thể đề thăng xác suất thành công trên diện rộng càng đừng nói còn có phòng làm việc đặc thù của hiệp hội đoán tạo Liên tục tiêu tốn 3 ngày, vừa để đám người kinh vô mệnh dẫn đội tới băng tuyết đại liệt cốc kích sát boss thu hoạch tài liệu và băng tinh toái phiến, vừa toàn tâm chế tác dùng ma thủy tinh đổi bản thiết kế vũ khí trang bị tinh kim cấp 50 từ hiệp hội đoán tạo. Thời gian 3 ngày, Thạch Phong đã chế tạo ra hơn 300 kiện trang bị bản giáp tinh kim cấp 50, hơn 100 kiện vũ khí tinh kim cấp 50, còn có 10 bộ ma quan sáo trang, hơn 500 kiện trang bị tính ngân cấp 50. Có thể nói là đã dùng hết toàn bộ tài liệu đoàn mạo hiểm tu la tích lũy trong đoạn thời gian này và tài liệu hắn mang đến công tác chuẩn bị đã hoàn thành cũng tới lúc mở ra với bên ngoài rồi thạch phong nhìn trang bị được đà tạo ra đầy phòng không khỏi cười khẽ hàn phong thành công hội chú địa của hắc tạp đế bởi vì hắc tạp đế đột nhiên hạ tư chuẩn nhận người và tỷ lệ đổi trang bị với bên ngoài lúc này trong đại sảnh công hội người đến người đi náo nhiệt phi phàm trong những người này người chơi tự do chiếm tỷ lệ tương đối lớn ai nấy đều là người chơi dùng tài liệu hiếm có để đổi vũ khí trang bị đến phó hội trường bởi vì chúng ta hạ tỷ lệ đổi đoạn thời gian này số lượng người chơi tới đổi trang bị đã tăng vọt gấp đôi. Hơn nữa những người chơi này đều là trình độ tinh anh trở lên, ký kết khế ước với chúng ta không chỉ sẽ không ủng hộ bên Tula, còn có thể âm thầm bài trừ người của Tula. Về phần công hội khác cũng làm ra chuyện tương tự. Hiện tại đại bộ phận người chơi tinh anh của Hàn Phong Thành đều đã đứng ở mặt đối lập với đoàn mạo hiểm Tula. Cho dù sau này đoàn mạo hiểm Tula thành lập liên minh mạo hiểm giả gì đó, cũng không thể thu hoạch được tài nguyên để đề thăng thực lực. Tốt, làm không tồi còn lại chính là thám thính nguyên nhân những người đó của đoàn mạo hiểm tu la trở nên mạnh hơn sau đó chính là chiếm hàn phong thành huyết quang nghe thủ hạ báo cáo rất hài lòng trên cạnh tranh ở hàn phong thành hắn không thể không thừa nhận sức cạnh tranh của đoàn mạo hiểm tu la là rất mạnh còn mạnh hơn cả bách thế hoàng triều nhưng đoàn mạo hiểm tu la muốn cướp đoạt hàn phong thành với những công hội bọn họ quả thực chính là đào hành nghịch thi không biết lượng sức đây là chuyện mà các công hội lớn tuyệt đối sẽ không cho phép nếu chuyển ra ngoài sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho thành thị khác cho nên cho dù phải hy sinh một bộ phận lợi ích của công hội, cũng tuyệt đối phải ngăn cản, vốn thông qua một công hội hắc tạp đế bọn họ là không thể hấp dẫn được đại bộ phận người chơi tinh anh của Hàn Phong Thành. Có điều bởi vì sự nỗ lực của các công hội lớn hiện tại đại bộ phận người chơi tinh anh của Hàn Phong Thành đều đã đứng ở bên các công hội lớn, một số tinh anh hoặc là người chơi cao thủ còn lại đều không có lòng muốn đổi, hoặc là có con đường riêng của mình, sẽ không tùy tiện đổi hoặc là bán ra tài liệu hiếm có trong tay, nói cách khác các công hội lớn bọn họ hiện tại đã nắm giữ nguồn gốc tài liệu hiếm có chủ yếu của Hàn Phong Thành. Tuy đoàn mạo hiểm Tula có không ít cao thủ hàng đầu, nhưng muốn nắm giữ Hàn Phong Thành, không phải chỉ dựa vào dựa vào cao thủ là có thể làm được, vẫn cần rất nhiều cao thủ và trang bị cực phẩm như vậy mới có khả năng hoàn thành công hiến thành thị Gian Nan đó. Đối với phương diện người chơi cao thủ, đoàn mạo hiểm Tula đích xác rất có nghề, nhưng thu hoạch trang bị cực phẩm là không dễ dàng, cái này cần rất nhiều tài liệu hiếm có để duy trì. Dẫu sao toàn bộ trang bị của băng tinh thế giới đều thông qua chế tác mà có, có điều độ khó chế tác cực cao thì không nói xác suất thành công cũng không cao không có một lượng lớn tài liệu hiếm có để ném vào căn bản là không thể vũ trang cho một đoàn đội cường đại chỉ dựa vào chút nhân số này của đoàn mạo hiểm tu la căn bản không kiếm được bao nhiêu tài nguyên hơn nữa đoàn mạo hiểm cũng khác với công hội công hội sẽ chuyên môn bỏ ra một số tiền lớn để bồi dưỡng một đám người chơi sinh hoạt nhưng trong đoàn mạo hiểm cho dù có người chơi sinh hoạt không có một số tiền lớn để bồi dưỡng người chơi sinh hoạt cao cấp cũng cực ít thậm chí là không có muốn có được trang bị tốt lại càng khó các công hội lớn bọn họ hiện tại đã chặt đứt con đường thu hoạch tài liệu hiếm có của đoàn mạo hiểm tu la đoàn mạo hiểm tu la đã vô duyên cạnh tranh ở hàn phong thành phó hội trưởng trải qua điều tra trong đoạn thời gian này những cao thủ vừa trở về của đoàn mạo hiểm tu la đều không nhắc một chữ tới chuyện thực lực đề thăng về phần cao thủ vốn có của đoàn mạo hiểm tu la cũng một mực không biết gì tin tức được phong tỏa vô cùng nghiêm mật thích khách cấp 52 bất đắc sĩ nói không sao tiếp tục điều tra huyết quang thản nhiên cười nói cho dù một mực không tra được cũng không sao đợi cho chúng ta nắm giữ được hàn phong thành rồi bọn họ mà không muốn nói ta sẽ khiến đoàn mạo hiểm tu la bọn họ đoàn mạo hiểm tu la biến mất khỏi hàn phong thành thích khách báo cáo nghe thấy huyết quang nói như vậy cũng không khỏi mỉm cười tuy đoàn mạo hiểm tu la tạo dựng được danh đầu không nhỏ ở hàn phong thành nhưng đoàn mạo hiểm trung quy vẫn chỉ là chỉ muốn đối nghịch với hắc tạp đế bọn họ quả thực chính là tìm chết đợi cho bọn họ nắm giữ hàn phong thành rồi bọn họ có thể có được một bộ phận nhỏ quyền nắm giữ mà chút quyền lực này dùng để đối phó một đoàn mạo hiểm căn bản là chuyện rất dễ dàng cho dù mấy cao thủ đó của đoàn mạo hiểm tu la có lợi hại tới mấy cũng vô dụng đúng rồi chuyện ta bảo người đi lôi kéo những cao thủ đó của đoàn mạo hiểm tu la thế nào rồi huyết quang đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi đối với đám người mục tiêu tiêu lúc trước tiêu diệt huyền thương hắn đích xác đánh giá rất cao có thực lực như vậy nếu gia nhập hắc tạp đế bọn họ chắc chắn có thể trở thành trợ lực to lớn nghe thấy huyết quang hỏi như vậy thích khách báo cáo lập tức trầm mặc không nói gì sao bọn họ chê chúng ta ra giá quá thấp à huyết quang kỳ quái hỏi ừm bọn họ nói cho dù là thân phận trưởng lão dự bị cũng không có hứng thú nếu đổi thành hội trưởng hoặc là phó hội trưởng thì còn có thể cân nhắc một chút thích khách cấp 52 gật đầu nói chi tiết âm uhm. theo một tiếng nổ vang lên bàn làm việc trước người huyết quang trực tiếp bị đập nát sát khí lạnh như băng khiến các cao tầng công hội ở bên cạnh đều cảm thấy toàn thân run run đồ không biết sống chết bọn họ đã muốn chôn cùng với đoàn mạo hiểm tu la vậy ta sẽ thanh toàn cho bọn họ trong ánh mắt huyết quang lóe lên hàn mang lạnh giọng nói phân phó xuống tiến hành treo thưởng đối với những người này mỗi người ba ngàn kim tệ đồng thời phái người theo dõi bọn họ cho ta lại thông chi cho thập nhị thiên sát bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vâng tất cả mọi người trong phòng hội trường liên tục gật đầu ai nấy đều không khỏi đồng tình với đám người mục tiêu tiêu mục tiêu tiêu dám làm như vậy quả thực chính là hành vi tìm chết rất nhanh hắc tạp đế tuyên bố treo thưởng ra ngoài lập tức khiến toàn thành chấn động mẹ kiếp đây là hắc tạp đế muốn chơi chết đoàn mạo hiểm tu là ba ngàn kim tệ quả thực là phát đại tài rồi cho dù cùng là thành viên của đoàn mạo hiểm sợ rằng cũng sẽ âm thầm xuống tay có điều thực lực của những người này quá mạnh muốn giết bọn họ căn bản là chuyện không thể ai nói vậy thực lực của bọn họ rất mạnh thì không giả nhưng trong thần vực có nhiều đạo cụ như vậy nếu có một kiện đạo cụ cường lực muốn giết bọn họ cũng không phải không thể phải xem có nỡ bỏ ra hay không có điều hiện tại là ba ngàn kim tệ nói không chừng cao thủ có đạo cụ cường lực thật sự có khả năng sẽ xuống tay thật sự không hiểu đoàn mạo hiểm tu la là nghĩ gì đầu tiên là đối địch với hắc tạp đế thì cũng thôi sau đó lại đối địch với toàn bộ công hội của hàn phong thành hiện tại tài nguyên đã đoạn tuyệt cao thủ hàng đầu của công hội lại bị nhằm vào ta thấy đoàn mạo hiểm tu la là sắp sụp đổ rồi ai nói không phải đoàn mạo hiểm trung quy chỉ là đoàn mạo hiểm muốn đối nghịch với công hội lớn vẫn quá non mọi người đều rất thèm khát trước trao thưởng mà hắc tạp đế tuyên bố cũng hận không thể lập tức xông vào công quán của đoàn mạo hiểm tu la có điều phần lớn người chơi tự do lại cảm thấy đáng tiếc cho đoàn mạo hiểm tu la nếu không phải có chủ ý với hàn phong thành sợ rằng hắc tạp đấy đúng là không thể làm gì được đoàn mạo hiểm tu la cuối cùng muốn trưởng thành tới là một đoàn mạo hiểm khiến các công hội lớn đều kiêng kỵ cũng không phải không thể mà khi mọi người đang nhao nhao nghị luận đối với điều này đoàn mạo hiểm tu la cũng tuyên bố liên minh mạo hiểm giả chính thức mở ra hoan nghênh mọi người đến công quán của đoàn mạo hiểm tu la để báo danh gia nhập chỉ cần thỏa mãn thân phận của người chơi tự do có thể gia nhập liên minh mạo hiểm giả được hưởng một bộ phận đãi ngộ của đoàn mạo hiểm tu la đoàn mạo hiểm tu la đúng là bị đần rồi lúc này còn ai dám tới gia nhập đúng vậy tuyệt đại bộ phận vũ khí trang bị cấp 50 đều do công hội chế tạo ra một đoàn mạo hiểm thì có thể có có bao nhiêu trang bị để đổi trừ khi có người sau này không muốn có vũ khí trang bị nữa mới gia nhập liên minh mạo hiểm giả nhàm chán gì đó mọi người hoàn toàn không có hứng thú với tuyên cáo của đoàn mạo hiểm tu la thậm chí cũng không muốn dính dáng gì tới đoàn mạo hiểm tu la mà các công hội lớn đối với điều này đều cười lạnh không thôi đoàn trường chúng ta đã tuyên truyền cả nửa ngày nhưng đến bây giờ vẫn không có ai nguyện ý gia nhập liên minh mạo hiểm giả nhà đáng ngồi trong công quán của đoàn mạo hiểm rất nhẹ lời nói không thể không nói thủ đoạn của các công hội lớn trong đoạn thời gian này rất lợi hại khiến đông đảo người chơi tự do không dám gia nhập liên minh mạo hiểm giả được rồi vốn vẫn muốn để lại các công hội lớn một chút mặt mũi nhưng bọn họ đã từ bỏ như vậy chúng ta cũng không cần thiết phải khách khí thạch phong lập tức nói nói với cô cửu cực tuyên bố danh sách đổi của liên minh mạo hiểm giả lên trên diễn đàn đi vâng ta đi thông chi cho phó đoàn trường nhạn á không khỏi cười nói lập tức hưng phấn liên hệ với cô cửu cực hàn phong thành sương cốt bình nguyên rất nhiều người chơi của đoàn mạo hiểm đang ở đây dọn dẹp sinh vật phong linh hơn cấp 50. xương cốt bình nguyên là bản đồ thăng cấp từ cấp 50 đến cấp 60, tuy không phải nơi tài nguyên giàu có gì, nhưng sinh vật phong linh nơi này bởi vì hàng năm hấp thu lực lượng của băng tuyết, sau khi thích sát cũng có xác suất nhất định rơi ra băng tuyết thạch, mà ở trong băng tinh thế giới rất nhiều nơi đều là hoàn cảnh hàn băng, nếu không có kháng băng nhất định mà rất khó hoạt động, cho nên vật phẩm có thể gia tăng kháng băng, ở đây đều rất có giá trị, cái thứ băng tuyết thạch này là có thể gia tăng kháng băng chỉ cần khi chế tác vũ khí trang bị bỏ vào một chút có thể khiến vũ khí trang bị có xác suất nhất định kèm theo kháng băng tuy mỗi kiện vũ khí trang bị không gia tăng nhiều lắm nhưng tích lũy lại vẫn vô cùng khả quan điều này khiến giá trị của băng tuyết thạch cũng trở nên cao hơn không ít thậm chí không ít công hội chỉ dùng băng tuyết thạch để đổi vũ khí trang bị tốt mà sở dĩ các công hội lớn làm như vậy toàn là vì xác suất rơi ra của băng tuyết thạch rất thấp các công hội lớn lại không muốn lãng phí quá nhiều nhân lực và vật lực nhưng lại cần băng tuyết thạch dứt khoát dùng băng tuyết thạch để đổi vũ khí trang bị chính bởi vì vậy quét băng tuyết thạch đã trở thành lựa chọn tốt nhất của không ít người chơi tự do để có tiền và đổi vũ khí trang bị có điều sinh vật phong linh trong xương cốt bình nguyên cũng không dễ quét những sinh vật phong linh này rất ít khi hành động đơn độc chỉ cần hành động đều là trăm con trở lên cấp bậc thấp nhất cũng là tinh anh cao thì đạt tới lĩnh chủ đôi khi gặp phải phong linh tướng quân cấp đại lĩnh chủ cao cấp đi tuần tra còn xuất hiện năm sáu trăm con mà trong rất nhiều đoàn mạo hiểm quét băng tuyết thạch ở đây bình thường đều dùng một đoàn trăm người làm đơn vị hành động nhưng có một đoàn 20 người lại thoải mái quét tiểu đội hàn băng vong giả hơn cấp 50. Chỉ thấy tiểu đội hơn trăm sinh vật phong linh này bị đoàn 20 người này tiêu diệt lần lượt một cách ngay ngắn trật tự. Ngay cả hai hàn băng chỉ huy quan lĩnh chủ cao cấp cấp 55 cũng bị áp chế gắt gao. Chỉ hơn 10 phút, tiểu đội vong giả đã toàn quân bị diệt, rơi ra một tài liệu. Man thất, gần đây trình độ chiến đấu của ngươi tiến bộ nhanh quá, hiện tại một mình cũng có thể đối kháng với hàn băng chỉ huy quan. Nếu không có người kháng một hàn băng chỉ huy quan, sợ rằng chúng ta đều phải bỏ chạy rồi một thuẫn chiến sĩ cấp 51 nhìn về phía thủ hộ kỵ sĩ cấp 52 đeo thuẫn bài hình thoi màu lam, tay cầm chiến phủ thủy tinh cười nói. Gần đây ta đã nghiên cứu kỹ video đại chiến của đoàn mạo hiểm Tula La và Hắc Tạp Đế, từ trên người cô cửu cực và ám dạo huyễn tưởng của đoàn mạo hiểm Tula La có được một chút cảm ngộ, bằng không ta đúng là không thể một mình kháng được hàn băng chỉ huy quan. Man thất gật đầu, cũng có chút kích động nói, sau lần săn bắn này, tài liệu trên người ta cũng gần gom đủ rồi, chắc có thể đổi một kiện áo giáp bí ngân cấp 50 đến lúc đó nói không chừng có thể khiêu chiến đại lĩnh chủ cấp 55, nói tới áo giáp bí ngân cấp 50, màn thất lộ ra vẻ mặt đầy chờ mong, để gom đủ băng tuyết thạch để đổi, hắn đã quét ở xương cốt bình nguyên rất lâu, đợi cho có áo giáp bí ngân cấp 50 rồi, nói không chừng hắn có thể vào sâu trong xương cốt bình nguyên, khiêu chiến đại lĩnh chủ cấp 55, đến lúc đó lợi nhuận sẽ nhiều hơn hiện tại ở băng tinh thế giới, khi cấp bậc của quái vật đạt tới sau cấp 50, tài liệu hiếm có rơi ra cũng giảm, trong đó quái vật cấp đại lĩnh chủ chính là đường ranh giới không chỉ sẽ rơi ra tài liệu hiếm có phẩm chất rất cao, còn có xác suất nhất định rơi ra vũ khí trang bị cấp huyền thiết, có thể khiến lợi nhuận của bọn họ tăng nhiều. Hiện tại các công hội lớn cũng quá ác, mỗi lần đổi đều phải lấy ra tài liệu tương đương với mấy lần trang bị. Ta đến bây giờ cũng mới gom góp được một nửa. Đáng tiếc trình độ của đoán tạo sư trong đoàn mạo hiểm chúng ta không đủ cao, bằng không tự chúng ta đã chế tác trang bị tính ngân cấp 50 rồi. Thuận chiến sĩ nghe thấy Man Thất nói như vậy, không khỏi hâm mộ nói, tuy đoàn mạo hiểm của bọn họ cũng có đoán tạo sư tự bồi dưỡng, nhưng cùng là đoán tạo sư cao cấp bởi vì trình độ kỹ thuật và đạo cụ phụ trợ khác nhau dẫn tới tranh lệch dự đoán tạo sư cao cấp là rất lớn đoán tạo sư cao cấp của đoàn mạo hiểm như bọn họ chế tác trang bị huyền thiết cấp 50 cũng rất cật lực càng đừng nói là cấp bí ngân mà trang bị không tốt căn bản không thể khiêu chiến quái vật cường đại hơn thu hoạch nhiều tài nguyên hơn hiện tại cũng chỉ có đoán tạo sư của công hội lớn mới có năng lực chế tác trang bị bí ngân cấp 50, cho dù công hội lớn ra giá cao bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể làm nhân công giá rẻ cho công hội lớn ngay khi mọi người vừa ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện phiếm trong đoàn đội đột nhiên có người hô to trong trò chuyện đoàn đội các ngươi mau nhìn này đoàn mạo hiểm tu la tuyên bố liên minh mạo hiểm giả chính thức thành lập trên diễn đàn muốn báo danh trực tiếp tới công quán của đoàn mạo hiểm tu la là được sặc thành lập thì sao tuy đoàn mạo hiểm tu la sẽ cung cấp một bộ phận phúc lợi nhưng đoàn mạo hiểm trung quy chỉ là đoàn mạo hiểm căn bản không thể so sánh với công hội hiện tại các công hội lớn đều nhằm vào đoàn mạo hiểm tu la còn ai dám gia nhập liên minh mạo hiểm giả nữa đúng vậy trang bị bí ngân cấp 50 bị nắm giữ trong tay các công hội lớn trừ khi không muốn vũ khí trang bị thật không biết đoàn mạo hiểm tu la là nghĩ gì không ngờ lại muốn tranh quyền nắm giữ hàn phong thành với các công hội lớn thế không phải là tìm chết à mọi người không có một chút hứng thú nào với việc liên minh mạo hiểm giả được thành lập cảm thấy đoàn trưởng đoàn mạo hiểm tu la thạch phong quá ngốc tiền đồ tốt lại không cần cứ muốn tranh hàn phong thành với các công hội sau khi mọi người đàm luận một lúc rất nhanh liền phát hiện đoàn mạo hiểm tu la lại phát ra một thông báo mới danh sách phúc lợi của liên minh mạo hiểm giả đây là gì vậy muốn thông qua phúc lợi để hấp dẫn mọi người gia nhập à thật không biết đoàn mạo hiểm tu la muốn chơi trò gì cho dù phúc lợi đoàn mạo hiểm tu la cung cấp không tồi nhưng lại sao có thể sánh bằng trang bị bí ngân cấp 50 mà công hội lớn chế tác ngay khi mọi người ấn vào bái thiếp này chuẩn bị cười nhạo hành vi ngu xuẩn của đoàn mạo hiểm tu la ai nấy đều ngây đơ tình huống gì thế ta không nhìn lầm chứ mẹ kiếp quá trâu loại chuyện này chỉ sợ cho dù là công hội lớn cũng không làm được đoàn mạo hiểm tu la này đúng là đoàn mạo hiểm sao không phải là hệ thống biến ra chứ mọi người nhìn bái thiếp đoàn mạo hiểm tu la phát ra trong ánh mắt lóe lên kim quang cho dù chỉ nhìn mà thôi, cũng khiến bọn họ kích động tới tột đỉnh rồi. Phúc lợi liên minh mạo hiểm giả được giới thiệu bên trong bài thiếp tổng cộng chỉ có 3, thứ nhất chính là đổi vũ khí trang bị, thứ hai là đổi chiến kỹ, thứ ba là đổi đạo cụ tài liệu hiếm có, tất cả đều dùng điểm nội bộ của liên minh mạo hiểm giả để tiến hành trao đổi. Ba phúc lợi này, mỗi một cái đều khiến người chơi tự do động lòng không thôi, nhất là danh sách vũ khí trang bị có thể đổi mà đoàn mạo hiểm tu la cung cấp, nếu chỉ là đổi vũ khí trang bị huyền thiết cấp 50, bọn họ tối đa chỉ cảm khái một chút, cảm thấy đoàn mạo hiểm tu la cũng không tệ lắm nếu là trang bị bí ngân cấp 50, bọn họ sẽ cảm thấy đoàn mạo hiểm tu la là muốn liều mạng quả thực chính là điên rồi mà hiện tại trong danh sách đổi không ngờ có cả trang bị tinh kim cấp 50, cái này giống như đang nằm mơ vậy trang bị tinh kim cấp 50, đặt vào trong công hội lớn cũng chính là bình thường vô cùng hiếm có cho dù là thành viên hạch tâm trong công hội cũng không nhất định có thể có được nhưng hiện tại đoàn mạo hiểm tu la không ngờ lại lấy ra cho đổi trực tiếp có điều thế vẫn chưa tính là gì càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm vẫn là sáo trang tinh kim cấp 50 ma quang nhất sáo. Loại trang bị này, cho dù là công hội số một hàn phong thành hắc tạp đế sợ rằng cũng không có, nhưng đoàn mạo hiểm Tula không ngờ lại lấy ra, nội tình rất sâu, dùng từ điên rồ cũng không đủ để hình dung. Phúc lợi hối đoái của Liên minh mạo hiểm giả xuất hiện trên diễn đàn không bao lâu, đã giống như virus máy tính khuếch tán ra toàn bộ hàn phong thành, ngay cả các công hội lớn của hàn phong thành nhìn thấy tin tức này cũng hai mắt sáng rực, sáo trang tinh kim cấp 50. Điều này đối với các công hội lớn hiện tại mà nói chính là trang bị hàng ao ước, đoàn mạo hiểm Tu La cũng quá độc ác rồi, không ngờ vì lôi kéo những người chơi tự do đó mà lấy ra như vậy như vậy. Ma quang sáo trang này rốt cuộc là làm thế nào mà có được? Mẹ kiếp, nếu ta có ma quang nhất sáo này, ta cũng có thể một mình kháng đại lĩnh chủ cao cấp cấp 55. Chẳng trách thuộc tính mấy người đó của đoàn mạo hiểm Tu La lại mạnh như vậy, thì ra là mặc ma quang sáo trang. Cao tầng của các công hội lớn nhìn phúc lợi trao đổi đoàn mạo hiểm Tu La lấy ra, trong nhất thời đều trầm mặc, chỉ là trên đồi trang bị những công hội bọn họ đã kém hơn đoàn mạo hiểm Tula không biết bao nhiêu lần, nhưng so sánh với vũ khí trang bị trao đổi, phúc lợi thứ hai đoàn mạo hiểm Tula lấy ra mới thực sự khiến người ta đau đầu. Chiến kỹ, thứ này là quý giá hơn vũ khí trang bị gì đó rất nhiều. Vũ khí trang bị chung quy chỉ là ngoại vật, hơn nữa theo cấp bậc của người chơi không ngừng đề thăng, vũ khí trang bị cũng sẽ không ngừng được thay đổi. Không phải hiện tại có được vũ khí trang bị tốt nhất thì những vũ khí trang bị này có thể dùng cả đời, mà cái thứ chiến kỹ này lại khác, là có thể một mực đi theo người chơi từ trên căn bản để thang chiến lược của người chơi so với vũ khí trang bị gì thì không biết quý giá hơn bao nhiêu lần nếu nếu cho người chơi lựa chọn vũ khí trang bị ám kim cấp 50 hoặc là chiến kỹ vậy một bộ phận lớn người chơi đều sẽ lựa chọn chiến kỹ bởi vì cho dù hiện tại lựa chọn vũ khí trang bị ám kim cấp 50 cũng không thể đạt được chiến kỹ đợi cho khi tới cấp 60 vũ khí trang bị ám kim cấp 50 cũng chỉ là trang bị bình thường nhưng có chiến kỹ có lẽ vũ khí trang bị trước mắt không được tốt lắm nhưng trình độ kỹ thuật bày ra đó sau này muốn có được trang bị tốt chỉ là vấn đề sớm hay muộn đây cũng là thứ mà các công hội lớn bọn họ luôn muốn đáng tiếc chiến kỹ thật sự quá khó kiếm được đến bây giờ bọn họ vẫn không có manh mối đều là một số cao thủ thiên phú dị bẩm tự mình nghiên cứu ra chiến kỹ mà người ta vất vả nghiên cứu ra căn bản sẽ không dạy ra bên ngoài bởi vì đây đều là át chủ bài của bọn họ nếu để người khác học được chắc chắn sẽ tự mất đi một tấm át chủ bài trước mắt trong toàn bộ hàn phong thành nếu nói công hội nào nắm giữ được chiến kỹ vậy cũng chỉ có một mình hắc tạp đế mà hắc tạp đế không chế chiến kỹ vô cùng nghiêm ngặt chỉ có thành viên hạch tâm ký kết khế ước mới có tư cách học tập về phần những cầu thủ không ký kết khế ước với công hội thì đều không có tư cách học tập mà lúc này ở công hội trú địa của hắc tạp đế trong văn phòng hội trưởng thanh lịch tinh xảo huyết quang nhìn chằm chằm phúc lợi trao đổi của liên minh mạo hiểm giả trên diễn đàn sắc mặt âm trầm không sao diễn tả được mà cao tầng công hội ở bên cạnh cũng đều trợn mắt há hốc mồm đoàn mạo hiểm tu la này điên rồi à không ngờ ngay cả cái thứ chiến kỹ này cũng dám lấy ra đổi chẳng lẽ bọn họ không sợ có người ngoài học được những chiến kỹ này về sau sẽ bất lợi cho sự phát triển của bọn họ à mọi người ngươi một lời ta một câu đều cảm thấy khó hiểu đối với lên hành vi điên cuồng này của đoàn mạo hiểm Tula, cũng hoàn toàn không ngờ đoàn mạo hiểm tu la vì có được hàn phong thành lại dùng ra bút tích lớn như vậy phó hội trường bên ta vừa nhận được tin tức lúc trước có rất nhiều người chơi tinh anh đã ký hợp đồng với chúng ta lúc này đều đã bội ước số lượng trước mắt đã vượt quá ngàn người hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng ngoài cửa đột nhiên một du hiệp cấp 52 đi vào, gấp giọng báo cáo với huyết quang, những người này điên rồi à, nếu bội ước, bọn họ sẽ phải bồi thường ba viên kim tệ cho chúng ta, cao tầng ở bên cạnh đều trợn tròn mắt, lúc trước khi bọn họ ký kết khế ước với người chơi tự do, không phải không thể bội ước, chỉ là cái giá của bội ước rất cao, ba viên kim tệ đối với người chơi cao thủ mà nói cũng không phải là con số nhỏ, càng đừng nói là người chơi tinh anh, tuy cấp bậc của người chơi đang để thăng, lợi nhuận cũng để thăng nhưng phí sửa chữa vũ khí trang bị cũng để thăng hơn nữa bình thường chỗ cần tiêu tiền cũng rất nhiều như là các loại dược tề thường dùng vào quyền trục ma pháp vân vân còn có ăn cơm nghỉ ngơi tiền có thể tiết kiệm được trong tay căn bản không có bao nhiêu trong tay người chơi tinh anh có thể có 50-60 ngân tệ tiền dư đã tốt lắm rồi nếu là người chơi bình thường có thể chỉ có hơn 10 ngân tệ tiền dư cũng chỉ có tiền dư trong tay người chơi cao thủ mới nhiều hơn một chút có thể có hai ba kim tệ giàu có một chút thì có thể đạt tới năm sáu kim tệ cho nên lúc trước bọn họ thiết lập bồi thường bội ước là ba kim tệ tương đương với một nửa vốn lưu động trong tay người chơi cao thủ. Nhưng hiện tại, mà ở trước công quán của đoàn mạo hiểm Tula, bởi vì phúc lợi của liên minh mạo hiểm già vừa ra, rất nhiều người chơi tự do đều vừa tới. Trong thời gian không đến nửa tiếng, đã có hơn 5 vạn người chơi tự do trở lên xếp hàng dài ở đây, một mực kéo dài đến 4 năm con đường. Hơn nữa số người vẫn đang không ngừng gia tăng, khiến đoàn mạo hiểm Tula không thể không xuất động 5-600 người để duy trì trật tự hiện trường. Cảnh tượng rất đồ sộ, khiến các thành viên công hội lớn tới tra xét đều chóng váng. Trong những người chơi này không thiếu người chơi cao thủ và tinh anh cấp 51, 52, còn có một số đoàn mạo hiểm nổi danh của Hàn Phong Thành, thậm chí còn có một số thành viên cao thủ và tinh anh của các công hội lớn mà bọn họ quen biết, chỉ là hiện tại bọn họ đều đã rời khỏi công hội, có điều bọn họ cũng không phải không thể lý giải, bọn họ gia nhập công hội chính là để dễ có được vũ khí trang bị tốt hơn, bằng không ai muốn chịu sự trói buộc của công hội chứ, nhưng hiện tại Liên minh mạo hiểm giáp cung cấp vũ khí trang bị, hơn nữa vũ khí trang bị được cung cấp là tốt hơn cả các công hội lớn thậm chí ngay cả chiến kỹ mà người chơi cao thủ cũng vô cùng khao khát cũng có thể trao đổi học tập đãi ngộ như thế căn bản không phải là công hội phổ thông có thể bằng được tất nhiên người chơi tinh anh và người chơi cao thủ muốn gia nhập là rất nhiều đoàn trường chiêu này của ngươi cũng quá độc ác rồi ta vừa nhận được tin tức một số công hội nhỏ của hàn phong thành bởi vì phúc lợi của chúng ta xuất hiện rất nhiều thành viên tinh anh và cao thủ của công hội đều rời hội dẫn tới công hội trực tiếp sụp đổ cách giải tán đã không xa ngay cả công hội lớn như hắc tạp đế cũng có hơn 300 người chơi cao thủ và ba bốn ngàn thành viên tinh anh rời khỏi nhận á đi vào phòng rèn phổ thông của công quán kích động báo cáo với thạch phong đối với các công hội lớn của hàn phong thành nàng là không có một chút hảo cảm nào nhất là hắc tạp đế lúc trước muốn đào góc tường của bọn họ bởi vì bị bọn họ cực tuyệt không ngờ ngang nhiên trèo thưởng bọn họ nếu không phải thạch phong bảo bọn họ dẫn đội tới cấm địa sinh mệnh băng tuyết đại liệt cốc để quét boss nàng đã muốn trực tiếp tới địa điểm hắc Tập đế của hắc tạp đế để đáp lệnh một chút rồi hiện tại phúc lợi của liên minh mạo hiểm giả bọn họ vừa ra trực tiếp khẩu đi hơn 300 người chơi cao thủ của hắc tạp đế quả thực quá sung sướng hắc tạp đế ở hàn phong thành cho dù hấp thu cái thế gia tộc lúc trước số lượng cao thủ của công hội cũng chỉ có hơn hai nghìn người mà thôi hiện tại hơn 300 cao thủ ra đi trực tiếp khiến số lượng cao thủ của hắc tạp đế giảm mạnh một phần chín điều này đối với hắc tạp đế mà nói chính là tổn thất rất lớn bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim hiện tại nàng cũng muốn xem cao tầng của hắc tạp đế lúc này sẽ có sắc mặt gì Ác á, Thạch Phong lắc đầu bật cười, thế thì đã là gì, lập tức hỏi nhạn á, thứ đó đã tới tay chưa, rồi, khu đất lớn nhất đó của Hàn Phong Thành đã mua được rồi, hơn nữa kiến tạo thành cửa hàng ba tầng, về phần cải biến không gian bên trong, chỉ có tới đó mới được, tổng cộng tiêu tốn 8 ngàn kim tệ, đã gần dùng hết tích lũy của đoàn mạo hiểm rồi, nhạn á trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một tấm khế đất cho Thạch Phong, tốt, hiện tại chúng ta tới đó xem thử, Thạch Phong gật đầu, tiếp nhận khế đất trực tiếp dẫn theo nhạn á tới một mảnh đất lớn nhất của Hàn Phong Thành khu đất này vốn là dùng để chuẩn bị cho công hội có điều bởi vì vị trí địa lý không tốt lắm không phải khu trung tâm giá cũng không thấp cho nên không có công hội lớn nào mua vừa hay tiện nghi cho thạch phong không tồi lớn như vậy chắc đủ rồi thạch phong đi tới trước thương hành đã được kiến tạo thành ba tầng cảm thấy rất hài lòng lúc này một số người chơi tự do đã đứng trước cửa lớn của cửa hàng rất hiếu kỳ quan sát cửa hàng ba tầng này kỳ thật không chỉ là những người chơi này rất hiếu kỳ ngay cả nhạn á đi theo phía sau thạch phong cũng cảm thấy rất kỳ quái vì sao thạch phong muốn mua một khu đất ít vết chân người để kiến tạo cửa hàng lớn như vậy nếu thật sự muốn mua hoàn toàn có thể mua một khu đất không tồi ở khu trung tâm hơn nữa kiến tạo cửa hàng lớn như vậy bọn họ cũng không có nhiều đồ để bán ra thì đúng là xấu hổ có điều thạch phong lại không giải thích gì về điều này chỉ đi vào trong cửa hàng lúc này trong đại sảnh của cửa hàng đều trống rỗng không có gì thạch phong cũng không vội tiến hành cải tạo nội bộ mà là trước tiên từ trong ba lô lấy ra từng viên ma thủy tinh và rất nhiều tài liệu hiếm có, bắt đầu vẽ ma pháp trận ở trung tâm đại sành. Mà ma, ma pháp trận Thạch Phong muốn vẽ chính là tinh quang tụ năng ma pháp trận đổi được ở chiến thần điện lúc đầu, có thể có thể khiến độ nồng đậm ma lực trong không gian phong bế bán kính 500m để thăng 300%, có điều bởi vì chế tác chế tác rất hà khắc, cộng thêm cần năng lực có thể vẽ được ma pháp trận cao cấp, cho nên Thạch Phong một mực chưa sử dụng. Hiện giờ tài liệu cần để vẽ ma pháp trận, linh dược công hội sớm đã gom đủ vừa hay có thể dùng ở trong cửa hàng phong bế này ở loại địa phương băng tinh thế giới này cơ hồ không có hoàn cảnh ma lực cao kỳ thật không chỉ là băng tinh thế giới tất cả dị thế giới cơ hồ đều như vậy cũng chỉ có những vị diện cao cấp mới có rất nhiều đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao trong dị thế giới trình độ chiến đấu của người chơi phổ biến hơi yếu không có hoàn cảnh ma lực đủ cao muốn đề thăng thực lực bản thân là rất khó nếu muốn thực sự đề thăng thực lực của đoàn mạo hiểm tu la chỉ là dựa vào vũ khí trang bị và chiến kỹ thì vẫn không đủ mà dùng cổ thần điện truyền tống tới thần vực đại lục tiêu tốn quá cao căn bản không phải là linh dược công hội hoặc là đoàn mạo hiểm tu la hiện tại có thể thừa nhận hơn nữa truyền tống quay lại là chuyện rất phiền nhiều người cũng dễ làm bại lộ bí mật cổ thần điện này cho nên trước khi tới băng tinh thế giới thạch phong đã nghĩ rồi phải thành lập một nơi tương tự với đô kỹ trường của thạch lâm tiểu trấn ở hàn phong thành cuối cùng thạch phong mất một tiếng khắc xong tinh quang tụ năng ma pháp trận ở trung tâm đại sảnh hình thành một ảo ảnh tinh quang xa hoa đoàn trưởng đây là gì thế đẹp quá nhà đã kinh ngạc nhìn ma pháp trận xa hoa đó trong nhất thời cũng bị mê hoặc gì á thạch phong mỉm cười đương nhiên là thế giới mới rồi nói xong thạch phong lại bỏ ra 500 viên ma thủy tinh trực tiếp khởi động tinh quang tụ năng ma pháp trận trong đại sảnh cửa hàng giống như là một quảng trường bởi vì tinh quang tụ năng ma pháp trận được khởi động tức khắc biến thành sương mù toàn bộ đại sảnh đều trở nên u ám lờ mờ có tinh quang lấp lánh chỉ một lát độ nồng đậm ma lực của toàn bộ đại sảnh bắt đầu nhanh chóng tăng lên một trăm phần trăm hai trăm phần trăm ba trăm phần trăm vốn độ nồng đậm ma lực trong băng tinh thế giới so với thần vực đại lục mà nói thì cao hơn một chút như vậy độ nồng đậm ma lực lại đề thăng 300%, chính là còn hơn cả linh dược thành thiên thể ma phát trận quả nhiên lợi hại quá thạch phong nhìn trần nhà giống như tinh không trong lòng vô cùng hài lòng hiện tại hắn chỉ lặng lặng đứng trong đại sành đã cảm thấy đầu óc là một mảng không minh giống như trừ bản thân ra không có vật khác chỉ cần suy nghĩ tới một việc đại não trong nháy mắt có thể xuất hiện không ít ý tưởng thậm chí cảm thấy thân thể cũng nhẹ nhàng hơn không ít là ma pháp trận lưu truyền từ thái cổ uy lực cường đại căn bản không phải là ma pháp trận hiện tại có khả năng sánh bằng bởi vì dựa vào tinh thần chi lực dẫn động nước lũ ma lực trên tiêu hao là ít hơn ma pháp trận khác rất nhiều hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn cũng chính bởi vậy ở trên thị trường phàm là giá bán của thiên thể ma pháp trận đều vô cùng đắt nếu không phải vì lúc trước bắt được khí nhất đào giao khí nhất đào cho chiến thần điện hắn đúng là không có cơ hội có được tinh quang tụ năng ma pháp trận mà nhạn á ở bên cạnh thì hoàn toàn sững sờ cũng không biết nên nói gì tinh quang tụ năng mà phát trận trước mắt thật sự quá đáng sợ, lúc này toàn bộ đại sảnh cửa hàng giống như là một đoàn tinh hà đang vận chuyển, ma lực khủng bố thậm chí không nàng cảm thấy có một loại ảo giác không gì không làm được, nếu có thể huấn luyện ở đây, nàng tin không cần bao lâu, nàng có thể hoàn toàn nắm giữ những chiến kỹ cơ bản lúc trước chưa vững chắc, thậm chí còn có thể đi khiêu chiến chiến kỹ cao cấp hư vô chi bộ, chiến kỹ cao cấp hư vô chi bộ, cái này chính là bộ pháp cao cấp cho dù là kinh vô mệnh đến bây giờ cũng chưa nắm giữ được, chỉ cần có thể học được bộ pháp cao cấp như hư vô chi bộ chiến lực có thể để thăng một bậc đến lúc đó cho dù là đối mặt với cao thủ lưu thủy cảnh cũng có thể thoải mái nắm giữ quyền chủ động qua lại tự nhiên muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi không ai có thể cản được đoàn trường chẳng lẽ ngươi là muốn chuẩn bị kiến tạo nơi này thành nơi huấn luyện của đoàn mạo hiểm tu la chúng ta à nhạn á không khỏi hướng ánh mắt sang thạch phong có chức kích động hỏi nơi có độ nồng đậm ma lực cao như vậy quả thực chính là thánh địa huấn luyện đối với cao thủ bình thường mà nói nhất là cao thủ của hàn phong thành cũng không hiểu lợi ích chân chính của độ nồng đậm ma lực là ở đâu nhưng nàng thì lại vô cùng minh bạch bởi vì khi nàng luyện tập chiến kỹ đã nếm thử không ít đau khổ nếu không phải có phòng huấn luyện của linh dược thành nàng cũng sẽ không nắm giữ được mấy môn chiến kỹ cơ bản nhanh như vậy hiện giờ độ nồng đậm ma lực nơi này cao như vậy cho dù là không ngừng luyện tập chiến kỹ cơ bản chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tình huống cạn kiệt thể lực và tinh thần lực không thạch phong lắc đầu nói ta định dùng nơi này làm sân huấn luyện cho lên minh mạo hiểm giả làm sân huấn luyện cho lên minh mạo hiểm giả nhạn á vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt lúc trước đã cho liên minh mạo hiểm giả quá nhiều lợi ích rồi cho dù là công hội lớn cũng không thể cung cấp phúc lợi tốt như vậy hiện tại còn dùng thánh địa huấn luyện như vậy làm phúc lợi nàng cũng không dám tưởng tượng người chơi của hàn phong thành sẽ điên cuồng tới mức nào hiện tại nếu để các công hội lớn của hàn phong thành biết sợ rằng sẽ an sống thạch phong mất đương nhiên sân huấn luyện này ta cũng sẽ chia ra một chút chuyên môn dùng làm phòng huấn luyện chuyên dụng cho đoàn mạo hiểm tu la thạch phong cười nói dùng sân huấn luyện này làm sân huấn luyện chuyên môn cho đoàn mạo hiểm tu la tất nhiên rất tốt nhưng tiêu hao để duy trì tinh quang tụ năng ma pháp trận cũng không nhỏ một ngày chính là 500 viên ma thủy tinh, cái này tương đương với duy trì một tòa ma pháp trì tháp rồi. Mà Thạch Lâm Tiểu Trấn duy trì ma pháp trì tháp, đều bởi vì Thạch Lâm Tiểu Trấn có thể kiếm được rất nhiều tài phú, nhưng đoàn mạo hiểm Tu La lại không có năng lực như vậy, dẫu sao toàn bộ đoàn mạo hiểm cũng chỉ không đến 3.000 người mà thôi, lại không giống công hội. Thành viên công hội khi hoàn thành nhiệm vụ công hội, một bộ phận nhỏ tiền thưởng của nhiệm vụ sẽ chảy vào trong tài khoản của công hội. Nếu là kim tệ, đối với đoàn mạo hiểm mà nói thì còn thoải mái một chút, nhưng ma thủy tinh chính là rất khó nhất là ở nơi ma thủy tinh tương đối thiếu thốn như băng tinh thế giới cho nên muốn duy trì tinh quang tụ năng ma pháp trận cần kiếm được đủ ma thủy tinh mới được toàn bộ hàn phong thành có hơn 200 vạn người chơi trong đó người chơi tự do chiếm đại bộ phận hơn 100 vạn dựa vào độ nồng đậm ma lực của sân huấn luyện căn bản không lo không có người chơi tự do nguyện ý đến như vậy chỉ cần thu phí rộng nhất định có thể thoải mái kiếm được ma thủy tinh để duy trì tinh quang tụ năng ma pháp trận hơn nữa hắn làm như vậy cũng có thể nhất tiễn xong điều vừa có thể có được phí dụng để duy trì tinh quang tụ năng ma pháp trận đồng thời cũng có thể khiến liên minh mạo hiểm giả biến thành hấp dẫn hơn. Sau đó Thạch Phong bắt đầu cải biến toàn bộ không gian nội bộ của cửa hàng, từ tầng 1 tới tầng 3 đều là sân huấn luyện, trong đó tầng 1 còn chuyên môn mở một nhà ăn và một quán rượu, có thể cung cấp cho người chơi nghỉ ngơi, ngoài ra đều là phòng huấn luyện. Trong đó Thạch Phong để lại 50 phòng huấn luyện làm phòng huấn luyện chuyên dụng cho đoàn mạo hiểm Tula, 220 phòng còn lại thì làm phòng huấn luyện cho liên minh mạo hiểm giả. Có điều cân nhắc đến người chơi của liên minh mạo hiểm giả sẽ rất nhiều, mỗi ngày sẽ chỉ cho thuê một tiếng, mà hội viên dùng ma thủy tinh để thanh toán có thể thuê hai tiếng như vậy sẽ không lo không thu thập được ma thủy tinh đồng thời cũng có thể tiêu hóa điểm của người chơi nội bộ liên minh dẫu sao vũ khí trang bị hoặc là chiến kỹ mà liên minh mạo hiểm giả cung cấp đều cần một lượng lớn điểm căn bản không phải là thứ người chơi có thể dễ dàng đổi được nói cách khác toàn bộ liên minh mạo hiểm giả là không có thủ đoạn gì để hấp thu điểm tiểu ngạch kết quả như vậy sẽ chỉ khiến liên minh mạo hiểm giả tự động sụp đổ hiện tại có sân huấn luyện để hấp thu tiêu hóa điểm tích lũy bình thường của người chơi liên minh cũng khiến cho điểm biến thành có giá trị và ý nghĩa hơn. Sau khi làm xong công tác này, Thạch Phong tới Hiệp hội Đoàn Mạo Hiểm, trực tiếp thuê 5 NPC cao cấp và 100 NPC phổ thông để quản lý toàn bộ sân huấn luyện, như vậy bình thường không cần người chơi lãng phí thời gian để quản lý. Về phần phí thu phí, tất nhiên là cao hơn đấu kỹ trường của Linh Dược Thành, 1 tiếng 5 ngân tệ, đối với người chơi bình thường mà nói thì hơi cao, nhưng đối với người chơi tinh anh trong tay có 50-60 ngân tệ tiền dư mà nói, cũng không phải là không thể chấp nhận được dẫu sao một ngày chỉ có thể thuê một tiếng cho dù sử dụng ma thủy tinh một ngày cũng mới tiêu hao mười ngân tệ đối với người chơi cao thủ thì không cần phải nghĩ bởi vì chút tiêu phí này căn bản chính là mưa bụi đoàn trường hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành chỉ thiếu tên của sân huấn luyện là có thể trực tiếp mở ra với bên ngoài rồi nhà đá nhìn sân huấn luyện kim bích huy hoàng và cả nbc đang chuẩn bị thu xếp trong lòng kích động không thôi tên á thạch phong nghĩ nghĩ một chút nói vậy gọi là tu la hội quán đi Mục đích chủ yếu thành lập sân huấn luyện này chính là khiến đoàn mạo hiểm Tula trở nên cường đại, hiện giờ đã xây thành. Tất nhiên dùng Tula để đặt tên là tốt nhất trực tiếp nhất, cũng có thể khiến mọi người biết tới cái tên Tula. Theo Thạch Phong vừa nói xong tên, NPC quản lý rất nhanh cũng khắc tên lên trên bảng hiệu ở cửa lớn. Văn tự nạm vàng dạng rỡ trên cửa lớn của sân huấn luyện, cho dù người chơi ở góc đường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bốn chữ to Tula hội quán này. Tula hội quán, đây là một nơi thế nào vậy? Chắc là có liên quan tới đoàn mạo hiểm Tula rồi, hình như đã mở rồi người chơi có thể đi vào hay là chúng ta vào xem thử đi theo tu la hội quán được mở ra một số người chơi đi ngang qua không khỏi tò mò đi vào dẫu sao lúc trước bọn họ đã nhìn thấy các loại cửa hàng lại không biết hội quán là dùng để làm gì càng đừng nói là còn có liên quan tới đoàn mạo hiểm tu la đi vào trong tu la hội quán toàn bộ đại sảnh giống như một sân vận động trên trần nhà là tinh vân dày đặc giống như tới bầu trời đêm ở ngoại ô khiến người ta vui vẻ thoải mái thế này là sao độ nồng đậm ma lực nơi này cao quá đầu óc của ta sao đột nhiên lại biến thành vô cùng tỉnh táo nơi này lợi hại quá phàm là người chơi tiến vào trong tu la hội quán rất nhanh đều phát hiện chỗ dị thường không chỉ khiến đại não biến thành bình tĩnh dị thường ngay cả thân thể cũng giống như trở nên nhẹ nhàng hơn không ít thậm chí có một loại cảm giác không gì không làm được hận không thể lập tức muốn thử chiến đấu một chút mà sau khi mọi người tới tới trước quầy nhìn thấy giá thuê của tu la hội quán mắt ai nấy đều thiếu chút nữa thì rớt ra đắt quá nói đùa à thuê một phòng huấn luyện không ngờ một tiếng năm ngân tệ đoàn mạo hiểm tu la là muốn tiền muốn tới điên rồi sao không đúng muốn thuê phòng huấn luyện còn phải trở thành thành viên của liên minh mạo hiểm giả người khác là không cho thuê thật không biết đoàn mạo hiểm tu la lấy đâu ra tự tin nhiều yêu cầu như vậy ai lại thuê phòng huấn luyện nơi này mọi người nhìn thấy giá thuê của tu la hội quán trực tiếp giống như bị nước lạnh rội vào cái đồ nóng một số người chơi là trực tiếp xoay người rời đi căn bản không làm dừng lại theo không ít người chơi xoay người rời đi nhưng tin tức của tu la hội quán lại lan truyền nhanh chóng rất nhanh đã truyền khắp hàn phong thành đối với điều này mọi người đều nhao nhao nghị thuận tuy không ít người chơi đều cho rằng tu la hội quán trào giá quá cao nhưng vẫn rất cảm thấy hứng thú với ma lực nồng đậm trong tu la hội quán đoàn trường hiện tại có không ít người chơi tới quan sát tu la hội quán nhưng lại không có ai thuê đều cảm thấy giá quá rắt hay là chúng ta hạ giá thấp xuống một chút nhà đá nhìn trong đại sảnh tầng một chỉ có người chơi nhìn chứ không thuê không hỏi kiến nghị với thạch phong không vội thời gian lâu dần tất nhiên sẽ có người phát hiện lợi ích chân chính của phòng huấn luyện trong tu la hội quán thạch phong lắc đầu bật cười lập tức nói hiện tại quan trọng hơn là sớm thu thập đủ băng tinh toái phiến và dung hồn chi hoa lúc trước ta đã để giá đổi băng tinh toái phiến và dung hồn chi hoa vào trong mục lục thu mua của liên minh mạo hiểm giả hơn nữa người của liên minh mạo hiểm giả muốn đổi trang bị tinh kim cấp 50 hoặc là ma quang sáo trang không chỉ cần điểm còn cần đủ băng tinh toái phiến hoặc là dung hồn chi hoa Nhà đá cười nói một kiện trang bị tinh kim cấp 50, ít nhất cần một viên băng tinh toái phiến nếu là vũ khí tinh kim cấp 50, phải có được hai viên băng tinh toái phiến hoặc là một đóa dung hồn chi hoa nếu chọn vẹn ma quang hoàn chỉnh cần 12 viên băng tinh toái phiến hoặc là 6 đóa dung hồn chi hoa trong đoạn thời gian đoàn trưởng ngươi kiến tạo tu la hội quán chúng ta đã thông qua liên minh mạo hiểm giả thu thập được 9 viên băng tinh toái phiến và một đóa dung hồn chi hoa tin rằng không bao lâu nữa là có thể gom đủ băng tinh toái phiến và dung hồn chi hoa rồi nhanh như vậy à thạch phong nghe thấy báo cáo của nhạn á cũng không khỏi giật mình băng tinh toái phiến thì không cần nói đó là vật phẩm chỉ có boss đại lĩnh chủ trở lên trong cấm địa sinh mệnh mới có khả năng rơi ra cho dù sử dụng trái tim của Ikazu, cũng phải tốn một phen thủ đoạn mới có thể có được một viên, càng đừng nói là người chơi khác. Phải biết rằng hiện tại liên minh mạo hiểm giả chỉ mới thành lập được mấy ngắn ngủi mà thôi, có thể kiếm được 9 viên viên, thậm chí còn có một đóa dung hồn chi hoa siêu hy hữu, tốc độ thu thập tài liệu này quả thực là khủng bố. Nếu để liên minh mạo hiểm giả phát triển xuống, có thể hấp dẫn được mấy chục vạn người chơi tự do của Hàn Phong thành gia nhập, đến lúc đó truyền năng lực thu thập tài liệu ở phó bản đoàn đội hơi yếu một chút, sợ rằng là mạnh hơn tất cả công hội của Hàn Phong thành cộng lại rồi. Về phần một số công hội muốn thông qua ngụy trang thành người chơi tự do để gia nhập liên minh nhằm đổi vũ khí trang bị cực phẩm hoặc là chiến kỹ, hắn thực sự không bận tâm, hoặc là nói như vậy càng tốt, bởi vì phàm là cực phẩm, muốn đổi đều cần vật phẩm có giá trị tương đương mới có thể đổi, giống như là băng tinh toái phiến và dung hồn chi hoa. Lúc này Thạch Phong mới ít nhiều hiểu được sự khủng bố của liên minh mạo hiểm giả lúc trước, chẳng trách lại trở thành một trong những thế lực đứng đầu nhất của toàn bộ thần vực, dẫu sao trong thần vực, tài nguyên mới là tất cả tài nguyên hùng hậu thậm chí có thể chất ra từng đám cao thủ nếu vận khí tốt thậm chí có thể tạo ra cao thủ hàng đầu hoặc là cao thủ đỉnh phong tuy tốc độ thu thập tài nguyên của bên chúng ta rất nhanh có điều theo người chơi tự do không ngừng gia nhập tốc độ tiêu hao vũ khí trang bị mà chúng ta đặt trong liên minh mạo hiểm giả cũng càng lúc càng nhanh nếu không nhanh chóng bổ sung sợ rằng trừ những đổi cần băng tinh toái phiến hoặc là dung hồn chi hoa mới có thể đổi ra đều sẽ bị bọn họ càn quét hết nhà đá cười khổ nói liên minh mạo hiểm giả có tốc độ thu thập khủng bố nhưng tốc độ tiêu hao vật phẩm cũng kinh người vũ khí trang bị lúc trước bọn họ có được từ trên người hắc tập đế sớm đã bị tiêu hao quá nửa đổi thành một đống tài liệu hiếm có hiện tại những tài liệu này đã chất đầy kho hàng căn bản không có người ai đến đổi những tài liệu hiếm có này phải biết rằng liên minh mạo hiểm giả là thông qua giá tranh lệch thu mua và bán ra để kiếm được tiền và tài nguyên ví dụ như tài liệu hiếm có cần 9 điểm để thu mua bọn họ sẽ dùng 10 điểm để đổi từ giữa kiếm được một thành lợi nhuận nhưng bên trong hàn phong thành căn bản không có ai đổi tài liệu hiếm có chẳng khác nào một đống trang bị của thành phẩm của bọn họ lại dùng để đổi lấy một đống tài liệu hiếm có hiện tại không ai cần quả nhiên thạch phong cũng không cảm thấy quá bất ngờ đối với điều này chỉ mỉm cười dẫu sao đoàn mạo hiểm tu la không phải linh dược công hội linh dược công hội có chức hỏa thương hành chống đỡ chỉ cần có tài liệu hiếm có rất nhanh là có thể chuyển hóa thành các loại đạo cụ thương phẩm mà người chơi cần nhưng đoàn mạo hiểm tu la thì không có năng lực này như vậy đi người bảo cô cửu cực dẫn theo mấy thích khách tới bạch hà thành giao tài liệu hiếm có trên người cho yêu úc vi tiếu sau đó bảo yêu úc vì tiếu ở bên đó tận hết khả năng chế tác thu thập một số trang bị và vật phẩm kháng băng sau đó mang về những trang bị và vật phẩm kháng băng này trước đó ta sẽ tận lực chế tác vật phẩm để ứng phó tiêu hào trước mắt tài liệu hiếm có đối với các đoàn mạo hiểm lớn mà nói thì không có tác dụng gì nhưng đối với chức hỏa thương hành thì lại có giá trị rất lớn ở trong tinh nguyệt phương quốc bọn họ muốn thu thập nhiều tài liệu hiếm có là rất khó hơn nữa giá rất cao hiện tại có nhiều tài liệu hiếm có như vậy hắn là cao hứng còn không kịp vừa hay có thể ở giữa kiếm được giá chênh lệch của hai thế giới trong băng tinh thế giới có khá nhiều các loại tài liệu hiếm có nhưng vũ khí trang bị lại ít tài liệu hiếm có lại rẻ thần vực đại lục thì vừa hay ngược lại lúc trước là vì không có năng lực thu thập được nhiều tài liệu hiếm có ở băng tinh thế giới nhưng hiện tại thì có rồi tất nhiên cũng có thể làm như vậy chỉ là trên đường phải tốn không ít thời gian và ma thủy tinh có điều so sánh với lợi nhuận của cuộc giao dịch này thì chính là không đáng kể nhạn á nghe thấy thạch phong nói như vậy mắt không khỏi sáng rực lên ở trong băng tinh thế giới trang bị kháng băng và vật phẩm gia tăng kháng băng là có giá trị liên thành cùng là một kiện trang bị huyền thiết cấp 50, một kiện có kháng băng một kiện không có kháng băng giá đổi tài liệu hiếm có là gấp hai ba lần so với thần vực đại lục thì đắt hơn rất nhiều nếu có thể đổi các loại tài liệu hiếm có thành trang bị và đạo cụ gia tăng kháng băng cho dù không có ma quang sáo trang và trang bị tinh kim cấp 50, cũng vẫn có thể hấp dẫn được người chơi tự do của hàn phong thành lập tức thạch phong bắt đầu tiếp tục chế tác các loại vũ khí trang bị cấp năm có điều lần này điều chế tác trang bị bí ngân cấp 50, trang bị huyền thiết cấp 50 thì giao cho người chơi sinh hoạt mà bản thân đoàn mạo hiểm tu la bồi dưỡng là được. Mà nhạn á cũng lập tức thông chi cho cô cửu cực, bảo cô cửu cực mang theo chín thích khách, ai nấy chất đầy ba lô trên người, sau khi ngụy trang một chút thì lặng lẽ tới cổ thần điện, đến chúc hỏa thương hành ở Bạch Hà Thành. Thời gian trôi qua, mất hơn nửa ngày, Thành Phong thông qua tài liệu hiếm có mà liên minh mạo hiểm giả đổi được, một hơi chế tác hơn 50 kiện trang bị bí ngân cấp 50, độ thuần thục rèn là không ngừng đề thăng điểm kinh nghiệm rất nhanh cũng đạt tới 41% cấp 66. Tốc độ thăng cấp thông qua rèn là không chậm hơn người chơi cao thủ đi quét quái. Ngay khi Thạch Phong chế tác được một nửa kiện bản giáp, Nhạn Á đột nhiên gửi tới một tin tức. Nội dung tin tức rất đơn giản, chính là đã gom đủ 100 viên băng tinh toái phiến, cuối cùng cũng gom đủ rồi à. Thạch Phong nhìn tin tức gửi đến, cười khẽ, cũng tới lúc tới phụ nữ bá tốc một chuyến rồi. Hắc Long Đế Quốc, Hổ Tâm Thành, là thành thị NBC mà Linh Dược Phân Hội nắm giữ, Thạch Phong vừa ra khỏi đại sảnh truyền tống đã phát hiện trên đường chật ních người chơi, Nguy đông nghìn nghìn không thua gì Bạch Khả Thành, thậm chí còn nhiều hơn, chưa đi ra được mấy bước, bên tai đã truyền từng tiếng quát, tổ chức tới khu nội bộ mê cung dưới lòng đất, ta là thuẫn chiến sĩ cấp 51, phòng ngự hơn 3 vạn, xác suất phòng ngự 34%, đạt tới đoạn sau của tầng thứ 5 tháp thí luyện, thiếu một chút nữa là có thể tiến vào tầng thứ 6, cầu một đoàn cường lực, đoàn thăm dò khu ngoại vi mê cung dưới lòng đất, MT và DBS cường lực cấp 50 trở lên, 3218 Tiểu Bạch chứa quấy dày, thu mua nhiều băng ngọc thạch, 30 ngân tệ một viên, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Chỉ thấy hai bên đường cái toàn là người chơi giao hàng và người chơi muốn tổ chức thành đoàn thể, trình độ náo nhiệt thậm chí còn trên cả Bạch Hà thành, hơn nữa cấp bậc của người chơi trên đường đều rất cao, ai nấy ít nhất cũng phải cấp 49, phổ biến đều là cấp 50 và cấp 51, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số cao thủ cấp bậc đạt tới 52, loại cảnh tượng này cũng chỉ ở nơi cấp bậc cao hơn thần vực đại lục như băng tinh thế giới mới có thể nhìn thấy nhưng lúc này cấp bậc của người chơi nơi này lại không thu gì hàn phong thành nhìn cảnh tượng như vậy thạch phong cũng cho rằng mình vẫn đang ở hàn phong thành trừ rất nhiều người chơi cao thủ tự do ra trong đại sảnh truyền tống thỉnh thoảng còn có rất nhiều đoàn tinh anh và đoàn cao thủ của công hội từ bên trong đi ra một người nối tiếp một người trực tiếp chạy như điên ra ngoài thành giống như hồ tâm thành lúc này đã thành trung tâm của hắc long đế quốc vậy những công hội này cuối cùng cũng chú ý thấy rồi à thạch phong nhìn các đoàn đội công hội lớn dục ngựa mà đi không cảm thấy bất ngờ hoặc là nói đây đều là chuyện trong dự kiến của hắn Lúc trước sở dĩ hắn chọn Hồ Tâm Thành của Hắc Long Đế Quốc, chính bởi vì tài nguyên bên Hồ Tâm Thành, sơ kỳ các công hội lớn và người chơi đều không quá để ý tới nơi hẻo lánh như Hồ Tâm Thành, nhưng sau khi người chơi đạt tới cấp 50, hoàn cảnh của các loại phó bản phải đối mặt là càng lúc càng ác liệt, cần các loại kháng tính, trong đó băng ngọc thạch sản xuất ở khu vực Hồ Tâm Thành này là nổi danh nhất, bởi vì băng ngọc thạch có thể gia công thành bảo thạch kháng băng khảm trên trang bị để gia tăng kháng băng, vô cùng linh hoạt đa biến, không giống những vũ khí trang bị gia tăng kháng tính đều sẽ dùng hy sinh thuộc tính cơ bản của vũ khí trang bị để gia tăng kháng tính hơn nữa vũ khí trang bị bình thường cũng gia tăng một loại kháng tính đồng thời cũng có hạn chế cấp bậc của vũ khí trang bị hạ phó bản hoàn cảnh khác nhau phải chuẩn bị trang bị có kháng tính khác nhau điều này đối với bất kỳ một công hội hoặc là người chơi cao thủ nào mà nói đều là quá xa xỉ mà bảo thạch kháng tính thì không như vậy bảo thạch có thể tùy tiện tháo rỡ chỉ là phải tốn chút tiền hạ phó bản hoàn cảnh khác nhau chỉ cần khảm bảo thạch kháng tính tương ứng trên trang bị là được không cần phí sức đi trang bị vũ khí trang bị tương ứng. Chính bởi vì vậy, Hồ Tâm Thành dựa vào tài nguyên băng ngọc thạch này, khiến Hồ Tâm Thành đột nhiên trở nên bùng nổ trong Hắc Long Đế Quốc, ở thời kỳ đỉnh phong nhất còn đạt tới thành thị có nhân khẩu lớn thứ sáu ở cảnh nội Hắc Long Đế Quốc. Phải biết rằng nhân số của người chơi Đế Quốc là hơn xa số lượng người chơi Vương Quốc, cho dù chỉ là thành thị xếp thứ sáu, số lượng nhân khẩu cũng vượt xa vương thành của một vương quốc, bố cục lúc trước, đến bây giờ cuối cùng cũng nở hoa kết quả rồi dựa vào số lượng người chơi hội tụ tới hồ tâm thành tuyệt đối có thể giúp linh dực phân hội tuyển nhận được không ít cao thủ tinh nhuệ từ đó làm lớn mạnh thực lực của linh dực phân hội thực sự có sức chống lại những cùng hội nhất lưu của hắc long đế quốc chứ không phải giống như bây giờ chỉ đi giữ một mẫu ba phần đất nhìn hồ tâm thành thịnh vượng thạch phong lập tức bắt một chiếc xe ngựa cao cấp tới phủ nữ bá tước trên xe ngựa cao cấp thạch phong cũng không nhàn rỗi trực tiếp liên hệ với bạch kinh tuyết lúc trước khi hán bảo bạch kinh tuyết tới hồ tâm thành phát triển đã báo bạch khinh tuyết không ngừng thu thập băng ngọc thạch và cửa hàng của hồ tâm thành hiện tại cũng tới lúc để băng ngọc thạch phát huy ra giá trị chân chính hội trường người nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à bạch khinh tuyết nhìn thạch phong chủ động liên hệ tới kinh ngạc nói trước khi thạch phong rời đi đã từng nói với cao tầng hạch tâm các nàng là muốn đi làm nhiệm vụ trong thời gian ngắn sợ rằng không thể liên hệ với các nàng có chuyện gì thì do bọn họ tự quyết định trước khi có chuyện vô cùng quan trọng mới được liên hệ với hắn nhiệm vụ thì vẫn thiếu một chút chắc vẫn cần một đoạn thời gian nữa thạch phong lắc đầu Thu thập dung hồn chi hoa là dung hồn chi hoa, cho dù là hơn nửa ngày, dung hồn chi hoa thu thập được cũng chỉ có năm đóa, cách hai mươi đóa vẫn còn xa. Tìm ta có chuyện gì à? Bạch Kinh Tuyết hỏi. Ừm, lúc trước ta bảo người thu thập băng ngọc thạch thế nào rồi? Thạch Phong gật đầu nói. Băng ngọc thạch á. Bạch Kinh Tuyết nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, khóe miệng không khỏi phát ra một độ cong tự đắc. Vươn bốn ngón tay ngọc trắng nõn ra, bốn vạn viên, đúng là thu thập được không ít. Thạch Phong hơi kinh ngạc. Băng ngọc thạch mặc dù được sản xuất ở hồ Tâm Thành nhưng lượng sản xuất cũng không nhiều. Lúc ấy khi băng ngọc thạch hot lên, một công hội lớn có thể kiếm được 2-3 ngàn viên băng ngọc thạch đã rất không tồi rồi, cho dù là là công hội nhất lưu lúc đó cũng chỉ có thể kiếm được 7-8 ngàn viên là cùng. Lúc này có 4 vạn viên băng ngọc thạch, đã gấp 5 lần công hội nhất lưu, nhiều băng ngọc thạch như vậy đủ để vũ trang cho quân đoàn vài ngàn người, cho dù là công hội siêu cấp cũng không có được nhiều băng ngọc thạch như vậy. Hội trưởng, lần này ngươi đã đoán sai rồi, Bạch Khinh Tuyết cười cười lắc đầu, cho đến hiện tại, chúng ta đã thu thập được 40 vạn viên băng ngọc thạch gần như đã có được sáu thành băng ngọc thạch mà hồ tâm thành sản xuất 40 vạn thạch phong cũng không khỏi sửng sốt tuy hắn nói với bạch kinh tuyết là phải thu thập băng ngọc thạch nhưng không ngờ bạch kinh tuyết lại có thể thu thập được tới trình độ này 40 vạn viên băng ngọc thạch đó đổi thành số lượng kim tệ hiện tại vậy chính là 12 vạn vàng mà cái giá này vẫn chỉ là bắt đầu đến lúc đó tăng tới 40 ngân tệ cũng là bình thường bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim phải biết rằng lúc trước băng ngọc thạch ở trong hắc long đế quốc là không đắt một viên cũng chỉ bốn năm ngân tệ nếu tăng tới 30 mươi ngân tệ vậy chính là một viên băng ngọc thạch sẽ kiếm được 30 ngân tệ 40 vạn viên băng ngọc thạch chính là 12 vạn kim tệ nhiều tiền như vậy đừng nói chống đỡ cho sự phát triển của linh dực phân hội đã có thể một hơi kiến tạo hoàn thiện ngân dực tiểu trấn rồi không cần tích chữ từng chút một ở linh dực thành và trúc hỏa thương hành tốt ngay lập tức phái người vận chuyển những băng ngọc thạch này tới kho hàng của trúc hỏa thương hành ở hồ tâm thành sau đó ta sẽ tới lấy thạch phong vội vàng nói đúng rồi chuyện này nhất định phải giữ bí mật với bên ngoài có lẽ băng ngọc thạch đối với các công hội lớn hiện tại mà nói thì đích xác rất quan trọng nguyện ý bỏ ra giá cao để mua có điều ở trong băng tinh thế giới giá trị của băng ngọc thạch càng cao hơn ngay cả băng tuyết thạch kèm theo kháng băng cho vũ khí trang bị cũng sắp bị tranh cướp tới đêm rồi càng đừng nói là băng ngọc thạch hội trưởng ngươi yên tâm đi lúc trước khi thu thập băng ngọc thạch đều do thân tín của ta chuyên môn đi làm toàn bộ công hội cũng không có mấy ai biết tuy bạch kinh tuyết cảm thấy kỳ quái không biết vì sao thạch phong lại đột nhiên muốn băng ngọc thạch có điều vẫn gật đầu sai thân tín đi thu thập băng ngọc thạch âm thầm vận tới kho hàng của trúc hỏa thương hành ngay khi thạch phong đang trò chuyện với bạch kinh tuyết cuối cùng cũng tới phủ đệ của nữ bá tước đi tới phủ đệ của nữ bá tước thạch phong vừa xuống xe ngựa cao cấp lại thấy mấy người chơi mặc áo choàng đen dưới sự dẫn đường của quản gia mưu tường tiến vào trong phủ tuy mấy người này đi vào trong phủ bá tước nhưng lại thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh rất sợ có người theo dõi nhìn thấy thạch phong xuất hiện ai nấy lập tức đều trở nên cảnh giác sắc mặt âm trầm đã có người phát hiện nơi này rồi à thạch phong nhìn bộ dạng cảnh giác của tiểu đội 6 người này đại khái cũng đoán ra được suy nghĩ của bọn họ địa điểm đổi vật phẩm cao cấp bí mật này ở toàn bộ hắc long đế quốc cũng không có nhiều hơn nữa vật phẩm đổi được đối với người chơi mà nói đều là bảo vật nếu có thể chiếm làm của riêng lợi ích có được sẽ là vô cùng lớn nếu có người khác phát hiện bí mật này chắc chắn là có thêm người cạnh tranh tiền có thể kiếm được lại càng ít hơn nữa người biết càng nhiều càng dễ bại lộ hiện tại những người này nhìn thấy hắn xuất hiện tất nhiên cũng hiểu đạo lý này đời trước chính bởi vì bí mật nữ bá tước bại lộ bị các công hội lớn lúc đó tranh đoạt, thậm chí không ngại chiến đấu trước phủ nữ bá tước, cuối cùng bị Long Phượng các chiếm được, trường kỳ phái người đóng với chức phủ đệ nữ bá tước, cản không cho phép người ngoài tiến vào, công hội khác chỉ có thể đứng nhìn. Mấy người này sau khi nhìn Thạch Phong mấy lần, lập tức quay đầu bước nhanh vào trong công quán, mà Thạch Phong cũng chỉ cười cười, lập tức chậm rãi đi qua, vật phẩm đổi nhiều như vậy, trong mắt mấy người đó, hắn khẳng định cũng muốn đổi vật phẩm, cho nên định đổi vật phẩm với nữ bá tước trước một bước, đỡ để bị hắn giành trước có điều đối với thạch phong mà nói mục đích lần này của hắn không phải là đổi vật phẩm ngay khi thạch phong đi tới trước cửa lớn của nữ bá tước đột nhiên cảm thấy xung quanh có người lập tức mở ra toàn chi chi nhãn để kiểm tra người chơi công hội à thạch phong thông qua quan sát của toàn chi chi nhãn rất nhanh liền phát hiện ở cạnh đại thụ cách 50-60m ẩn tàng một thích khách cấp 50. trên người thích khách này đeo một ký hiệu công hội chưa từng thấy bao giờ xem ra bí mật này cũng không ẩn tàng được bao lâu nữa mấy người chơi rõ ràng đã bị công hội nhằm vào mà một công hội đã biết tới sự tồn tại của phụ nữ bá tước sợ rằng chuyện phụ nữ bá tước bại lộ sẽ không còn lâu nữa dẫu sao người công hội quá nhiều trong các công hội lớn đều có cơ sở ngầm của công hội khác loại bí mật này vẫn rất dễ bị công hội khác biết tới cho nên khi hắn hành động cơ hồ chưa bao giờ nói với cao tầng công hội là hắn muốn đi làm gì như vậy cơ sở ngầm trong công hội tất nhiên cũng không thể phát hiện lúc này thạch phong cũng cảm thấy rất may mắn nếu qua một đoạn thời gian nữa mới đến phụ nữ bá tước khi ấy khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi tụ tập tới nói không chừng bí mật của thời chi trí bảo cũng sẽ bị phát hiện nếu hiện tại mà bị người ta phát hiện ra sự tồn tại của thất trí bảo khẳng định sẽ ra sức thu thập đến lúc đó hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng sẽ gia tăng trên diện rộng sau khi đợi một lúc quản gia milton đi tới trước cửa lớn dưới sự dẫn đường của milton thạch phong đi vào phụ nữ bá tước mà sau khi thạch phong đi vào phụ nữ bá tước thích khách trốn cạnh đại thụ cũng lặng lẽ đi tới cửa lớn nhìn thạch phong đã biến mất trong ánh mắt lộ ra né cười hội trường đúng như ngươi đoán mấy người đó thật sự phát hiện ra một địa điểm đuổi bí mật địa điểm ở ngay phụ nữ bá tước của hồ tâm thành thích khách che mặt báo cáo tốt lắm đã phát hiện ra địa điểm bí mật đó tiếp theo khiến mấy người ấy biến mất khỏi thần vực là được bảo vật của ta là không cho phép người khác nhỏm ngó trong hình ảnh một nam từ trung niên khô gầy mặc pháp bào màu xám cười lạnh nói hội trường trừ mấy người đó ra ta phát hiện còn có một người cũng phát hiện nơi này người đó thì thế nào thích khách che mặt hỏi còn có người khác phát hiện à nam từ khô gầy khẽ như mày biết thân phận của người đó không người đó cũng mặc áo choàng đen hơn nữa cho dù ta dùng kỹ năng quan sát cao cấp cũng không thể kiểm tra được thân phận chân thật của hắn, biểu hiện ra toàn là không biết. Thích khách nói, âm thầm theo dõi hắn theo dõi hắn, nghĩ biện pháp tra ra thân phận thực sự của hắn, chỉ cần biết rồi, có thể động thủ, bí mật phụ nữ bá tước không cho phép nhiều người như vậy biết tới. Nam tử khô gầy nghĩ nghĩ một chút, làm ra động tác cắt cổ, ta hiểu rồi, lúc trước ta đã hạ ấn ký truy tung ở trên người hắn, hắn tuyệt đối không thoát khỏi được lòng bàn tay của ta đâu. Thích khách gật đầu, tốt lắm, ta sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi trước đó phải coi chừng bọn họ nam tử khô gầy nói xong liền cắt đứt thông tin trong công quán của nữ bá tước dưới sự dẫn đường của quản gia milton thạch phong rất nhanh đã đi tới phòng khách trưng bày các loại đồ cổ tinh xảo lúc này nữ bá tước katie green đang giao dịch với mấy người chơi lúc trước vật phẩm bày trên bàn đá so với lần trước đến thì nhiều hơn một chút tổng cộng có 14 kiện từ vũ khí trang bị đến bản thiết kế đều có mỗi một kiện đều là giá trị liên thành ở ngoại giới là rất khó kiếm được có điều thông qua giao dịch sáu người chơi này một hơi đổi ba kiện vật phẩm trong đó thì không nói còn đổi hơn 30 hạt thời quang chi xa, xuất thủ tương đối học khí. Đổi một thời quang chi xa, cần một viên ma tinh thạch, thứ này ở trên thị trường căn bản là không thấy. Chỉ có khi kích sát boss của phó bà đoàn đội cỡ lớn mới có khả năng rơi ra. Đối với người chơi tự do mà nói, muốn có được một hạt cũng là chuyện vô cùng khó, càng đừng nói là hơn 30 viên. Cộng thêm đổi ba kiện vật phẩm khác cũng cần ma tinh thạch. Nhiều ma tinh thạch như vậy là vượt xa phạm vi năng lực của người chơi cao thủ bình thường. Ngay khi Thạch Phong đi đến trước bàn đá chuẩn bị ngồi xuống, sáu người chơi cũng đứng dậy rời khỏi trước khi đi còn ném ánh mắt đắc ý về phía thạch phong giống như đang nói thứ có thể đổi được đều đổi xong rồi hiện tại người mới đến đã muộn rồi có điều trong lòng thạch phong lại cảm thấy dở khóc dở cười không nói gì chỉ nhìn sáu người lặng lẽ rời đi liệp ma nhân người cuối cùng cũng tới rồi xem ra thứ ta muốn người đã cầm trong tay rồi sao nữ bá Tước cây green nhìn thạch phong ngồi xuống mỉm cười tạo cho người ta một loại cảm giác thân thiết không sao diễn tả được giống như bạn tốt đã quen biết nhiều năm thạch phong yên lặng gật đầu mà lời nói của nữ bá tước khiến sáu người chưa ra khỏi đại sảnh phòng khách lập tức sửng sốt sao có thể sáu người nhìn về phía thạch phong đang tùy ý nói chuyện với nữ bá tước với vẻ không thể tin nổi nữ bá tước katie green một mực vô cùng uy nghiêm cho dù khi đổi vật phẩm cũng rất lạnh lùng nhưng hiện tại đối mặt với thạch phong không ngờ lại lộ ra có chút nhiệt tình bọn họ cũng hoài nghi katie green trước mắt có phải là nữ bá tước mà bọn họ biết hay không ngay khi sáu người vẫn muốn lưu lại thêm một chút để thám thính nữ bá tước đột nhiên liếc sáu người một cái giao dịch của ta và các người đã hoàn thành rồi các người có thể rời khỏi cây ti green lạnh lùng nói lập tức quản gia mưu bắt đầu đời người điều này khiến sáu người đều trợn mắt há hốc mồm không rõ thạch phong trước mắt rút cuộc là thần thánh phương nào không ngờ có thể khiến nữ bá tước của hắc long đế quốc đối đãi như vậy có điều cho dù bọn họ muốn biết cũng không có cách nào bởi vì hai vệ binh đứng ở cửa lớn của phòng khách đã đi tới rõ ràng là muốn cường hành dẫn bọn họ rời khỏi chỉ một lát sau sáu người đã bị đuổi ra khỏi công quán lúc này trong phòng khách thanh lịch u tĩnh chỉ còn lại thạch phong và nữ bá tước cây green được rồi người đều đã đi rồi người cũng có thể lấy đồ ra katie green nhìn thạch phong trong ánh mắt lóe lên một tia chờ mong rõ ràng vô cùng khao khát vĩnh hằng băng tinh thạch phong cũng không nhiều lời trực tiếp từ trong ba lô lấy ra vĩnh hằng băng tinh đã hợp thành xếp thành một hàng trên bàn đá mà mười viên vĩnh hằng băng tinh trên bàn đá khiến cho nhiệt độ trong đại sảnh không khỏi đột nhiên giảm xuống nếu không phải có kháng băng đủ cao sợ rằng đã bị đóng băng thành hành động khó khăn rồi tốt lắm đích xác là vĩnh hằng băng tinh ta muốn katie green nhìn vĩnh hằng băng tinh trên khuôn mặt hoàn mỹ lóe lên vẻ kích động lập tức thu hồi vĩnh hằng băng tinh từ trong hư không lấy ra một vòng tay thạch châu màu xám trực tiếp ném cho thạch phong thời chi thủ liên thạch phong nhận được thời chi thủ liên bên tai đột nhiên liên tiếp vàng lên tiếng thông báo hệ thống khiến thạch phong không khỏi sửng sốt hệ thống chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cấp sử thi băng tinh thế giới phần thưởng là thời chi thủ liên điểm kỹ năng chuyển thừa cộng ba uy tín hắc long đế quốc một trăm độ hào cảm của cây green cộng năm mươi có kinh nghiệm để thăng năm mươi trong nháy mắt kinh nghiệm của Thạch Phong bắt đầu tăng trưởng điên cuồng, chỉ trong nháy mắt, cột kinh nghiệm từ 41% cấp 66 để thăng tới 91% cấp 66, cách lên tới cấp 67 chỉ thiếu 9%, một phát tiết kiệm được thời gian mấy ngày thăng cấp, có điều so sánh với phần thưởng mà nhiệm vụ cho, khiến Thạch Phong thực sự kinh ngạc vẫn là thông báo hệ thống khác. Hệ thống khu vực Hắc Long Đế Quốc thông báo, có người chơi kích phát vùng tư liệu mới băng tinh thế giới, Kitty Green được Đế Quốc Gia Phong trở thành đại lĩnh chủ thứ 8 của Đế Quốc Hồ Tâm Thành sẽ trở thành lãnh thổ của đại lĩnh chủ KT Green. Hệ thống khu vực Hắc Long Đế Quốc thông báo, đại lĩnh chủ KT Green vào 3 tiếng sau sẽ mở cửa băng tinh thế giới của Hồ Tâm Thành, xuất linh sư đoàn số 1 của Hắc Long Đế Quốc tiến hành thảo phạt băng tinh thế giới, mở ra trinh phạt của đế quốc đối với dị thế giới. Hệ thống liên tục xuất hiện 3 lần, vang vọng bên tai toàn bộ người chơi của Hắc Long Đế Quốc. Lúc này đừng nói là Thạch Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngay cả các cao tầng công hội lớn trong Hắc Long Đế Quốc cũng trợn tròn mắt, trinh phạt dị thế giới, nói đùa à? rốt cuộc là ai mà lợi hại thế, không ngờ có thể mở ra vùng tư liệu mới như vậy. Đế quốc tiến hành chinh phạt đối với một dị thế giới, loại chuyện này tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện trong thần vực. Về phần cái gọi là dị thế giới, người chơi bình thường có lẽ không có khái niệm gì, nhưng đối với cao tầng của các công hội lớn mà nói, lại ít nhiều biết được một chút, bởi vì trong đầu thư quán của đế quốc cũng có giới thiệu tương quan, chỉ cần tra cứu cẩn thận là đều có thể tìm được. Về phần miêu tả đối với dị thế giới, đó là một tiểu thế giới không hoàn chỉnh, nhưng là vì bên trong tràn ngập rất nhiều tài nguyên mà thần vực Đại Lục không có, trong lời đồn những dị thế giới này đều do thần linh thượng cổ sáng tạo, bên trong có bảo tàng của thần linh thượng cổ, cho nên bất kể ở thời đại nào của thần vực, đều có vương quốc và đế quốc tiến hành chinh phạt dị thế giới, muốn nắm giữ dị thế giới trong tay mình, có được tài nguyên của toàn bộ một thế giới, trong đó nổi tiếng nhất ở thần vực phải kể tới tứ đại cổ quốc, những cổ quốc này ở sơ kỳ đều không phải vương quốc cường đại, nhưng dựa vào nắm giữ một tòa dị thế giới, liền nhảy lên trở thành đế quốc cường đại, chính bởi vì vậy Trinh phạt dị thế giới có thể nói là một đại sự nhất đẳng của bất kỳ vương quốc và đế quốc nào, mà đối với người chơi, đây cũng là một đại sự nhất đẳng, đế quốc có thể thu hoạch được lãnh thổ của dị thế giới, mà những người chơi bọn họ thì có thể đạt được tài nguyên của dị thế giới, dẫu sao tài nguyên của dị thế giới là nhiều hơn xa ngoại giới, nếu có công hội nào có thể chiếm hữu được tài nguyên của dị thế giới, đến lúc đó muốn không cường đại cũng khó. Ngay tức khắc, các công hội lớn của Hắc Long đế quốc nhìn thông báo hệ thống mà hai mắt sáng rực, ngay lập tức bắt đầu triệu tập tất cả cao tầng công hội, mở hội nghị khẩn cấp thương thảo vấn đề chinh phạt dị thế giới hồ tâm thành ngoài phụ nữ bá tước sau khi sáu người bị quản gia mưu từng đuổi ra ai nấy đều sững sờ nhìn thông báo hệ thống với vẻ không thể tin nổi lão đại Katie green không phải là npc giao dịch với chúng ta à sao đột nhiên lại thành đại lĩnh chủ của đế quốc còn muốn chinh phạt băng tinh thế giới gì đó nữa không đúng chúng ta vừa từ trong công quán của Katie green đi ra hệ thống lập tức phát ra thông báo hơn nữa hệ thống cũng nói có người chơi kích phát vùng tư liệu mới nhất định là có liên quan tới kiếm sĩ mặc áo tròn đen đó đích xác nhìn thái độ đối của nữ bá tước với hắn khẳng định là có bí mật gì đó lão đại vậy hiện tại chúng ta làm gì bây giờ vận khí của chúng ta đúng là không tồi người đó đã có thể mở vùng tư liệu mới không cần nói cũng biết chắc là nắm giữ không ít tình báo của vùng tư liệu mới chúng ta ở đây chờ hắn chỉ cần chúng ta có thể từ trong miệng hắn moi ra được tình báo về vùng tư liệu mới đến lúc đó cũng có thể nắm giữ tên cơ đúng vậy chỉ cần có thể từ trên người tiểu tử đó moi ra được tình báo về vùng tư liệu mới Đoàn mạo hiểm trưởng Miên ca chúng ta nói không chừng có thể nhảy lên trở thành đoàn mạo hiểm số một số 2 của Hắc Long Đế Quốc. Sáu người đều gật đầu đồng ý với ý tưởng mà kiếm sĩ cấp 51 cầm đầu đề xuất. Vùng tư liệu mới xuất hiện, không khác gì một lần kỳ ngộ to lớn, tuyệt đối không kém gì vật phẩm cao cấp đổi được từ chỗ nữ bá tước. Mà trong phòng khách tại công quán của nữ bá tước, Katie Green cũng đã xảy ra biến hóa to lớn, vốn nên là một phu nhân ôn tồn lễ độ, nhưng hiện tại lại mặc chiến y đỏ trắng đan sen tinh xảo, giống như một vị nữ tướng nhìn thì là chiến y từ vải dệt chế thành kỳ thật cường độ của những vải dệt này so với sắt thép thì còn có sức phòng ngự mạnh hơn bên hông đeo một thanh bảo kiếm màu lam nhạt dài nhỏ sáng rạng rỡ tỏa ra uy áp khủng bố mà số liệu lúc trước biểu hiện ra cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất Katie Green trực tiếp biến thành thánh ma kỵ sĩ bậc năm cấp 200, thực lực mạnh tới sợ rằng trong cả Hắc Long Đế quốc cũng không có mấy ai là đối thủ. Đúng là phải đa tạ ngươi, bởi vì có những vĩnh hằng băng tinh này, ta cuối cùng cũng có thể hoàn toàn mở ra thông đạo tới băng tinh thế giới hoàn thành tâm nguyện nhiều năm vẫn chưa hoàn thành sau này hoan nghênh ngươi tới băng tinh thế giới làm khách Katie green nhìn thạch phong cười khẽ lập tức xoay người rời khỏi rõ ràng là đi chủ bị chuyện trình phạt băng tinh thế giới hệ thống chúc mừng người chơi có được ưu ái của Katie green đạt được xương hào vinh dự kỳ sĩ vinh dự kỳ sĩ sau khi trang bị xương hào này người chơi ở trong phạm vi lãnh thổ Katie green quản lý sẽ được hưởng quyền hạn quý tộc nhìn những cái này mày thạch phong không khỏi nhíu chặt hoàn toàn không ngờ chuyện lại phát triển đột nhiên như vậy sớm biết thế này hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cấp sử thi nhanh như vậy trinh Phả dị thế giới có nghĩa là có thể trường kỳ mở ra thông đạo tới băng tinh thế giới người chơi của thần vực đại lục có thể tùy ý tới băng tinh thế giới như vậy kế hoạch muốn thông qua ăn tranh lệch của hai thế giới để kiếm tiền to của hắn cũng sẽ theo đó mà trở thành bọt biển cần phải hành động nhanh hơn mới được thạch phong nghĩ nghĩ một chút không dám ở lại lâu thu hồi thời chi trí bảo trực tiếp rời khỏi phòng khách chuẩn bị chạy tới chức hỏa thương hành hiện giờ hắn chỉ có thể mau chóng thu thập băng ngọc thạch rồi bán ra cho băng tinh thế giới có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, bằng không sau này rất nhiều người chơi của thần vực đại độc ùa vào, khẳng định sẽ hình thành cạnh tranh kịch liệt. Ngay khi Thạch Phong mặc áo choàng đen đi ra khỏi cửa lớn của phủ bá tước, đột nhiên sáu đạo thân ảnh vây xung quanh Thạch Phong, sáu đạo thân ảnh này chính là sáu người lúc trước đã đổi xong vật phẩm với cây Green. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thạch Phong nhìn lướt qua sáu người, mở miệng hỏi, người chính là người đã mở ra vùng tư liệu mới à? Kiếm sĩ cấp 51 cầm đầu trầm mặc xí ưng nhìn Thạch Phong, cười hỏi, nếu ta nói không phải thì sao? Thạch Phong vừa nghe vậy, trong lòng liền hiểu đại khái thân phận người mở ra vùng tư liệu mới của hắn đã bại lộ. Đừng nói lung tung, chúng ta chân trước vừa ra khỏi phủ bá tước, người chân sau đã nói chuyện với nữ bá tước, hiện tại trực tiếp mở ra vùng tư liệu mới có liên quan tới nữ bá tước, người muốn lừa quỷ à. Thuận chiến sĩ cấp 51 ở bên cạnh giận dữ hết, vậy mục đích các người ngăn ta lại là gì? Thạch Phong hỏi, cái này còn cần phải nói à, nói ra tất cả tin tức tư liệu liên quan tới vùng tư liệu mới. Trầm mặc sĩ ưng nhìn Thạch Phong, cười cười, nếu ta nói không thì sao? thạch phong lướt trầm mặc xí ưng một cái thản nhiên cười nói các ngươi là không phải định động thủ với ta chứ động thủ trầm mặc xí ưng lắc đầu cười nói không không chúng ta không sao dám động thủ ở hồ tâm thành tuy chúng ta không thể động thủ nhưng chúng ta đã đánh dấu trên người ngươi bất kể ngươi trốn đi đâu cũng sẽ bị chúng ta phát hiện ta nghĩ hiện tại các công hội lớn của hắc long đế quốc đều rất cảm thấy hứng thú với người chơi đã mở ra vùng tư liệu mới này nếu ta nói tin tức của ngươi với bọn họ bọn họ sẽ làm gì thì ra là thế Thạch Phong đã hiểu đại khái mục đích của Trầm Mặc Xí Ưng. Đây là muốn mượn tay của các công hội lớn để uy hiếp hắn. Dẫu sao các công hội lớn trải khắp toàn bộ Hắc Long Đế quốc, chỉ cần vị trí của hắn không bị bại lộ, khẳng định sẽ phải chịu sự đuổi giết vô cùng vô tận. Nếu ngươi không muốn để các công hội lớn biết được, ta khuyên ngươi nói cho chúng ta biết tất cả tin tức có liên quan tới vùng tư liệu mới đi. Như vậy đều có lợi cho cả ta và ngươi. Trầm Mặc Xí Ưng thản nhiên cười nói. Thế á. À? Thạch Phong thở dài một hơi, nhìn về phía sáu người Trầm Mặc Xí Ưng. Có điều ta cảm thấy ta vẫn có một lựa chọn tốt hơn là gì trầm mặc Sĩ ưng tò mò hỏi ví dụ chôn toàn bộ đám người các người ở đây thành phong nói xong thanh kiếm thí lôi trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm quang hóa thành từng đạo lôi điện màu xanh trong nháy mắt đã cắn nuốt rồi sáu người trầm mặc xí ưng đây chính là hồ tâm thành sao ngươi dám trầm mặc Sĩ ưng nhìn lôi đình dâng lên hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật có điều đám người trầm mặc Sĩ ưng còn chưa kịp nói gì đã bị lôi quang cắn nuốt trực tiếp hóa thành cho bụi rơi ra một vật phẩm trước cửa lớn phủ bá tước theo Thánh kiếm thí lôi trong tay Thạch Phong xẹt qua, bốn đạo lôi đình màu xanh của phong lôi thiểm trong nháy mắt đã cắn nuốt bốn người trầm mặc xí ưng, chỉ còn lại một thần dụng giả cấp 50 và một du hiệp cấp 51 ngây ngốc đứng bên cạnh, hai người hoàn toàn không ngờ Thạch Phong nói động thủ là động thủ, hơn nữa còn không chút do dự như vậy, phải biết rằng nơi này chính là Hồ Tâm Thành, tuy không phải đường cái trung tâm náo nhiệt, nhưng chỉ cần động thủ ở đây, NPC vệ binh khẳng định sẽ không bỏ qua cho người chơi đã xuất thủ, đến lúc đó người chơi xuất thủ ở Hồ Tâm Thành, căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ không chỉ sẽ bị tiêu diệt, còn có thể bị nhốt lại. Hiện tại xuất thủ tiêu diệt 4 người, ít nhất cũng bị NPC nhốt 7-8 ngày thậm chí là ngày trở lên. Điều này đối với người chơi mà nói là còn thống khổ hơn cả giết bọn họ. Hơn nữa thời gian 10 ngày này, chính là thời gian quan trọng nhất của vùng tư liệu mới. Lại dám làm như vậy, quả thực là điên rồi. Người chết chắc rồi. Người dám kích sát người chơi ở Hồ Tâm Thành, NPC vệ binh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Thần dụ giả cấp 50 hoàng sợ chỉ vào thạch phong. Kẻ điên. Người đúng là kẻ điên để không bại lộ vị trí của ngươi không ngờ muốn lưỡng bại câu thương ở hồ tâm thành chẳng lẽ ngươi không sợ tiên cơ vất vả lắm mới có được sẽ không còn à du hiệp cấp 51 ở bên cạnh cũng sắc mặt trầm thấp nhìn thạch phong lưỡng bại câu thương đáng tiếc các ngươi chưa có tư cách như vậy thần dụ giả và du hiệp vừa nói xong một đạo thanh âm đạm mạc đã chuyển vào trong tay hai người chỉ thấy thâm uyên giả trong tay thạch phong cũng tỏa ra hỏa quang trói mắt trong nháy mắt liền biến mất cho tới khi xuất hiện lại đã tới phía trước hai người hư vô chi bộ hỏa diễm bạo liệt hai người vốn đã bị hành động của thạch phong chấn nhiếp đối mặt với kiếm kích nhanh của thạch phong căn bản không kịp phản ứng trên người chúng hòa dưỡng bạo liệt trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô rơi ra hai kiện vật phẩm tiêu diệt sáu người trầm mặc xí ưng thạch phong trực tiếp cấp tốc thu vật phẩm rơi ra của sáu người vào trong ba lô từ đầu tới cuối chỉ dùng không đến ba bốn giây mà npc vệ binh ở xa xa cũng mới có phản ứng mà thích khách che mặt cấp 50 ở dưới đại thụ ngoài 50 mươi mét thì nhìn chằm chằm thạch phong trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ hắn là ai không ngờ có thể bên đường kích sát sáu người trường miên chi ca thích khách che mặt nhìn thạch phong trong ánh mắt vô cùng ngưng trọng tuy trường miên chi ca ở hắc long đế quốc không phải đoàn mạo hiểm đứng đầu nhưng cũng là đoàn mạo hiểm tương đối nổi danh nhân số đoàn đội chỉ có mấy trăm người nhưng cao thủ không ít ngay cả hắn muốn một lần đối phó sáu người cũng không thể nhưng thạch phong có thể trong vài giây ngắn ngủi đã thuần sát sáu người trầm mặc xí ưng hơn nữa còn là ở trên đường của hồ tâm thành phần thực lực này quả thực khiến người ta sợ hãi tùy thích khách che mặt cảm thấy sợ hãi nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà nhét lên. Bởi vì ngay vừa rồi, thông qua kỹ năng nghe trộm của thích khách, đã nghe thấy đối thoại của trầm mặc xí ông và thạch phong. Kỹ năng này nghe trộm này là kỹ năng siêu hy hữu của thích khách, tuy không thể gia tăng chiến lực cho người chơi, lại có thể cường hóa thính giác. Cho dù là cách cửa cũng có thể nghe thấy đối thoại của người chơi bên trong, càng đừng nói là chỉ cách 50-60 m cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới được hội trưởng an bài đến giám thị sáu người trầm mặc xí ưng, người kích phát vùng tư liệu mới à, nếu để hội trưởng biết, khẳng định sẽ vô cùng cao hứng không chỉ biết địa điểm đổi vật phẩm cao cấp, lại có được tin tức về vùng tư liệu mới, giờ ta muốn lọt vào đoàn chủ lực công hội là không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Thích khách che mặt cười to trong lòng, vốn chỉ theo dõi trầm mặc xí ưng, không ngờ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, thu hoạch này thậm chí còn có giá trị hơn cả tra ra địa điểm đổi vật phẩm cao cấp. Có điều thực lực của người này quá mạnh, muốn bắt hắn, phải để những cao thủ hàng đầu trong công hội xuất mã mới được. Hắn sớm đã thiết lập ấn ký truy tung ở trên người Thạch Phong, trừ khi là giống như trầm mặc xí ưng trực tiếp bị tiêu diệt bằng không ấn ký truy tung sẽ không thể giải trừ đám người trầm mặc xí ưng ngớ ngẩn trực tiếp đi uy hiếp nghĩ thạch phong không thể động thủ ở trên đường kết quả lại tiện nghi cho hắn giúp hắn có được nhiều tình báo có liên quan tới thạch phong hơn sau này muốn đi bắt thạch phong cũng thoải mái hơn không ít ngay khi thích khách che mặt vừa nghĩ như vậy chỉ thấy thấy thạch phong không vội vã rời khỏi thánh kiếm thí lôi trong tay đột nhiên chém ra một kiếm về phía đại thụ ngoài 50 mươi mét lôi quang chảm tức khắc không gian bị một đạo lôi quang đánh nát từng tầng lưu lại một đường dạn không gian đen xì tốc độ của lôi quang cực nhanh trong giây lát đã xuất hiện ở trước người thích khách che mặt thích khách che mặt thậm chí còn chưa kịp phản ứng lôi quang đã cắt qua thân thể hắn trực tiếp phần hắn thành hai trước mắt thích khách che mặt đột nhiên biến thành một mảng u ám chuyện gì thế sao trước mắt ta lại mờ mịt như vậy thích khách che mặt nhìn cảnh tượng trước mắt mà khi nhìn cột sinh mệnh biểu hiện ở góc trái tức khắc cả kinh sao ta lại chết rồi cho tới khi thích khách che mặt ngã xuống đất vẫn không thể tin được đây là sự thật không rõ vì sao hắn đột nhiên lại chết rõ ràng hắn ở cách 50 mươi mét hơn nữa thủy trung ở vào trạng thái tiềm hành cho dù là cao thủ nghề nghiệp bậc hai cũng không thể phát hiện ra hắn đang tiềm hành mới đúng nhưng thạch phong không ngờ lại có thể lặng lẽ trực tiếp xuất thủ tốc độ cực nhanh hắn còn chưa kịp phản ứng mà thích khách che mặt không biết thạch phong đã sớm phát hiện ra hắn so sánh với nghề nghiệp bậc hai bình thường chỉ là cấp 66 của thạch phong đã khiến hiệu quả ẩn tàng của thích khách bị áp chế trên diện rộng càng đừng nói là thuộc tính siêu phàm tuy không thể thấy rõ bộ dạng cụ thể nhưng có thể biết vị trí đại khái lại thêm toàn chi chi nhãn có thể cảm chi bán kính 100 m căn bản không phải là một thích khách cấp 50 bậc một có thể ẩn tàng, cuối cùng cũng giải quyết được rồi nhặng rồi, cũng rời khỏi thôi. Thạch Phong nhìn thích khách che mặt hiện ra cạnh đại thụ, cũng không quan tâm tới vật phẩm rơi ra của thích khách che mặt, dẫu sao NPC vệ binh đã chạy tới, nếu còn chậm trễ, muốn rời khỏi sẽ biến thành khó khăn hơn, lập tức sử dụng không gian di động của thất diệu chi giới rời khỏi hồ tâm thành, mà vào lúc Thạch Phong biến mất trên đường, đồng thời ở cách hơn trăm mét, các người chơi đi ngang qua nơi này đều lặng lặng đứng yên tại chỗ mắt lồi ra đó là ai vậy cũng quá lợi hại rồi mẹ kiếp một chiêu miểu sát mấy tên cao thủ cấp 50, người đó là quái vật à quá trâu ở bên đường có thể tiêu diệt mấy người chơi rồi bình yên rời đi cao thủ hàng đầu của công hội siêu cấp cũng không làm được bởi vì một màn thạch phong trảm sát trầm mặc xí ưng và thích khách che mặt bị một số người chơi nhìn thấy rất nhanh đã truyền video được quay lại lên trên diễn đàn của hắc long đế quốc hồ tâm thành hiện ngư nhân ở bên đường kích sát mấy cao thủ rồi bình yên rời khỏi bởi vì tin tức này trực tiếp dẫn tới sự chấn động ở hồ tâm thành không ngờ thực sự có người có thể làm được chuyện như vậy điều này khiến rất nhiều người chơi cho rằng ở thành thị npc là rất an toàn tức khác có chút lo lắng hiểu được trong thành thị npc cũng không phải là nơi an toàn nhất mà bản thân thạch phong người chế tạo sự kiện này thì đã thông qua ác ma giả diện đòi bộ dạng khác lại tiến vào trong hồ tâm thành thản nhiên đáp một chiếc xe ngựa cao cấp chạy tới trúc hỏa thương hành rảnh rỗi không có gì làm thạch phong cũng tiện kiểm tra đám người trầm mặc xí ưng rơi ra vật phẩm gì bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim, lúc trước quá vội kích sát đám người trầm mặc xí ưng, các bạn không thèm nhìn vật phẩm rơi ra, trực tiếp cất vào trong không gian ba lô, nhìn vật phẩm nhạt nhạt được trong không gian ba lô, Thạch Phong không khỏi sửng sốt, sáu người bọn họ đoạt bảo khố của công hội nào đó à, Thạch Phong nhìn vật phẩm trầm mặc xí ưng rơi ra, thiếu chút nữa thì cho rằng mình nhìn nhầm, có điều trong không gian ba lô đều tự mang dấu hiệu vật phẩm để vào mới nhất, sẽ không xuất hiện chuyện nhìn lầm sáu người trầm mặc xí ưng tổng cộng rơi ra bảy kiện vật phẩm trong đó có sáu kiện đều là trang bị trên người bọn họ trầm mặc xí ưng trong những trang bị này có năm kiện đều là trang bị huyền thiết cấp 50, chỉ có một kiện là trang bị bí ngân cấp 50. đối với người chơi trước mắt mà nói có được những trang bị này đã lời to nhất là trang bị bí ngân cấp 50, cho dù là người chơi cao thủ trên cấp 50 trong công hội lớn cũng không có mấy kiện nhưng những trang bị rơi ra này so sánh với kiện vật phẩm cuối cùng mà nói quả thực chính là đom đóm và trăng sáng tuy vật phẩm này không phải vũ khí trang bị nhưng là một kiện đạo cụ cấp sử thi tên là pendorama phương thứ này đối với các công hội lớn ở đời trước mà nói thì không xa lạ gì là đạo cụ cấp sử thi cực phẩm mà các công hội lớn đều muốn có được có điều số lượng vô cùng ít ỏi cho dù là công hội nhất lưu lúc đó cũng rất khó kiếm được mà sở dĩ các công hội lớn muốn có được kiện đạo cụ cấp sử thi này chính bởi vì pendorama phương có thể cường hóa trang bị pendorama phương vật phẩm cấp sử thi vật phẩm bị chúng thần nguyền rủa sẽ mang tới tàn khốc chân thật đối với người vận dụng không hợp lý kỹ năng thứ nhất ma lực tinh luyện có thể thông qua hấp thu ma lực to lớn, từ đó ngừng tụ ra ma lực độ tinh khiết cao. Một viên ma thủy tinh có thể tinh luyện ra một giọt ma lực chi thủy, một viên ma tinh thạch có thể tinh luyện ra một giọt ma nguyên chi thủy. Kỹ năng thứ hai sự nguyên rùa của ma thần, sử dụng 10 giọt ma lực chi thủy, có 10% xác suất được trao cho một kiện trang bị, khiến thuộc tính trang bị đề thăng 15%, kéo dài 12 tiếng, có 20% xác suất không có hiệu quả, có 70% xác suất sẽ bị nguyên rùa. Trao hiệu quả nhược hóa cho một kiện trang bị ma lực, thuộc tính giảm xuống 30%, kéo dài 24 tiếng, sử dụng một giọt ma nguyên chi thủy, có 15% xác suất được trao cho một kiện trang bị ma lực, khiến thuộc tính trang bị đề thăng 25%, kéo dài 12 tiếng, có 20% xác suất không có hiệu quả, có 70% xác suất sẽ chịu nguyền rủa, trao hiệu quả nhược hóa cho một kiện trang bị ma lực, thuộc tính giảm xuống 50%, kéo dài 24 tiếng, vật phẩm này bị nguyền rủa, sau khi người chơi tử vong, tất sẽ rơi ra từ trong ba lô. Hiệu quả của Pandorama phương đối với người chơi bình thường mà nói, căn bản chính là gân gà, nhưng đối với công hội lớn mà nói, năng lực như vậy là vô cùng quý giá. Bởi vì công hội lớn khác với người chơi bình thường, trong công hội có đủ trang bị và tài nguyên, đủ để chống đỡ tổn thất này. Chỉ cần có thể cường hóa trang bị là được, dẫu sao trang bị đề thăng mới có thể đi đối phó những boss cường đại tốt hơn, nhất là dưới tình huống vũ khí trang bị đều đã đề thăng tới cực hạn hiện tại nhưng vẫn không thể đánh bại boss. Chỉ cần tất cả thuộc tính trang bị trên người đề thăng 25%, sẽ có khả năng tương đối lớn kích sát boss, khiến người chơi có thêm một chút hy vọng. Chính bởi vì vậy, các công hội lớn đều một mực muốn có được tới tay. Thạch Phong không ngờ đám người trầm mặc xí ưng lại có thể kiếm được đạo cụ siêu hy hữu như vậy. Với cấp bậc trước mắt của người chơi, chắc không thể đạt được đạo cụ này, chắc là đổi được từ chỗ Katy Green, không ngờ hiện tại lại tiện nghi cho ta. Thạch Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện đám người trầm mặc xí ưng đổi vật phẩm cao cấp ở chỗ Katy Green. Pandorama phương này rất có thể chính là một trong những vật phẩm cao cấp trầm mặc sĩ ông đổi được. Hồ Tâm Thành, Trúc Hỏa Thương Hành Sau khi Linh Dược Công hội nắm giữ Hồ Tâm Thành, Trúc Hỏa Thương Hành phát triển vô cùng nhanh chóng, lập tức thành cửa hàng số 1 của Hồ Tâm Thành, cộng thêm rất nhiều người chơi ùa vào Hồ Tâm Thành. Hiện tại trình độ náo nhiệt của Trúc Hỏa Thương Hành là không thư gì Trúc Hỏa Thương Hành ở Bạch Hà Thành, hơn nữa chỉ luận chất lượng người chơi, ở Hồ Tâm Thành còn cao hơn, mà số lượng người chơi lúc này đã đạt tới đỉnh phong. Thạch Phong vừa xuống xe ngựa, lại thấy người chơi trên đường càng lúc càng nhiều, nhất là người chơi của các công hội lớn, để chiếm tiên cơ khi trinh phạt băng tinh thế giới, đều dẫn theo cao thủ công hội tới đây. Chỉ là công hội nhất lưu nhìn thấy trên đường đã có hai nhà, nhân số vượt quá ngàn người, càng đừng nói là công hội nhị lưu và công hội tam lưu. Giống như lúc này, hộ tâm thành đã là trung tâm của Hắc Long đế quốc, các công hội lớn gặp nhau ở một chỗ. Điều này khiến Thạch Phong cảm thấy rất cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ, lập tức bước vào trúc hỏa thương hành, trực tiếp tới kho hàng. Thạch Phong vừa đến cửa kho hàng, Bạch Kinh Tuyết đột nhiên liên hệ tới, hội trưởng, vừa rồi ta đã điều tra một chút về vùng tư liệu mới đại lĩnh chủ kitty green đã thiết lập thông đạo truyền tống to lớn ở trên quảng trường trung tâm tuy trước mắt vẫn chưa cho phép người chơi bước vào quảng trường có điều ở bên ngoài đã dán quy định thông báo cho người chơi chinh phạt yêu cầu cấp bậc phải từ cấp 50 trở lên thấp hơn cấp 50 thì không thể truyền tống mà phí truyền tống của người chơi là 10 viên ma thủy tinh bạch khinh tuyết thở dài nói với lượng dự trữ ma thủy tinh trước mắt của công hội chúng ta sợ rằng không thể phái ra quá nhiều người chơi tới băng tinh thế giới vốn nàng còn tràn đầy hứng thú với trinh phạt băng tinh thế giới dẫu sao đại bản doanh của linh dực phân hội ở ngay hồ tâm thành ưu thế địa lợi như vậy có thể chiếm ưu thế tương đối trên trinh phạt băng tinh thế giới nhưng hiện tại lại có hạn định rõ ràng với cấp bậc của người chơi đồng thời truyền tống một người chơi cần 10 viên ma thủy tinh cái giá này quả thực quá đắt phải biết rằng một người chơi 10 viên ma thủy tinh một ngàn người chính là một vạn viên điều này đối với một công hội tam lưu mà nói cũng không là con số nhỏ càng đừng nói là công hội bắt nhập lưu khác dẫu sao chỗ bình thường cần dùng đến ma thủy tinh là rất nhiều hơn nữa tiến vào băng tinh thế giới không thể chỉ phái một ngàn người được cho dù là hai ba ngàn người cũng không đủ nói cách khác vì lần chinh phạt này ít nhất cũng phải bỏ ra ba vạn viên ma thủy tinh số lượng ma thủy tinh này công hội nhất lưu cũng đau lòng hơn nữa vẫn chưa biết hai ba vạn viên ma thủy tinh này có thể kiếm lại được hay không một người mười viên ma thủy tinh á thạch phong cũng hơi líu lưỡi quả thực quá rẻ phải biết rằng hắn vất vả lắm mới thông qua thí luyện của cổ thần điện có được xưng hào thần điện sũng sĩ nhưng muốn truyền tống vào hoặc là đi ra đều cần 50 viên ma thủy tinh, hiện tại chỉ cần 10 viên ma thủy tinh, đúng là người so với người thức chết người. Tuy trình phạt dị thế giới còn cần phá được lưới phòng ngự của băng tinh thế giới mới có thể thực sự tiến vào, có điều hắn biết cái giá này tuyệt đối là rẻ nhất để chinh phạt dị thế giới rồi. Trình phạt dị thế giới trước kia hắn biết, bình thường giá đều là 30 viên ma thủy tinh, đợi cho thành lập thành thị và thông đạo truyền tống ổn định ở dị thế giới rồi, giá mới giải đi một chút, hiện giờ mỗi người chỉ tốn 10 viên ma thủy tinh chẳng khác nào nói trên trinh phạt băng tinh thế giới sẽ trở nên dễ dàng hơn tốc độ trinh phạt cũng sẽ nhanh hơn xem ra ta cần phải đẩy nhanh bước chân mới được thạch phong đối với điều này cũng không khỏi nghẹn lời sau đó phân phó bạch khinh tuyết tiếp tục đi thám thính tình báo cụ thể của lần trinh phạt này phái ra 10 cao thủ theo đại quân trinh phạt tới băng tinh chiến trường hỏi thăm tình báo đồng thời tùy thời báo cáo với hắn mà bản thân hắn thì cất 40 vạn viên băng ngọc thạch rồi kho hàng vào không gian của ba lô cấp sử thi một bộ 100 viên tổng cộng bốn bộ đây có thể nói là tất cả tài chính của cả linh dực phân hội rồi lập tức thạch phong rời khỏi hồ tâm thành trực tiếp chạy tới cổ thần điện thông qua cổ thần điện về băng tinh thế giới băng tinh thế giới băng tuyết đại liệt cốc thạch phong đi qua trong băng tuyết đại liệt cốc trên đường đi khắp nơi đều là công hội và đoàn mạo hiểm tới khai hoang đang không ngừng xâm nhập băng tuyết đại liệt cốc thu thập các loại tài liệu hiếm có chuẩn bị cho công đánh băng tuyết phế khư ở sâu nhất trong băng tuyết đại liệt cốc chỉ cần có thể công đánh được băng tuyết phế khư hàn phong thành có thể một hơi đả thông thông đạo tới khu vực khác cũng liên hệ được với thành thị khác, tới nhiều bản đồ hơn, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Có điều đối với các công hội lớn mà nói, một điểm quan trọng nhất vẫn là có thể đạt được độ cống hiến thành thị, bữa đó để mau chóng nắm giữ thành thị. Trở lại tu la công quán của Hàn Phong Thành, đội ngũ đợi trước cửa lớn càng dài hơn, ai nấy đều đang đàm luận về chuyện liên minh mạo hiểm giả. Lần này tu la hội quán mà đoàn mạo hiểm tu la thành lập đúng là quá, không ngờ có hiệu quả huấn luyện tốt như vậy. Còn gì nữa, ta nghe nói có hai người chơi cao thủ sử dụng phòng huấn luyện của tu la hội quán tiến hành PK đối luyện một chút chỉ huấn luyện có một tiếng trình độ chiến đấu của hai người đã có tăng trưởng rõ ràng cao thủ lúc trước trình độ tương đương với bọn họ hiện tại chiến đấu với bọn họ lại đều bại nhiều tháng ít thế đã là gì bằng hữu của ta chính là từ lúc trước đã gia nhập liên minh mạo hiểm giả sau đó cắn răng thuê một gian phòng huấn luyện muốn đột phá bình cảnh 79%, không ngờ ở trong phòng huấn luyện đó mới một tiếng ngắn ngủi độ hoàn thành kỹ năng của hắn cao nhất có thể đạt tới 4, sau đó quay ra bên ngoài cũng có thể ổn định ở tám mươi năm ngân tệ này bỏ ra đúng là quá đáng giá ta cũng nghe nói hiện tại tu la hội quán đã chật ních người chơi lúc trước ta thực sự hối hận vì không gia nhập liên minh mạo hiểm giả từ sớm bằng không hiện tại ta đã có thể huấn luyện để thăng trong phòng huấn luyện rồi đúng vậy hiện tại người chơi gia nhập liên minh mạo hiểm giả đều đang sử dụng nếu chúng ta không gia nhập tiến hành huấn luyện sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại cho nên ta đã cố ý lấy ra ma thủy tinh tiết kiệm được nghe nói hiện tại tu la hội quán sử dụng ma thủy tinh để tiến hành trả phí một tiếng chỉ cần bốn ngân tệ thì không nói còn có thể mỗi ngày huấn luyện hai tiếng người chơi tự do đang xếp hàng đều nhao nhao nghị luận về liên minh mạo hiểm giả nhất là tu la hội quán mới thành lập chưa bao lâu đã trở thành trung tâm đàm luận thạch phong chỉ cười cười lập tức đi vào trong tu la công quán tuy chỉ rời khỏi mấy tiếng không ngờ tu la hội quán đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi trở lại tu la công quán thạch phong ngay lập tức triệu tập thành viên liên minh mạo hiểm giả làm việc quản lý như nhạn á đoàn trưởng ngươi tìm chúng ta có chuyện gì nhạn á hiếu kỳ nói hiện giờ liên minh mạo hiểm giả đang bận tới chết người chỉ là làm thủ tục cho người chơi của Hàn Phong thành gia nhập liên minh mạo hiểm giả, đã tục, cần rất nhiều nhân thủ, càng đừng nói phải tiến hành công tác đổi tài liệu và điểm, bởi vì giá của các loại tài liệu hiếm có trên thị trường mỗi ngày đều thay đổi, cho nên các nàng bất kể là mua vào tài liệu hay là bán ra tài liệu, mỗi ngày đều phải đổi giá, việc phải làm không biết là phiền hơn quản lý đoàn mạo hiểm tu la bao nhiêu lần. Hiện tại tình huống của liên minh mạo hiểm giả thế nào rồi? Thạch Phong hỏi, khả khả, bởi vì tin tức về tu la hội quán bị tuôn ra, Hiện tại liên minh mạo hiểm giả chúng ta đã thành thế lực lớn số 1 của Hàn Phong Thành, chỉ là số lượng người chơi gia nhập đã vượt quá 30 vạn, hơn nữa còn có rất nhiều người chơi hơn đang gia nhập, tin rằng không bao lâu nữa, số lượng người chơi của liên minh mạo hiểm giả chúng ta có thể đạt tới trăm vạn. Nhà đá cười nói, đối với sự cường đại của liên minh mạo hiểm giả, thực sự đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. 100 vạn người chơi, đây chính là số lượng người chơi gần bằng một nửa của Hàn Phong Thành, vượt quá tổng số thành viên công hội của Hàn Phong Thành, lực lượng cường đại như vậy, đến lúc đó cho dù bọn họ không nắm giữ hàn phong thành hàn phong thành cũng do liên minh mạo hiểm giả bọn họ quyết định đã nhiều như vậy rồi à thạch phong cũng hơi giật mình vốn tưởng rằng hiện tại có thể tuyển nhận được hơn 10 vạn người chơi đã tốt lắm rồi đến lúc đó có thể hấp dẫn được bốn năm vạn người chơi đã rất lợi hại không ngờ hắn vẫn có chút coi thường giá trị của tu la hội quán và giá trị đổi trang bị của liên minh mạo hiểm giả đoàn trường thế vẫn chưa lớn đâu hiện tại rất nhiều cao thủ tự do của hàn phong thành đều muốn gia nhập đoàn mạo hiểm tu la hy vọng chúng ta mau chóng bắt đầu nhận người đồng thời mấy đoàn mạo hiểm xếp hạng cao trong hàn phong thành cũng đều đang quan vọng hy vọng liên minh mạo hiểm giả chúng ta có thể cho những mạo hiểm giả bọn họ một chút quyền lực như vậy bọn họ cũng sẽ trực tiếp gia nhập toàn tâm phụ trợ liên minh mạo hiểm giả phát triển nhàn á lập tức lấy ra mấy bản thư hợp tác mà những đoàn mạo hiểm xếp hạng cao gửi tới đối với đoàn mạo hiểm cỡ lớn mà nói thực lực bản thân cũng rất mạnh mình cũng có người chơi sinh hoạt tự bồi dưỡng cho nên đối với gia nhập thế lực nhàn tản như liên minh mạo hiểm giả thì không quá bận tâm về phần liên minh mạo hiểm giả có thể đổi trang bị tinh kim cấp 50 hoặc là ma quan 6 trang bọn họ có thể trực tiếp sai mấy thành viên dưới tay trực tiếp gia nhập rồi đổi là được cũng không cần phải hoàn toàn gia nhập có điều hiện tại tu la hội quán vừa xuất hiện khiến cho các đoàn mạo hiểm lớn của hàn phong thành đều không bình tĩnh được nữa đổi trang bị có thể sai thủ hạ đi hoàn thành nhưng sự huấn luyện của tu la hội quán cần phải tự bản thân mới có hiệu quả cái này không phải tìm người thay thế là được nhưng những đoàn mạo hiểm cỡ lớn này lại không cam tâm giống như những đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ trực tiếp chịu sự quản lý của đoàn mạo hiểm tu la cho nên mới muốn có được một số quyền lực của liên minh mạo hiểm giả hiệu quả đã tốt như vậy rồi à thạch phong nhìn thư hợp tác trong tay thản nhiên cười nói được cho dù bọn họ không nói ta cũng định tiến hành phân cấp trong liên minh mạo hiểm giả bọn họ đã lên tiếng vừa hay chúng ta phân chia lại cấp bậc của liên minh mạo hiểm giả một chút liên minh mạo hiểm giả giống như thể tập hợp khổng lồ của đoàn mạo hiểm và người chơi tự do tuy bản thân rất tự do không có ước thúc gì muốn rời khỏi thì rời khỏi đồng thời sẽ cung cấp một số bảo đảm cần thiết như công hội nhưng là vì nhân số quá nhiều quản lý cũng vô cùng phiền phức, không thoải mái như quản lý một công hội lớn, cho nên đều sẽ nhất định phân cấp nhất định. Dẫu sao có một số người cống hiến nhiều cho liên minh mạo hiểm giả, có một số người lại không cống hiến được mấy, không thể vơ đũa cả nắm được, bằng không ai còn nguyện ý làm việc cho liên minh mạo hiểm giả nữa. Lập tức Thạch Phong chia liên minh mạo hiểm giả ra làm bốn trình độ, phân biệt là được hưởng những quyền lực và đãi ngộ khác nhau trong liên minh mạo hiểm giả, mà bốn trình độ này phân biệt là cấp thanh đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim, cấp sử thi. Bốn trình độ này hoàn toàn dựa vào cống hiến và thực lực của đoàn mạo hiểm đối với liên minh mạo hiểm giả để quyết định trong đó cấp thanh đồng có thể được hưởng quyền lợi chiết khấu một thành khi đổi vật phẩm ở liên minh mạo hiểm giả đồng thời có thể đổi một số vật phẩm cao cấp mà thành viên bình thường không thể đổi cấp bạch ngân được chiếu khấu hai thành đồng thời cũng có tất cả quyền lực của cấp thanh đồng mà đến cấp hoàng kim cũng chiết khấu hai thành có điều liên minh mạo hiểm giả sẽ cho đoàn mạo hiểm cấp hoàng kim trưởng quản một phân hội của liên minh mạo hiểm giả nếu người chơi đạt tới cấp hoàng kim có thể hưởng thụ tài nguyên và điểm tín dụng cố định mà liên minh mạo hiểm giả cung cấp mỗi tháng đãi ngộ này cũng không kém gì tầng lớp quản lý của công hội lớn hơn nữa lại không có bất kỳ trói buộc gì về phần cấp sử thi cũng hơi khác số lượng đoàn mạo hiểm có thể trở thành cấp sử thi chỉ có 12, mỗi lần căn cứ vào xếp hạng để quyết định nói cách khác sau khi đạt tới cấp hoàng kim đoàn mạo hiểm cống hiến xếp trong top 12 sẽ trở thành đoàn mạo hiểm cấp sử thi của liên minh mạo hiểm giả căn cứ vào năng lực có thể trưởng quản mấy phân hội của liên minh mạo hiểm giả mà người chơi cấp sử thi thì không hạn chế số lượng, chỉ cần có đủ điểm cống hiến đối với liên minh mạo hiểm giả, đồng thời đạt tới thực lực trình độ nhất định là được. Đến lúc đó có thể có được cung cấp tài nguyên ưu tiên của liên minh mạo hiểm giả, đãi ngộ là không thấp hơn phó hội trưởng của công hội lớn. Đoàn trưởng, tin tức này nếu để các đoàn mạo hiểm lớn và người chơi tự do biết, chắc sẽ sướng tới điên mất. Có điều nếu chúng ta làm như vậy, sợ rằng không chỉ là cần tài nguyên, còn cần rất nhiều tài chính để chống đỡ mới được. Tuy nhận Á cảm thấy kế hoạch này rất tốt, có điều bọn họ cũng cần phải bỏ ra rất nhiều tài chính để cung cấp nuôi dưỡng đoàn mạo hiểm và người chơi cấp hoàng kim trở lên. Về phương diện tài chính sẽ do ta giải quyết. Thạch Phong xua tay, tỏ vẻ không có vấn đề. Tiếp theo người thông chi tin tức này ra ngoài là được. Phải khiến mỗi người chơi ở Hàn Phong Thành đều biết tới. Hiện tại việc hắn cần phải làm là cấp tốc phát triển ở băng tinh thế giới, chiếm lĩnh vững khác băng tinh thế giới. Nếu thời gian chậm trễ, các công hội lớn của Hắc Long Đế Quốc đều tiến vào băng tinh thế giới để tranh đoạt. Khi ấy sẽ càng phiền, không thành vấn đề. Giờ ta đi làm ngay nhạn á lập tức bắt đầu sửa sang lại quy định mới mà thạch phong vừa nói trực tiếp tuyên bố trên diễn đàn của hàn phong thành trong phòng họp theo nhạn á rời đi thạch phong cũng lập tức sai người triệu tập người chơi rèn mà liên minh mạo hiểm giả tuyển nhận tới bởi vì liên minh mạo hiểm giả mở rộng mà nhân số tăng vọt trung quy vẫn cần một dây chuyền sản xuất của mình cho nên trước khi hắn rời đi đã phải nhạn á chiêu nhận một đám người chơi sinh hoạt trong liên minh mạo hiểm giả những người chơi sinh hoạt này đều sẽ do liên minh mạo hiểm giả bồi dưỡng mà lần này hắn từ hồ tâm thành mang đến 40 vạn viên băng ngọc thạch nếu trực tiếp bán ra, thực sự không đáng, chỉ có trải qua sự tinh luyện của đoán tạo sư cao cấp biến thành bảo thạch kháng băng mới thực sự đáng giá. Tuy trúc hỏa thương hành có không ít đoán tạo sư cao cấp, nhưng bình thường đoán tạo sư cao cấp đều phải chế tác các vật phẩm lớn, căn bản không có nhiều nhân thủ và thời gian như vậy để xử lý 40 vạn viên băng ngọc thạch. Cũng may trình độ người chơi sinh hoạt của băng tinh thế giới không thấp, nhất là người chơi sinh hoạt chế tác vũ khí trang bị, cơ hồ phổ biến đều là nghề nghiệp cao cấp, vừa hay có thể dùng để tinh luyện 40 vạn viên băng ngọc thạch, chỉ không tới 10 phút trong phòng họp đã tụ tập hơn trăm đoán tạo sư, trên người mỗi người đều đeo ký hiệu đoán tạo sư cao cấp, nếu đặt vào tinh nguyệt phương quốc, tuyệt đối có thể khiến các thế lực lớn của tinh nguyệt phương quốc đều phải kinh thán. Hơn trăm đoán tạo sư cao cấp, ở trong toàn bộ tinh nguyệt phương quốc, cũng chỉ trúc hỏa thương hành là có thể lấy ra, công hội hoặc là thương hành khác căn bản không làm được, chỉ là trình độ rèn của hơn trăm đoán tạo sư cao cấp này không bằng đoán tạo sư cao cấp của thần vực đại lục. Lúc này hơn trăm đoán tạo sư cao cấp đều lặng lặng đứng trong phòng họp của đoàn mạo hiểm Tu La, ai nấy đều có chút khẩn trương và kích động bởi vì trong cả phòng họp còn có một đại nhân vật khiến bọn họ cảm thấy cao không thể với đang đứng đó chính là thạch phong loại khẩn trương và kích động này không chỉ là bởi vì khí thế bản thân thạch phong phát ra phần lớn là vì thạch phong trước mắt chính là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm tula đồng thời cũng là người sáng lập liên minh mạo hiểm giả có thể nói là đệ nhất nhân chân chính của hàn phong thành đại nhân vật như vậy đối với những đoán tạo sư tự do như bọn họ mà nói căn bản chính là người của hai thế giới không ngờ hiện tại lại có thể chính mắt nhìn thấy chỉ là như vậy sau này bọn họ ra ngoài đã có thể tinh vi với bằng hữu cả đời rồi các ngươi đều đã ký kết khế ước hợp tác với liên minh mạo hiểm giả từ giờ trở đi các ngươi chính là thành viên dự bị của liên minh mạo hiểm giả bình thường sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi để quyết định điểm cống hiến đối với liên minh mạo hiểm giả điểm cống hiến tích lũy đến trình độ nhất định có thể được tấn thăng cấp bậc trong liên minh mạo hiểm giả tấn thăng càng cao đãi ngộ phúc lợi được hưởng sau này cũng sẽ càng cao thậm chí có thể so với phó hội trưởng của các công hội lớn hơn nữa lại tự do hơn những phó hội trưởng của các công hội lớn rất nhiều mà có thể đạt tới trình độ này hay không phải xem nỗ lực của bản thân các ngươi mọi người nghe thấy thạch phong nói như vậy trong nhất thời đều sững sờ há to miệng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật chỉ cần có đủ điểm cống hiến đối với liên minh mạo hiểm giả là có thể được tấn thăng thậm chí còn có thể có được phúc lợi và đãi ngộ như phó hội trưởng của công hội lớn phải biết rằng tùy tiện một phó hội trưởng của công hội lớn đều là nhân sĩ cao tầng khiến bọn họ ngưỡng mộ căn bản không phải là những người chơi bình thường như bọn họ có thể với tới về phần đãi ngộ thì càng không cần phải nói là mấy năm nửa đời sau là không phải lo nghĩ loại chuyện này bọn họ nằm mơ cũng muốn nhưng bọn họ biết mình không thể làm được nhưng loại chuyện này lại thành thứ có thể thấy được không còn là mờ mịt sao có thể không khiến bọn họ khiếp sợ và kích động nếu không phải đứng trước mắt là Thạch Phong người sáng lập ra liên minh mạo hiểm giả bọn họ tuyệt đối sẽ cười nhạt nhưng Thạch Phong đã nói như thế vậy khẳng định là thật tức khắc trong ánh mắt ai nấy đều dấy lên ý chí chiến đấu hận không thể lập tức nhào vào trong đống tài liệu mà đại triển thân thủ Đoàn Trường người nói chúng ta phải làm gì đi chúng ta bảo đảm sẽ hoàn thành một cách tốt nhất đoàn trưởng người hạ nhiệm vụ đi mọi người đều không phải đồ ngốc biết lần này gọi bọn họ tới đây khẳng định có việc cần hoàn thành ai nấy đều nhìn thạch phong mà khó dần nổi được ta sẽ không nhiều lời hiện tại việc các ngươi phải làm chính là tiến hành tinh luyện rèn thạch phong nhìn lướt qua mọi người ý chí chiến đấu đang cao gật đầu nói có điều tinh luyện rèn các ngươi phải tiến hành có chút đặc thù nếu các ngươi khi tinh luyện rèn không thể hoàn thành một bước cuối cùng nói cách khác các ngươi sẽ không có được bất kỳ độ thuần thục nào có điều các ngươi sẽ nhận được điểm và điểm cống hiến tương ứng của liên minh mạo hiểm giả nếu không có vấn đề gì, các ngươi có thể tới hiệp hội đoán tạo, ở đó đã chuẩn bị phòng rèn cho các ngươi, về phần tài liệu thì rất nhanh sẽ được đưa tới, tinh luyện băng ngọc thạch là không dễ dàng, bởi vì bản thân băng ngọc thạch chính là một loại tài liệu hiếm có cao cấp, cuối cùng xác suất chế thành bảo thạch kháng băng là rất thấp, đối với đoán tạo sư cao cấp mà nói chỉ có 20% mà thôi, hơn nữa khi tinh luyện rất phiền, cần không ít thời gian, cũng chỉ có đoán tạo đại sư như hắn xác suất luyện chế thành công mới cao hơn một chút, có thể đạt tới 30% cho dù phối hợp với một số ngoại vật, xác suất thành công cũng chỉ có thể đạt tới khoảng 45%. Nhìn thì chỉ cao hơn 15%, nhưng đối với bất kỳ một người chơi sinh hoạt nào mà nói, 15% này chính là chênh lệch một trời một đất. Bạch Kinh Tuyết vất vả lắm mới thu thập được nhiều băng ngọc thạch như vậy, sau này muốn thu thập nhiều như vậy nữa thì cơ hồ là chuyện không thể, để có được nhiều bảo thạch kháng băng hơn, hắn định tự mình luyện chế. Để đoán tạo sư cao cấp hoàn thành tất cả công đoạn trước đó, còn hắn thì hoàn thành một bước cuối cùng, tuy có chút đầu cơ trục lợi, sẽ dẫn tới xác suất thành công thấp đi một chút, nhưng cũng là thấp có hạn, hơn nữa làm như vậy còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mọi người nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, tức khắc đều ra khỏi phòng họp, ai nấy chạy như điên tới hiệp hội đoán tạo, rất sợ chậm hơn người khác một bước. Mà ở bên kia nhạn á rất nhanh cũng đã chỉnh lý lại chế độ mới của liên minh mạo hiểm giả, trực tiếp tuyên bố trên diễn đàn của Hàn Phong Thành, bởi vì chế độ mới của liên minh mạo hiểm giả vừa ra, lập tức dẫn tới sự chấn động của tất cả người chơi ở Hàn Phong Thành. Tình huống gì thế? đây là đoàn mạo hiểm Tula muốn bán phá giá à? Bút tích lớn quá, phía sau đoàn mạo hiểm Tula rốt cuộc là tập đoàn tài chính lớn nào cho dù ta không thể đạt tới cấp sử thi, ở trong liên minh mạo hiểm già lăn lộn lên tới cấp hoàng kim cũng có thể không rào áo cơm rồi. Đoàn mạo hiểm Tula uy vũ, mẹ nó, đãi ngộ phúc lợi này quả thực là còn tốt hơn ở trong công hội, không được, hiện tại ta muốn rời khỏi công hội đi ra nhập liên minh mạo hiểm giả. Không chỉ là đông đảo người chơi tự do, ngay cả người chơi công hội đều vô cùng động lòng với phúc lợi mới của liên minh mạo hiểm giả trong liên minh mạo hiểm giả không có nhiều hạn chế thì không nói đãi ngộ phúc lợi cũng không kém hơn công hội là bao nhiêu hơn nữa càng tự do hơn một khi đã như vậy gia nhập liên minh mạo hiểm giả không phải là tốt hơn à đối với những cao thủ tự do mà nói vậy thì tốt hơn không có ước thúc gì đạt tới cấp bậc nhất định còn có thể mỗi tháng có được trợ cấp điểm tín dụng của liên minh mạo hiểm giả quả thực là sướng muốn chết mà trong công hội chú địa của hắc tạp đế trong văn phòng hội trường kim bích huy hoàng có mấy cao tầng đang đứng nhưng sắc mặt mỗi người đều âm trầm không sao diễn tả được đoàn mạo hiểm tu la này chẳng lẽ là điên rồi à không ngờ có thể đưa ra phúc lợi như vậy cho người chơi tự do để lôi kéo lòng người chẳng lẽ bọn họ không sợ đền tiền đến chết à cao tầng ở đây nhìn phúc lợi mới của liên minh mạo hiểm giả đều khiếp sợ tột đỉnh các công hội lớn bọn họ tuyển nhận rất nhiều người chơi nhất là người chơi có thể có được thu nhập tiền lương cũng có hạn chế tương đối nghiêm khắc ví dụ như mỗi ngày phải hành động đi quét phó bản và boss độ tự do vô cùng thấp nếu không làm như vậy căn bản không thể kiếm về được từ trên người thành viên công hội những tài chính này nhưng liên minh mạo hiểm giả thì khác, không có nhiều hạn chế như vậy, người chơi rất tự do, đều là trao đổi, kiếm giá tranh lệch ở giữa mà thôi, kết quả của làm như vậy là liên minh mạo hiểm giả là sẽ phải trả một cái giá tương đối lớn, chỉ có kẻ điên mới dám làm như vậy, thú vị, vì có được Hàn Phong thành, thu thập tài liệu hiếm có mà không từ thủ đoạn à, ánh mắt huyết quang hơi trầm xuống, lập tức hỏi một nữ tử trẻ tuổi ở bên cạnh, thần nhị thiên sát nghỉ ngơi thế nào rồi, và trang bị đổi được từ chỗ liên minh mạo hiểm giả thế nào rồi, bọn họ đã tu chỉnh xong rồi về phần trang bị đổi được đã đủ cho bọn họ sử dụng tùy thời có thể bắt đầu hành động nữ tử trẻ tuổi cười cười nói tốt hiện tại chúng ta đến băng tuyết phế khư tới lúc cho đoàn mạo hiểm tu la này biết một chút hành vi của bọn họ chỉ là ôm phí khí lực huyết quang cười khẽ mà ở bên kia thạch phong đang điên cuồng tinh luyện băng ngọc thạch thông qua sự gia công của rất nhiều đoán tạo sư cao cấp cuối cùng do thạch phong hoàn thành một bước cuối cùng tuy xác suất thành công chỉ có khoảng 32%, nhưng thạch phong cũng thỏa mãn rồi liên tục 4 ngày cuối cùng cũng tinh luyện thành công 40 vạn viên băng ngọc thạch, chế tạo ra 12 vạn 8 ngàn viên bảo thạch kháng băng, mà bản thân Thạch Phong cũng lên tới cấp 67. Tốt, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Thạch Phong nhìn bảo thạch kháng băng trong ba lô, trong lòng kích động không sao diễn tả được. Cũng tới lúc thu hoạch Hàn Phong thành một chút, trong phòng rèn u ám lấp lánh hỏa quang màu trắng bạc, Thạch Phong rửa sang lại bảo thạch kháng băng trong ba lô không gian cấp sử thi một chút, sau đó tiến hành phân loại đơn giản, băng kháng bảo thạch băng ngọc thạch chế tác ra, kháng băng gia tăng sẽ hơi khác nhau, từ tăng 5 điểm đến 8 điểm, cho nên giá cũng hơi khác, hơn nữa trừ băng kháng bảo thạch phổ thông ra, bởi vì nguyên nhân của hắc thiết huy ký, khi rèn vật phẩm có 3% xác suất kiến thuộc tính vật phẩm có được đề thăng, một số băng kháng bảo thạch trải qua sự cường hóa của hắc thiết huy ký, trực tiếp khiến thuộc tính kháng băng đề thăng 10 điểm trở lên, giá trị này là cao hơn băng kháng bảo thạch phổ thông rất nhiều, khi thạch phong sửa sang lại không gian ba lô, kinh vô mệnh đột nhiên liên hệ tới, đoàn trưởng, bên chúng ta gặp tình huống khẩn cấp, không biết hắc tạp để lấy đâu ra một đám mãnh nhân ai nấy đều thực lực siêu phàm lúc trước bọn họ vẫn còn ở tầng một của băng tuyết phế khư mấy ngày nay tốc độ công đánh băng tuyết phế khư đã vô cùng nhanh chóng ngay vừa rồi bọn họ đã vượt qua chúng ta tiến vào tầng 4, cách tầng 5 cuối cùng chỉ còn một tầng bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim kinh vô mệnh tương đối bất đắc dĩ với tốc độ công đánh của hắc tạp đế băng tuyết phế khư này giống như một phó bản khu vực mỗi một tầng kế tiếp độ khó thông qua càng cao chỉ có kích sát boss thủ quan cuối cùng mới có thể tiến vào tầng tiếp theo bọn họ liên tục nỗ lực hai ngày nhưng cũng không thể vượt qua được tầng thứ ba sau đó thì trơ mắt nhìn người của hắc tạp đế đi vào tầng 4 dưới lòng đất mà bọn họ chỉ có thể đợi Boss thủ quan đổi mới mới có thể khiêu chiến tiếp tốc độ công đánh nhanh như vậy à thạch phong cũng hơi kinh ngạc hắn đã tiến hành một số tìm hiểu về băng tuyết phế khư biết độ khó của băng tuyết phế khư chỉ là boss trấn thủ tầng thứ ba đã chính là thái cổ trùng cấp bậc đại lĩnh chủ cao cấp cấp 62, cộng thêm kỹ năng đặc hữu và nhân tố hoàn cảnh đặc thù bởi vì trong băng tuyết phế khư có kết giới thượng cổ không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm đạo cụ nào, ví dụ như hắc ám chi thư, quyển trục kêu gọi, kết giới ma pháp đều không thể sử dụng, chỉ có thể thuần túy dựa vào lực lượng của bản thân người chơi. Cho nên cho dù là đoàn đội bậc 200 người cùng cấp bậc cũng rất khó đối phó, nhưng hiện tại hắc tạp đế lại có thể thông qua nhanh như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Đoàn trường, hay là chúng ta để thành viên của đoàn mạo hiểm Tu La ở thân vực đại lục tới đây, kinh vô mệnh kiến nghị. Hiện giờ đoàn đội trăm người bọn họ có thể lấy ra đã là phối trí tốt nhất ở Hàn Phong thành rồi, ngay cả cô cửu cực trở về gấp và nhạn á đang quản lý đoàn mạo hiểm tula cũng đều ở trong đoàn nội công đánh nhưng vẫn không thể thông qua boss thủ quan tầng thứ ba biện pháp duy nhất có thể thông qua cũng chỉ có sử dụng thành viên đoàn mạo hiểm tula trong thần vực đại lục những thành viên này trải qua huấn luyện trong đoạn thời gian này trình độ chiến đấu là lợi hại hơn cao thủ ở hàn phong thành rất nhiều thôi tuy làm như vậy có thể khiến chiến lược của đoàn công đánh đề thăng một chút có điều chiến lược đề thăng cũng vô cùng có hạn sẽ không hình thành biến đổi về chất thạch phong lắc đầu nói hiện tại boss chưa đổi mới thể lực và tinh thần lực của các người cũng tiêu hao không ít đều về nghỉ ngơi hồi phục một chút đi chờ boss đổi mới rồi lại tới cũng không muộn chờ ta xong xuôi chuyện trước mắt ta cũng tới xem thử tầng thứ ba của băng tuyết phế khư thế nào nếu thật sự không được chúng ta lại nghĩ biện pháp khác được rồi giờ ta dẫn bọn họ trở về nghỉ ngơi hồi phục kinh vô mệnh nghe thấy thạch phong cảm thấy cũng có lý tuy chiến lược của thành viên ở thần vực đại lục mạnh hơn một chút nhưng mạnh cũng có hạn về phần thạch phong sau này sẽ tự mình dẫn đội công đánh hắn cũng không cho rằng một người có thể thay đổi được gì bởi vì đối phó boss trong băng tuyết phế khư chủ yếu là dựa vào lực lượng của đoàn đội hiệu quả cá nhân có thể phát huy ra là vô cùng có hạn kinh vô mệnh kinh vô mệnh vẫn rất chờ mong thạch phong dẫn đội nói không chừng có thể thông qua tầng 3 dưới lòng đất về phần tầng 4, chỉ có thể để đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nếu thực sự không được vẫn có thể mời cao thủ của linh dược công hội ra tay hắn biết rõ đám quái vật đó không ít người thực lực còn trên cả hắn nếu những người này xuất thủ vượt qua hắc tạp đế cơ bản là không có bất kỳ vấn đề gì song kinh vô mệnh lại không biết thạch phong chưa từng có ý định để người khác của linh dược công hội tham dự vào tranh đoạt ở băng tinh thế giới hơn nữa hiện giờ linh dược công hội đã rất lớn các nơi đều cần nhân thủ không thể giống như lúc trước có thể tùy tiện tập trung chiến lực đứng đầu trong công hội lại sau đó thạch phong bỏ ra hơn nửa tiếng phân loại tất cả băng kháng bảo thạch nhìn những băng kháng bảo thạch này hai mắt thạch phong sáng rực số lượng băng kháng bảo thạch gia tăng năm điểm kháng băng chỉ có bốn vạn hai viên mà bảo thạch gia tăng 6 điểm kháng băng lại có 3 vạn 7.332 viên, bảo thạch gia tăng 7 điểm kháng băng có tới 3 vạn 3 viên, bảo thạch gia tăng 8 điểm kháng băng có 1 vạn 2.451 viên, cuối cùng trải qua cường hóa, băng kháng bảo thạch gia tăng 10 điểm kháng băng trở lên có 2.921 viên. Ở trên thị trường một viên bảo thạch gia tăng 5 điểm kháng băng, giá trị bình thường chỉ có khoảng 1 kim tệ 50 ngân tệ, tương đương với giá vốn đẻ chế tạo ra băng ngọc thạch mà thôi, hơn nữa số lượng chế tạo ra là nhiều nhất chế tác 40 vạn viên băng ngọc thạch, chỉ có hơn 4 vạn viên gia tăng 5 điểm, vận khí đã tương đối không tồi rồi, mà giá của bảo thạch gia tăng 6 điểm kháng băng sẽ cao hơn một chút, có thể bán được khoảng 2 kim tệ, ở trên thị trường chủ lưu cũng chính là loại băng kháng bảo thạch này, băng kháng bảo thạch gia tăng 7 điểm rất ít, có thể bán được 3 kim tệ, về phần băng kháng bảo thạch gia tăng 8 điểm là rất ít ỏi, cho nên giá đạt tới 5 kim tệ. Hiện tại bảo thạch gia tăng 7 điểm kháng băng có hơn 3 vạn 3 ngàn viên, gia tăng 8 điểm có khoảng hơn 1 vạn 2 ngàn viên, thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn càng đừng nói bảo thạch gia tăng 10 điểm kháng băng trở lên giá ít nhất cũng khoảng 10 kim tệ dẫu sao cái thứ băng kháng bảo thạch này sẽ không bị đào thải có thể sử dụng mãi cho dù toàn thân đều khảm lên bảo thạch gia tăng 5 điểm kháng băng trị số gia tăng kháng băng đã đủ để ứng phó với tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh rất lạnh rồi đối phó boss hệ băng không dùng dược tề kháng băng cao cấp cũng có thể đạt tiêu chuẩn cho nên bảo thạch gia tăng kháng tính đều vô cùng quý giá sau đó thạch phong mang theo băng kháng bảo thạch trực tiếp đi tới tu la công quán để băng kháng bảo thạch trong tay và cột đổi của liên minh mạo hiểm giả hơn nữa còn là ở trên trang đầu của mục lục đổi chỉ là phương thức đổi hơi khác không phải niêm yết giá rõ ràng mà là dùng phương thức đấu giá để tiến hành đổi hơn nữa là dùng ma thủy tinh làm chủ điểm của liên minh mạo hiểm giả là phụ nói cách khác bất kể người khác bỏ ra bao nhiêu điểm nếu số lượng ma thủy tinh đối phương bỏ ra nhiều hơn cuối cùng vẫn có thể có được băng kháng bảo thạch chỉ có ở dưới tình huống số lượng ma thủy tinh bên nhau mới dùng điểm làm tiêu chuẩn về phần băng kháng bảo thạch gia tăng 5 điểm kháng băng giá quy định là 4 viên ma thủy tinh. Thạch Phong không định một hơi để quá nhiều, chỉ để vào 200 viên băng kháng bảo thạch gia tăng 5 điểm trước. Sau khi Thạch Phong để vào trong mục lục đổi, lập tức khiến người chơi tới Liên minh Mạo hiểm giả đổi vật phẩm nhận thấy, trong nhất thời dẫn tới chấn động, băng kháng bảo thạch, Liên minh Mạo hiểm giả cũng quá trâu rồi, không ngờ vật phẩm như vậy cũng có à, lợi hại quá, một viên bảo thạch gia tăng 5 điểm kháng băng, quả thực sắp bắt kịp một kiện trang bị cấp huyền thiết gia tăng kháng băng rồi mẹ kiếp nếu có thể có được một thân băng kháng bảo thạch quả thực là có thể đi ngang ở băng tuyết đại liệt cốc rồi liên minh mạo hiểm giả rốt cuộc là từ đâu có được những thứ này người chơi của hàn phong thành trước nay luôn yêu thích vật phẩm kháng băng mặc dù trong băng tinh thế giới cũng có không ít vật phẩm kháng băng nhưng tuyệt đối không có vật phẩm sẽ không bị đào thải như băng kháng bảo thạch bởi vì sự xuất hiện của băng kháng bảo thạch tin tức này cùng giống như mọc chân truyền vào trong tay các đoàn mạo hiểm và công hội lớn ai nấy đều lập tức phái người đi đổi tuy sản lượng ma thủy tinh ở trong hàn phong thành là khá ít nhưng chỗ sử dụng cũng không phải quá hắn nhất là đối với người chơi tự do nơi có thể sử dụng càng ít so sánh với ma thủy tinh thì bọn họ thích đổi trang bị gia tăng kháng băng hơn nhưng những vũ khí trang bị gia tăng kháng băng này đều bị công hội ôm chọn căn bản sẽ không bán ra cho người chơi tự do hiện tại băng kháng bảo thạch vừa ra không chỉ là các đoàn mạo hiểm và công hội lớn muốn cướp được rất nhiều người chơi tự do cũng vậy chỉ thấy giá đổi 200 viên băng kháng bảo thạch trong mục lục đổi không ngừng tăng lên từ 4 viên ma thủy tinh lúc ban đầu trong nháy mắt đã tăng mạnh đến 5 viên sau đó năm viên thêm 100 điểm, thêm 200 điểm, mà một điểm của liên minh mạo hiểm giả, tương đương với 20 đồng tệ. Rất nhanh giá từ năm viên ma thủy tinh tăng lên đến 6 viên ma thủy tinh. Số lượng ma thủy tinh này cơ hồ là lấy ra mà phần lớn người chơi tinh anh tự do có thể lấy ra, hoàn toàn vượt xa dự tính của Thạch Phong, nhưng cái giá này vẫn chưa có ý định dừng lại. Trong thời gian không đến 5 phút, băng kháng bảo thạch cộng thêm 5 điểm kháng băng đã được đấu giá tới 7 viên ma thủy tinh. Giá đấu giá hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Thạch Phong không ngờ người chơi cuộc không ngờ còn cần băng kháng bảo thạch hơn so với hắn tưởng tượng. Tổng cộng 200 viên băng kháng bảo thạch, một phát khiến Thạch Phong thu hoạch được 1.320 viên ma thủy tinh, ngoài ra còn tiêu hóa không ít điểm đổi của thành viên liên minh mạng hiểm giả. Mẹ nó, ta vừa đến sao lại hết rồi, sao người có tiền lại nhiều như vậy, đã tới 7 viên ma thủy tinh rồi, không ngờ vẫn có người cướp à. Sớm biết vậy ta đã xuất thủ rồi, chỉ cần ta có được 4 năm viên băng kháng bảo thạch, có thể một người kháng đại lĩnh chủ hệ băng, đến lúc đó tất cả trả giá đều có thể lấy lại được sao lại chỉ có 200 viên thôi, căn bản không đủ cho chúng ta chia, không thể nào, đã hết rồi à. Tất cả mọi người trong đại sành nhìn đấu giá mà choáng váng, thật sự quá nhanh, nhanh đến rất nhiều công hội của Hàn Phong Thành còn chưa kịp phản ứng, 200 viên băng kháng bảo thạch đã bị tiêu thụ hết, về phần cao thủ tự do tới xem tình huống thì sắp buồn tới thối ruột rồi. Hội trường, làm sao bây giờ, bên ta đã tới chậm, băng kháng bảo thạch đó đã bị đổi hết rồi, gì cơ, nhanh như vậy đã hết rồi à, tiếp theo ta phải làm gì, chờ thêm một chút, thật sự không được thì mua băng kháng bảo thạch từ trong tay người chơi với giá cao hoàn cảnh của băng tuyết vế cử quá kém bởi vì vấn đề kháng băng khiến thuộc tính cơ bản của đoàn chủ lực đều giảm xuống không ít căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính hiện tại cần phải có được băng kháng bảo thạch đó một số người của công hội ẩn núp ở hàn phong thành đều nhận được từ lệnh đến từ công hội ở yên trong đại sảnh chờ băng kháng bảo thạch xuất hiện mà một hơi bán ra 200 viên băng kháng bảo thạch thạch phong không vội vã lấy ra tiếp mà là đợi khoảng 10 phút, cho tới khi trong đại sảnh toàn là người chơi bị tin tức băng kháng bảo thạch hấp dẫn tới tụ tập, mới từ trong ba lô lấy ra 1000 viên băng kháng bảo thạch đặt vào trong cột đồi. Về phần giá quy định thì sửa thành 5 viên ma thủy tinh, lúc trước lấy ra 200 viên băng kháng bảo thạch, chỉ là mùa đẻ hấp dẫn người chơi, hiện tại đã tụ tập đủ rồi, tất nhiên cũng có thể bắt đầu tiến hành bán ra. Trong nháy mắt 1000 viên băng kháng bảo thạch xuất hiện trên cột đồi, người chơi trong đại sảnh đều tranh mua giống như phát điên. Cao thủ tự do, đoàn mạo hiểm, công hội lúc trước chưa xuất thủ đều nhau nhau bắt đầu đấu giá khiến giá của băng kháng bảo thạch một đường tăng lên cơ hồ đều dùng dùng giá 7 viên ma thủy tinh để bán ra không đến 5 phút ngắn ngủi lại giúp thạch phong kiếm bảy ngàn viên ma thủy tinh lợi nhuận này so với tốc độ kiếm ma thủy tinh của linh dược thành thì còn nhanh hơn mấy lần có điều thạch phong biết đây chỉ là khởi đầu mà thôi hàn phong thành có khoảng hơn 200 vạn người chơi chỉ là hơn một viên băng kháng bảo thạch căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của các công hội và đoàn mạo hiểm lớn lập tức thạch phong không tự mình chủ động đặt băng kháng bảo thạch nữa mà là một hơi để hết toàn bộ băng kháng bảo thạch cộng 5 điểm kháng băng vào kho hàng để hệ thống cứ cách 10 đến 15 phút thì bán ra 500 đến một ngàn viên băng kháng bảo thạch về phần băng kháng bảo thạch khác thạch phong không định bán ra vào thế nào bởi vì chỉ là tiêu hóa hơn 4 vạn viên băng kháng bảo thạch đã chính là cực hạn của hàn phong thành trước mắt rồi lại lấy ra băng kháng bảo thạch tốt hơn sẽ không bán được giá tốt ngay khi băng kháng bảo thạch đang không ngừng được bán ra đám người kinh vô mệnh cũng về tới tu la công quán bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục ở băng tuyết phế khư thể lực và tinh thần của người chơi tiêu hao cực nhanh không giống ở ngoại giới chỉ cần ngồi xuống cũng có thể khôi phục một chút thể lực và tinh thần lực nhưng ở trong băng tuyết phế khư cho dù là nằm yên bất động cũng sẽ tiêu hao thể lực và tinh thần lực nếu chiến đấu thì càng tiêu hao nhanh hơn đoàn trường đây là tin tức tư liệu có liên quan tới boss chấn thủ của tầng thứ ba boss này không yêu cầu kháng băng của người chơi cao nhưng có kỹ năng bị động cấp đống thời khắc vô cùng đau đầu kỹ năng này sẽ khiến người chơi công kích trong top 20 mươi chúng chiêu tốc độ công kích giảm mạnh 100% thì không nói, bên cạnh còn xuất hiện quái đầu lĩnh cùng cấp bậc phát động công kích, công kích của những quái đầu lĩnh này vô cùng cao, có thể nói là có thể so với đại lĩnh chủ cùng cấp bậc. Ngoài ra kỹ năng bị động thứ hai cuồng huyết phí đằng, thời điểm sinh mệnh càng thấp, tốc độ công kích, sức phòng ngự, lực lượng của quái vật lại càng cao. Khi kinh vô mệnh nói tới boss chấn thủ của cửa thứ ba thì vẻ mặt bất đắc dĩ, có một loại cảm giác bất lực không phát huy ra được lực lượng. Các người đánh tới boss cuối cùng thì còn lại bao nhiêu điểm sinh mệnh? Thạch Phong hỏi, 50% kinh vô mệnh có chút ngượng ngùng nói công kích bình quân của đoàn đội không đủ à thạch phong không quá kinh ngạc đối với điều này dẫu sao hai kỹ năng bị động bày ra đó rõ ràng là một boss đọ công kích mà đoàn người chơi nghề nghiệp bậc hai cũng đánh tổng cộng chỉ có 20 người bởi vì hạn chế công kích của người chơi tóc 20, thương tổn của đám người kinh vô mệnh tất nhiên là không đánh ra được mà người còn lại rõ ràng công kích không đủ cuối cùng bị boss giày vò tới chết cũng không có gì quá kỳ quái cho dù là hắn tới sợ rằng kết quả cũng không có thay đổi quá lớn ừm tuy trang bị của đoàn đội đều đã là loại hàng đầu nếu có thể công kích được boss kỳ thật cũng khả dĩ nhưng boss đó có năng lực né tránh và ngăn cản rất mạnh không có trình độ nhất định rất khó tạo thành thương tổn kinh vô mệnh gật đầu ta hiểu rồi xem ra vẫn cần thiết để thăng trang bị một chút mới được hiện tại người thu thập trang bị của tất cả mọi người trong đoàn được tới đây thạch phong nghĩ nghĩ một chút kỹ thuật không đủ thì dùng thuộc tính bù đắp đây cũng là cách làm nhất quán của thần vực chiến tại thần vực để thăng trang bị trang bị hiện tại vẫn có thể để thăng à kinh vô mệnh không khỏi kinh ngạc phải biết rằng trang bị của đoàn đội bọn họ hiện tại đã là đứng đầu muốn để thăng nữa cơ hồ là chuyện không thể càng đừng nói là trang bị toàn đoàn đây căn bản chính là chuyện không thể có điều thạch phong đã hạ lệnh kinh vô mệnh cũng không dám nghĩ quá nhiều lập tức gọi tất cả mọi người giao ra toàn bộ trang bị trên người nói chung những trang bị này cũng được phải tiến hành sửa chữa và giữ gìn thống nhất sau khi thạch phong có được những trang bị này trực tiếp tìm một phòng nghỉ bình thường trong công quán từ trong ba lô lấy ra pendorama phương đời trước sở dĩ pendorama phương rất được hoan nghênh chính bởi vì thần vực càng đến về sau rất nhiều phó bản khu vực thậm chí phó bản đoàn đội có đôi khi ngay cả giã khu cũng không thể dựa vào ngoại lực sử dụng đạo cụ để giảm bất độ khó công đánh nhưng pandora ma phương thì không ở trong số này hiệu quả cường hóa của pandora ma phương giống như là phụ ma vậy chỉ cần kèm lên trước sẽ chịu ảnh hưởng cho nên cho dù pandora ma phương có hiệu quả tiêu cực lớn như vậy vẫn khiến các công hội lớn thèm nhỏ rãi có điều vấn đề duy nhất chính là vô cùng tiêu hào ma lực có điều hiện giờ thông qua mấy lần bán ra băng kháng bảo thạch đã bán đi được khoảng hơn 3.000 viên băng kháng bảo thạch, lập tức khiến số lượng ma thủy tinh trong tay Thạch Phong đạt tới hơn 2 vạn một ngàn, lại khiến Thạch Phong có một loại cảm giác tài đại khí thô. Hơn nữa mới bán ra hơn 3.000 viên mà thôi, chưa đến một phần 10 tổng số hàng bán, muốn tiến hành cường hóa trang bị cho đoàn đội là không có bất kỳ vấn đề gì. Lập tức Thạch Phong tinh luyện rất nhiều ma thủy tinh thành ma lực chi thủy, một hơi dùng một vạn viên ma thủy tinh. Nguyên rùa của ma thần đối với người khác mà nói là rất phiền, đối với Thạch Phong lại có thể suy yếu trên trình độ lớn nhất, đó chính là sử dụng thần en thiên tứ của trái tim của Ikazu, trực tiếp tế hiến hấp thu 200 điểm sinh mệnh chi lực, khiến điểm may mắn tăng mạnh đến cao nhất. Thời gian duy trì và thời gian hồi chiêu cũng theo đó là giảm bớt trên diện rộng, một hơi bắt đầu cường hóa không gián đoạn, khoảng gần ngàn kiện trang bị, ở dưới trạng thái thần en thiên tứ, hơn một nửa trang bị đều cường hóa thành công, về phần một nửa còn lại, đại bộ phận đều không có hiệu quả, chỉ có hơn 100 kiện trang bị trúng nguyền rủa trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng, có điều trong đoàn mạo hiểm tu la lại có rất nhiều trang bị có thể đổi. Sau đó trang bị của 100 người toàn đoàn toàn bộ được cường hóa xong, tổng cộng tiêu tốn một vạn 8.650 viên ma thủy tinh, được thành kim tệ là 5.595, nhưng 5.595 kim tệ lại không thể tùy tiện đổi thành nhiều ma thủy tinh như vậy. Nếu để các công hội lớn biết, nhất định sẽ mắng to Thạch Phong là kẻ điên, chỉ là vì cường hóa trang bị 12 tiếng, một hơi tiêu tốn nhiều ma thủy tinh như vậy, tương đương với tổng số ma thủy tinh tồn kho của một công hội tăng lưu. Có điều đối với Thạch Phong mà nói, lại không sao cả, bởi vì trong đoạn thời gian cường hóa trang bị, băng kháng bảo thạch lại bán ra được gần năm ngàn viên, đạt được gần ba vạn năm ngàn viên ma thủy tinh, tiêu so với kiếm là chậm hơn nhiều. Sau khi xử lý xong chuyện trang bị của toàn đoàn, Thạch Phong cũng lập tức gọi đoàn công đánh tập hợp, phát xuống tất cả trang bị đi, không có vấn đề gì thì chúng ta xuất phát. Thạch Phong lập tức giao trang bị toàn đoàn cho Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh vừa tiếp nhận trang bị, nhìn thuộc tính của trang bị, lập tức trợn tròn mắt. Đoàn trưởng ngươi rốt cuộc đã làm, sao thuộc tính của những trang bị này đều trở nên mạnh hơn rất nhiều như vậy? Kinh vô mệnh có thể nhìn ra đại bộ phận những trang bị này đều là lúc trước bọn họ giao lên, nhưng hiện tại thuộc tính của những trang bị này lại có biến hóa cực lớn. Loại chuyện này hắn lúc trước căn bản chưa từng nghe qua, chỉ là tiến hành một chút cường hóa, khiến thuộc tính của mỗi kiện trang bị đề thăng 15% mà thôi. Thạch Phong nói, vốn hắn vẫn muốn sử dụng ma tinh thạch để tiến hành cường hóa, có điều số lượng ma thủy tinh trong tay không đủ, cũng chỉ có thể chấp nhận tạm một chút. 15% á, kinh vô mệnh cảm thấy mình có chút chóng váng, cái gì gọi là chỉ đề thăng 15% mà thôi. Chất lượng trang bị đề thăng một cấp bậc, thuộc tính cơ bản cũng đề thăng khoảng 15%, chẳng khác nào nói Thạch Phong đã khiến trình độ trang bị của thành viên toàn đoàn đều đề thăng một trình độ lớn. Phải biết rằng trình độ trang bị của bọn họ hiện tại đã là đứng đầu Hàn Phong Thành, đề thăng thêm một cấp bậc, quả thực là không thể tưởng tượng được. Mà sau khi tất cả mọi người nhận được trang bị, ai nấy đều há to miệng, hoài nghi đây có phải là trang bị của mình không? Phải biết rằng đây chính là thuộc tính cơ bản của trang bị đề thăng 15%, cộng thêm kỹ năng và các loại hiệu quả đề thăng của trang bị chỉ số đề thăng thực tế là vượt xa 15%, tương đương với toàn đoàn một mực ở vào trạng thái bùng nổ nhỏ, băng tuyết đại liệt cốc, sơn mạch kéo dài mấy trăm km, cản đường giữa thành thị và thành thị, càng vào sâu trong sơn mạch, quái vật bên trong lại càng cường đại, thậm chí ở bên trong còn có boss cường đại cấp hơn 100, căn bản không phải là khu vực người chơi hiện tại có thể tùy tiện xâm nhập, mà cách duy nhất có thể đi thông tới thành thị khác chính là tiến vào di tích của xưa băng tuyết vế khư mở ra trang bị truyền tống mà phát triển tống trận cổ xưa đi thông tới bên kia của băng tuyết đại liệt cốc, các đoàn mạo hiểm và công hội lớn để có thể tới khu vực khác trước một bước, đồng thời lấy được cống hiến của Hàn Phong thành, lúc này đều phái ra đoàn đội tới băng tuyết phế khư triển khai công đánh nghiên cuồng. xung quanh băng tuyết phế khư nhiều năm bị băng viên chiếm lĩnh, băng viên không chỉ có động tác linh hoạt, đồng thời cũng biết vũ trang cho bản thân giống như nhân loại, chiến đấu giống như nhân loại, cộng thêm đã quen với hoàn cảnh rét lạnh, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa băng viên yếu nhất cũng là quái đầu lĩnh cấp 55 trở lên, cấp lĩnh chủ thì không ít đội trưởng tuần tra lại đạt tới cấp đại lĩnh chủ bởi vì là sao huyệt của băng viên số lượng băng viên về quanh băng tuyết phế khư rất nhiều hơn nữa càng tiếp cận băng tuyết phế khư thực lực của băng viên lại càng cường đại đoàn đội tinh anh bình thường cho dù là muốn tiếp cận băng tuyết phế khư cũng không làm được càng đừng nói là khiêu chiến băng tuyết phế khư mà ngay cả băng viên cũng coi là cấm địa mà ở nơi cách băng tuyết phế khư không xa một đoàn trăm người đang cấp tốc tiếp cận băng tuyết phế khư đối mặt với mấy chục con băng viên xông lên trong đó chỉ là cấp đại lĩnh chủ đã có 5 con, cấp lĩnh chủ hơn 10 con, còn lại toàn là cấp đầu lĩnh. Nhưng cho dù là vậy, đoàn trăm người này vẫn có thể thoải mái đi tới, khiến đoàn đội trăm người phía sau nhìn mà rất hâm mộ. Có điều đoàn đội phía sau cũng chỉ có thể hâm mộ một chút, bởi vì đoàn đội này là đoàn chủ lực của Bách Thế Hoàng Triều ở Hàn Phong Thành. Trên người mỗi người trong đoàn đều trang bị ít nhất là huyền thiết cấp 50 trở lên, hoặc là nói hơn phân nửa trang bị trên người đều là trang bị bí ngân cấp 50, thậm chí trên người mấy người dẫn đội còn trang bị mấy kiện trang bị tinh kim cấp 50. Điều này đối với mấy kiện trên người ngay cả trang bị bí ngân cấp 50 cũng không có mấy kiện mà nói, đều là giấc mộng của bọn họ. Những băng viên này đúng là khó chơi, mỗi lần đến đều như vậy, vừa tiêu diệt một con, lại xông lên một con, nối liền không dứt, mỗi lần chỉ là tiến vào băng tuyết phế khư đã khiến cho thể lực và tinh thần lực tiêu hao không ít rồi. Một thuẫn chiến sĩ bậc 2 cấp 53 tay cầm cự thuẫn màu xám ngăn cản ba con băng viên đội trưởng đại lĩnh chủ cấp 57, hơi bất đắc dĩ. Tuy thuẫn chiến sĩ nói như vậy, nhưng bộ pháp dưới chân không dừng lại, thủy trung kéo ba con băng viên đội trưởng khiến ba con băng viên đội trưởng không thể phá tan phòng ngự không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với người chơi ở phía sau đã tới cự ly rồi bộ đội viễn trình chuẩn bị mở đường người khác chuẩn bị gia tốc lần này chúng ta cũng không thể lãng phí quá nhiều thể lực ở trước mặt băng viên thủ lĩnh hôm nay chúng ta nhất định phải vượt qua tầng một dưới lòng đất một vị cuồng chiến sĩ bậc hai cấp 53 một vị chiến đao bạc to lớn vừa đọ sức với một con băng viên đội trưởng cấp 57, vừa hô lớn lực lượng cường đại cộng thêm kỹ năng bậc hai khiến băng viên đội trưởng cấp đại lĩnh chủ phải liên tục lui về phía sau loại lực lượng này khiến người chơi xung quanh đều kinh thán không thôi mà cùng chiến sĩ bậc hai này chính là hội trưởng bá đao trường không của bách thế hoàng triều cao thủ xếp trong top 10 của hàn phong thành cách băng tuyết phế khư còn không đến cự ly 500 trăm một con băng viên thủ lĩnh hình thể rõ ràng to gấp đôi băng viên khác trên người mặc khối giáp sơ sài cầm hai thanh chiến đao phát ra tiếng sống giận dữ băng viên thủ lĩnh sinh vật hình người đại lĩnh chủ cao cấp cấp 58, điểm sinh mệnh 6.400 vạn, còn băng viên thủ lĩnh này có thể nói là người trông cửa của băng tuyết phế khư phàm là có người muốn tiếp cận băng tuyết phế khư đều sẽ bị băng viên thủ lĩnh công kích một cách vô tình vì thế không ít đoàn đội đều bị cản ở ngoài băng tuyết phế khư đối với đoàn chủ lực của các công hội lớn mà nói cũng cực kỳ không thích còn băng viên thủ lĩnh này ở phụ cận băng tuyết phế khư bởi vì nguyên do của pháp trận thượng cổ thể lực và tinh thần lực của người chơi sẽ không ngừng bị tiêu hao nếu chiến đấu với băng viên thủ lĩnh sẽ tiêu hao thể lực và tinh thần lực sau đó muốn khiêu chiến băng tuyết phế khư sẽ trở nên rất phiền cho nên đều dạy nghĩ cách vòng qua băng viên thủ lĩnh giảm bớt tiêu hào thể lực và tinh thần lực không cần thiết chuyên tâm công đánh băng tuyết phế khư chỉ thấy đoàn chủ lực của bách thế hoàng triều cách băng viên thủ lĩnh đã càng lúc càng gần khi còn cách 100m mét băng viên thủ lĩnh đột nhiên phát động thế công trực tiếp dẫn theo chính con băng viên hộ vệ cấp đại lĩnh chủ lao về phía bách thế hoàng triều lưu sa người trước tiên giữ chặt băng viên thủ lĩnh mở tây khác giữ chặt băng viên hộ vệ viễn trình toàn lực bán băng viên hộ vệ cho ta người khác thì toàn bộ xông vào bá đao trường không vội vàng hô Thuận chiến sĩ bậc 2 cấp 53 trưởng thượng Lưu Sa hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên to ra một vòng, giơ thuẫn bài lên trực tiếp đâm về phía băng viên thủ lĩnh rồi chém tới chiến đao. ầm, uhm, trưởng thượng Lưu Sa lập tức lùi năm mới đứng vững, trên đầu bắn ra hơn một vạn điểm thương tồn, mà băng viên thủ lĩnh cũng đột nhiên dừng bước, chiến đao trên tay còn lại lại vung ra, trưởng thượng Lưu Sa phản ứng rất nhanh, thuẫn bài trong tay gạt mạnh, khiến chiến đao chém tới xẹt qua thuẫn bài, không khiến trưởng thượng Lưu Sa phải thừa nhận bao nhiêu lực đạo mà MT khác và bá đao trường không cũng trực tiếp đón đánh băng viên hộ vệ đang bao vây tới. Dưới oanh kích của nghề nghiệp viễn trình, rất nhanh đã phá được vòng vây của băng viên hộ vệ, mở ra một con đường trực tiếp tiến vào băng tuyết phế khư. Cuối cùng mất hơn 2 phút, toàn đoàn mới thoát khỏi băng viên thủ lĩnh và băng viên hộ vệ, tiến vào bên trong lĩnh vực của băng tuyết phế khư, khiến băng viên thủ lĩnh và băng viên hộ vệ không thể không từ bỏ. Điều này khiến đoàn đội người chơi ở xa xa đang chuẩn bị tiến vào băng tuyết phế khư đều hâm mộ, nếu đổi thành bọn họ xung lên, căn bản không thể dễ dàng vượt qua như bách thế hoàng triều hơn nữa còn sẽ có tử thương tất cả mọi người khôi phục một chút một phút sau chúng ta tiến vào tầng một dưới lòng đất bá đao trường không nhìn lướt qua mọi người đã tiêu hao không ít điểm sinh mệnh và ma lực lập tức chỉ huy người của bách thế hoàng triều cũng đều thở phào nhẹ nhõm lần này thông qua là thoải mái hơn lúc trước không ít như vậy khả năng sau này bọn họ vượt qua được tầng một dưới lòng đất cũng sẽ lớn hơn mà ngay khi người của bách thế hoàng triều đang nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy băng tuyết phế cứ truyền ra một trận nổ vang hơn nữa nổ vang nổ vang này là càng lúc càng lớn càng lúc càng gần bên ngoài lại có một số người mới vô tri muốn thừa cơ tiến vào à bá đao trường không ngồi nghỉ ngơi dưới đất mở mắt đã không xa lạ gì với loại chuyện này nhưng khóe miệng lại lộ ra một tên khinh thường tuy bọn họ mới tiến vào khiến băng viên thủ lĩnh lộ ra một chút khe hở nhưng băng viên thủ lĩnh đâu phải là là dễ đối phó như vậy làm thế sẽ chỉ khiến băng viên thủ lĩnh càng phẫn nộ hơn khiến lực lượng và tốc độ tăng mạnh ngay cả băng viên hộ vệ khác cũng sẽ trở nên mạnh hơn đoàn đội muốn đi vào nhìn thì rút ngắn được thời gian đối phó băng viên thủ lĩnh kỳ thật trong vô hình lại đề thăng độ khó xông tới cách làm chính xác nên là chờ băng viên thủ lĩnh khôi phục vị trí và bình tĩnh sau đó lại khiêu chiến tiến vào băng tuyết phế khư muốn tham tiện nghi những người mới này sợ rằng sẽ xui xẻo rồi ta đoán sẽ bị toàn diệt băng viên thủ lĩnh mà cuồng bạo lên thì cho dù là lưu xa lão đại mở ra kỹ năng giữ mạng cũng không cản được lần này coi như là để các ngươi học hôn cũng không nhìn xem vì sao đoàn đội khác lúc trước đều đứng ở bên cạnh mà nhìn căn bản không dám bước vào khu vực cảm chi của băng viên thủ lĩnh nửa bước à ngay khi người của bách thế hoàng triều đang đàm luận với những người mới này tính chiến đấu ngoài băng tuyết phế khư cũng càng lúc càng lớn có điều 30 giây sau đã triệt để trở nên yên tĩnh xem ra là chết sạch rồi chiến đấu kết thúc nhanh thật theo thanh âm chiến đấu biến mất người của bách thế hoàng triều đều vừa đồng tình lại vừa cười nhạo được rồi chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát đi bà đao trường không thấy mọi người đều đã khôi phục lập tức nói mà ngay khi người của bách thế hoàng triều vừa đứng lên chuẩn bị tiến vào tầng một dưới lòng đất ngoài cửa lớn cũ nát của băng tuyết vế khư có một đám người chơi đi vào ai nấy đừng nói là chật vật giống như lúc bọn họ tiến vào băng tuyết phế khư ngay cả trạng thái sinh mệnh cũng không hề có tiêu hao nhân số vẫn đủ một trăm người sao có thể như vậy được bá đao trường không nhìn đoàn trăm người không dụng lấy một sợi tóc đó hai mắt mở to người khác của bách thế hoàng triều cũng há to miệng không thể tin được đây là sự thật đó chính là băng viên thủ lĩnh đã cuồng bạo bọn họ là ai đợi đã người đó không phải kinh vô mệnh của đoàn mạo hiểm tu la à? bọn họ là đoàn mạo hiểm tu la ngay dưới sự chú ý của đám người bách thế hoàng triều đám người thạch phong chỉ nhìn người của bách thế hoàng triều ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi trực tiếp bước vào tầng một dưới lòng đất của băng tuyết phế khư mà trong đại sảnh của băng tuyết phế khư chỉ còn lại người của bách thế hoàng triều đang ngẩn ngơ trong đại sảnh đỏ nát yên tĩnh theo đám người thạch phong đi vào tầng một dưới lòng đất của băng tuyết phế khư người của bách thế hoàng triều mới có phản ứng mạnh quá đối mặt với băng viên thủ lĩnh cùng bạo lên cũng có thể thoải mái tiến vào chẳng trách lại có thể một đường công đánh tới tầng 3 dưới lòng đất, sao mất lại tới nữa? Lúc trước bọn họ bọn họ vừa trở về nghỉ ngơi à? Người dẫn đội đó hình như là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Tula, xem ra lần này đoàn mạo hiểm Tula là định toàn lực công đánh băng tuyết phế khư rồi. Lần này thì thú vị rồi, nghe nói bên Hắc Tạp Đế cũng bắt đầu toàn lực công đánh băng tuyết phế khư, hiện tại đã đạt tới tầng 4 dưới lòng đất, không biết đoàn mạo hiểm Tula có thể đạt tới trình độ nào. Tuy đoàn mạo hiểm Tula lợi hại, nhưng nơi này là băng tuyết phế khư, chú ý tới thực lực đoàn đội Ta nghe nói bên Hắc tạp đế lần này để có thể hạ được băng tuyết phế khư, đã từ tổng bộ phái tới rất nhiều cao thủ, luận thực lực tổng hợp thì đoàn mạo hiểm Tu La chính là kém xa, không phải là rất nhanh thì trên tiến độ vượt qua đoàn mạo hiểm Tu La, lần này đoàn mạo hiểm Tu La muốn đòi lại mặt mũi chỉ sợ là rất khó. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.